Độc sủng công chúa nhỏ của 8 người cậu. Tập 6. Tô Cẩm Ngọc nói, trước khi chết em cũng đâu tin trên đời này có quỷ, anh xem chẳng phải quỷ đang tồn tại đấy sao? Kỷ Trường. Tô Cẩm Ngọc đáng thương nói, Ngọc Nhi đâu có sai, Ngọc Nhi chỉ muốn được ở bên con gái của mình thôi mà. Kỷ Trường. Tô Cẩm Ngọc, nhưng đến cơ hội gặp gỡ âm dương giữa hai mẹ con em anh cũng không cho. Đôi mắt Tô Cẩm Ngọc ngân ngấn nước, hàng mi dài khẽ chớp chớp, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống, hu hu. Kỷ Trường, cô nhập vai sâu quá rồi đấy. Chẳng phải lần đầu tiên Túc Bảo đi máy bay từ Nam Thành tới Kinh Đô, cô và con bé đã gặp nhau rồi đó sao? Còn nói, đến một cơ hội hắn cũng không cho, ư. Rõ là nói dối không chớp mắt mà. Tô Cẩm Ngọc, lần cuối cùng, cho em và Túc Bảo gặp nhau một lần cuối thôi, cầu xin anh đấy anh cả. Kỷ Trường tức hộc máu, tôi không phải anh cả của cô, anh cả cô là Tô Nhất Trần, đi mà tìm anh ta. Hắn đã nhìn thấu rồi, lần cuối cùng, thốt ra từ miệng Tô Cẩm Ngọc chẳng bao giờ là lần cuối cùng hết. Sau khi trước không nhìn ra cô ấy thích bám giết như Sam thế này nhỉ? Lẽ nào sau khi hóa thành quỷ, linh hồn sẽ bị tiến hóa nhân cách ư? Chẳng ngờ, hai mắt Tô Cẩm Ngọc sáng lấp lánh, nói vậy tức là anh đồng ý cho em đi tìm anh cả của em sao? Kỷ Trường. Kỷ Trường bất đắc dĩ, duỗi tay lấy một cuốn sổ từ trong không trung. Hắn dở đến trang viết về Túc Bảo, nói, tất cả những gì liên quan đến Túc Bảo, mỗi một biến cố lớn trong cuộc đời cô bé đều sẽ được ghi chép thành một dòng chữ trong trang giấy này. Không phải tôi không muốn cho hai mẹ con cô gặp gỡ nhau, tôi chỉ có thể nói với cô rằng những gì Túc Bảo đang trải qua ở đời này đều là khảo nghiệm rất quan trọng đối với cô bé. Sau khi Túc Bảo kết thúc khảo nghiệm, mọi thứ được ghi chép trong quyển sổ này về cô bé sẽ được trình bày lại và làm sáng tỏ từng cái một. Điều này không khác gì lý lịch trích ngang của Tiểu Diêm Vương. Mọi thứ cô bé trải qua đều được định sẵn và sắp đặt. Cuộc gặp gỡ của Tô Cẩm Ngọc với Túc Bảo hoặc gặp gỡ giữa Tô Cẩm Ngọc với người thân trong nhà họ Tô đều không nằm trong sự sắp đặt này. Điều này vốn trái với quy tắc, nếu lợi dụng quyền hạn của âm ti để đạt được mục đích của mình, tỉ như muốn gặp ai thì gặp, thì lý lịch trích ngang của Túc Bảo sẽ không thể xóa nhòa ghi chép này. Kỷ Trường nói, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự thành công của cô bé trong tương lai, có biết không? Tô Cẩm Ngọc nhìn đăm đăm vào quyển sổ. Bìa sách đơn giản mộc mạc, trang giấy óng ánh vàng. Nhưng cô không nhìn ra một dòng chữ nào. Có điều, cô hiểu những điều Kỷ Trường nói đều là sự thật. Có một số chuyện, cô không thể tham lam được. Lòng Tô Cẩm Ngọc chua xót nhưng cô vẫn cố bày ra bộ dạng không biết xấu hổ, rầu môi nói. Được thôi nhưng không phải anh đang gạt em đó chứ. Trang giấy của cuốn sổ này chẳng có một dòng chữ nào, muốn từ chối em cũng đâu cần phải kiếm lý do phức tạp như vậy. Kỷ Trường phát hờn, khẽ vỗ nhẹ cuốn sổ lên đầu Tô Cẩm Ngọc, cô an phận một chút đi, mau xuống địa phủ để đầu thai. Chẳng ngờ cú vỗ nhẹ này lại khiến sự cố phát sinh. Một tia chớp bất ngờ đánh xuống ngoài cửa sổ, sấm sét ầm ầm trên bầu trời. Tô Cẩm Ngọc bị cuốn sổ đập thành vô số mảnh vụn, không thể khống chế được mà bay về bốn phương tám hướng như những chú đom đóm. Tô Cẩm Ngọc, Kỷ Trường, mẹ kiếp. Hồn bay phách tán. Kỷ Trường vội vươn tay toan thu về tất cả mảnh vụn từ hồn thể của Tô Cẩm Ngọc. Nhưng chỉ tốn công vô ích. Hai mắt Tô Cẩm Ngọc chất chứa sự kinh hoàng, cô chỉ kịp nói một câu, Kỷ đại nhân, xin anh hãy chăm sóc cho Túc Bảo giúp em. Cho dù hồn thể của Tô Cẩm Ngọc đã hoàn toàn biến mất, chẳng còn vương lại một chút dấu vết nào. Cả người Kỷ Trường toát mồ hôi lạnh, hắn liên tục chửi thề. Hắn vừa mới đập chết mẹ ruột của Tiểu Diêm Vương đấy. Xong đời rồi. Kỷ Trường vội đứng dậy rồi chạy vù ra ngoài. Hắn bài bố thiên la địa võng, chỉ cần là quỷ hồn đang lởn vởn trong phạm vi 100 dặm thì không có con nào có thể chạy thoát được. Kỷ Trường kiểm tra kỹ càng từng hang cùng ngõ hẻm nhưng chẳng thể tìm ra quỷ hồn của Tô Cẩm Ngọc, tựa như Tô Cẩm Ngọc chưa từng tồn tại trong ba tầng đất trời này. Xong đời rồi, gương mặt trắng bệch của Kỷ Trường càng thêm tái nhợt, xong đời rồi. Tô Cẩm Ngọc dùng hết mọi may mắn của cuộc đời mình để sinh ra Túc Bảo, sau đó rời khỏi thế gian. Kiếp sau cô nhất định sẽ được đầu thai làm người có số mệnh tốt, không phải phú quý thì cũng cực kỳ may mắn. Nhưng cô đã bị hắn vỗ cho hồn bay phách tán rồi. Kỷ đại nhân, cầu cứu, bây giờ chạy đi tìm thì có còn kịp không, tình huống cấp bách lắm rồi. Kỷ Trường căng cả đầu, kiếm tìm suốt đêm cũng chẳng thấy hồn thể Tô Cẩm Ngọc đâu, đến chuyện tìm bà nội của Tiểu Dương Dương tính sổ cũng quên bén luôn. Sáng hôm sau,
Túc Bảo tỉnh dậy, cảm thấy cả người tràn trề sức sống. Cô bé tự đánh răng rửa mặt sau đó thay đồ và soạn cặp sách. Túc Bảo lẩm bẩm, mang một bộ quần áo để thay, khăn lau mồ hôi, cốc nước. Cô giáo còn dặn mang áo khoác mỏng. Áo khoác mỏng, áo khoác mỏng ơi áo khoác mỏng. Túc Bảo trèo lên ghế rồi với chiếc áo khoác trong tủ, sau đó gấp gọn gàng và bỏ vào cặp sách. Mọi thứ đều do cô bé tự mình chuẩn bị đâu ra đấy, đúng là đứa trẻ ngoan không khiến người lớn phải nhọc lòng mà. Xong xuôi, cô bé đeo cặp trên lưng rồi vui vẻ ra khỏi phòng. Ngược lại hoàn toàn với Túc Bảo là Hân Hân với bộ dạng như chưa hoàn hồn, liên tục ngáp ngủ, nói năng lộn xộn, mặc cặp sách, đeo cốc uống nước. Túc Bảo ơi chúng ta đi thôi. Dạo này Hân Hân tỉnh giấc rất sớm để cùng Túc Bảo đến trường mầm non. Ông cụ Tô gấp tờ báo lại, hỏi, chuẩn bị đầy đủ đồ chưa các con? Túc Bảo, dạ. Hân Hân, dạ. Hân Hân vừa nói vừa ngáp ngủ, theo bản năng kéo cặp ra. Túc Bảo liếc nhìn, trong cặp của chị Hân Hân có một cái đèn ngủ và một chiếc giày thối. Mộc Quy Phàm vừa luyện tập buổi sáng xong thì trông thấy Hân Hân và Túc Bảo ra khỏi cửa. Anh bèn hỏi, đi học sớm vậy à? Cô bé con không thèm đợi người ba này. Xe đưa đón của trường học chạy 20 giờ 7 giờ, 30 và 8 giờ, 00. Hôm qua Túc Bảo đi xe 8 giờ, 00 nên Mộc Quy Phàm nghĩ hôm nay cô bé cũng đi xe đấy. Túc Bảo gật đầu, dạ, con đến trường mầm non đây, ba ở nhà phải ngoan nhé. Mộc Quy Phàm cười, ừ. Bà cụ Tô chạy đuổi theo, nói, Túc Bảo, ăn sáng xong rồi hẵng đi con. Túc Bảo khoát tay, không ạ. Con muốn đến ăn bữa sáng ở trường. Trẻ con đều như vậy, mới đi học có cảm giác mới lạ nên thấy đồ ăn ở trường mầm non ngon hơn ở nhà. Tâm trạng bà cụ Tô lập tức trở nên ủ rột, ôi Túc Bảo ngoan của bà không cần bữa sáng tình yêu của bà nữa sao? Phía sau Túc Bảo và Hân Hân còn có ba cậu bé khác cũng lên xe đưa đón của trường học. Hân Hân dựa đầu vào vai của Túc Bảo để ngủ bù. Túc Bảo nhìn trái ngó phải hồi lâu mới thấy kỷ trường chậm gì gì bay tới. Túc Bảo hỏi, sư phụ, người sao vậy? Hôm qua người đã làm chuyện xấu gì à? Sao trông bộ dạng cứ như bị sét đánh vậy? Kỷ Trường. Nói ra có lẽ con không tin, nhưng ta đã lỡ tay vỗ chết mẹ ruột của con rồi. Kỷ Trường mấp máy môi, cố làm ra vẻ bình tĩnh, không, không có gì, hôm qua sư phụ tăng ca nên quá mệt mỏi thôi. Túc Bảo bỗng nhìn Kỷ Trường đăm đăm, hỏi, sư phụ, có phải người giấu con chuyện gì không? Kỷ Trường khựng lại vài giây rồi lập tức đáp, không có, tuyệt đối không có chuyện gì giấu con hết. Túc Bảo hồ nghi nhìn, chỉ cảm thấy bộ dạng của sư mình rất giống kẻ có tật giật mình. Cô bé chưa bao giờ thấy sư phụ đi làm, cho nên thức đêm tăng ca gì đó chắc chắn chỉ là cái cớ. Có điều Túc Bảo khéo hiểu lòng người không truy hỏi thêm nữa. Sư phụ sẽ không bao giờ làm hại cô bé, nếu sư phụ có chuyện gì cần nói thì người nhất định sẽ nói thôi. Thấy Túc Bảo không gặng hỏi thêm. Kỷ Trường thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó hắn lập tức thấy đầu thêm đau. Hắn thật sự không thể tìm thấy Tô Cẩm Ngọc, như này thì phải làm sao? Túc Bảo đến trường mới phát hiện ra cậu bạn Dương Dương đánh nhau với cô bé hôm qua nghỉ học. Một cô bé cầm bát cơm chạy đến rồi ngồi cùng bàn với Túc Bảo. Cô bé này nhìn Túc Bảo, hai mắt sáng lấp lánh. Đây chính là bé bị Dương Dương đạp ghế hôm qua. Túc Bảo, cậu lợi hại thật nha. Tớ là Tâm Tâm. Cậu còn nhớ tớ không? Túc Bảo vừa ăn cơm vừa gật đầu, tớ nhớ nha. Trí nhớ của Túc Bảo rất tốt. Tâm Tâm phấn khích kể, mẹ tớ nói, Dương Dương bị cậu đánh nhập viện rồi đó. Túc Bảo ngẩn người, gì cơ? Tâm Tâm trụm đầu ghé tai, đè thấp giọng rất có khí chất của trưởng thôn buôn chuyện trong cục tình báo. Hôm qua bà nội Dương Dương gửi tin nhắn vào group của lớp mắng trường học, cô giáo và cả ba cậu nữa. Sau đó ba cậu lập tức mắng lại bà nội Dương Dương. Túc Bảo tỏ thái độ, có chuyện này ư. Sao cô bé không biết, cậu cả và ba đều không nói với cô bé. Túc Bảo nghiêm túc thỉnh giáo, sao cậu lại biết. Tâm Tâm nói, mẹ tớ kể mà, nghe nói bà nội Dương Dương còn đăng tấm hình cậu ấy nhập viện lên group, tớ nhìn thấy rồi. Túc Bảo sững sờ. Ôi, mới thế mà đã nhập viện ư. Túc Bảo hoang mang. Cô bé có mạnh tay đâu mà Dương Dương phải nhập viện rồi. Thật sự quá yếu ớt. Tâm Tâm lại mừng ra mặt, khi trước cô bé bị Dương Dương đặt biệt danh, còn bị cậu véo má. Tâm Tâm kêu cậu không được véo má nữa, nhưng cô bé càng tức giận thì Dương Dương càng trêu hăng hơn. Sau đó Tâm Tâm mách với mẹ mình,
mẹ cô bé tìm bà nội Dương Dương nói chuyện. Tâm Tâm mãi mãi không quên được ngày hôm đó, bà nội Dương Dương cãi nhau ầm ĩ với mẹ cô bé ngay trước cổng trường. Bà cụ nói to, cô bảo Dương Dương nhà chúng tôi véo má con cô, thế cô có trông thấy không? Tôi thấy Tâm Tâm đang nói dối đấy, chẳng phải con bé đang lành lặn khỏe mạnh đó ư, mách tội bừa bãi gì không biết. Mẹ Tâm Tâm nói bạn nam véo má bạn nữ là không tốt, hy vọng bà nội Dương Dương dặn cháu trai không làm vậy nữa. Chẳng ngờ bà cụ lại nói, giữa trẻ con với nhau chỉ có tình cảm đơn thuần sạch sẽ, nào tồn tại suy nghĩ gì dơ bẩn bỉ ổi đâu. Mấy đứa nhỏ đều thích chơi đùa véo má linh tinh, chỉ có con nhà cô là lập dị khác người. Khi ấy rất nhiều người vây xem, Tâm Tâm thấy mất mặt và buồn quá đỗi. Như thể đó là do lỗi của cô bé. Mẹ Tâm Tâm hết cách, chỉ đành dặn con gái tránh xa Dương Dương ra, đừng chơi với cậu bé nữa. Bây giờ Túc Bảo đánh Dương Dương nhập viện, Tâm Tâm cảm thấy hình như ba mẹ cô bé rất vui, vì vậy Túc Bảo trở thành siêu anh hùng cực kỳ lợi hại trong mắt cô bé. Mấy bạn nhỏ trong lớp nghe được lời Tâm Tâm thì tíu tít bàn về chủ đề này. Các bạn nhỏ nói chuyện với nhau luôn kỳ lạ như vậy đấy, Tâm Tâm tuyên bố, Dương Dương là cậu bé nghịch ngợm, Túc Bảo đã xử đẹp Dương Dương, Túc Bảo vô cùng lợi hại. Tâm Tâm, Túc Bảo siêu lợi hại. Các bạn nhỏ khác, Túc Bảo siêu lợi hại. Thế là, ngày thứ hai đi nhà trẻ, Túc Bảo đã thu phục được bốn bạn nhỏ hâm mộ cô bé, bao gồm cả trai và gái. Túc Bảo, tuy cô bé không hiểu tại sao các bạn lại ngưỡng mộ mình, nhưng bỗng dưng có thêm bốn bạn nhỏ thân thiết chơi đùa khiến Túc Bảo rất vui. Ở bệnh viện, bà nội Dương Dương đang nổi trận lôi đình, cháu trai tôi đau muốn chết mà các người không kiểm tra ra gì à? Lang băm, phế vật, bác sĩ câm nín, chụp X-quang và MRI đều đã được thực hiện. Ngay cả việc kiểm tra tổng thể như chụp CT, lấy máu và cái gì có thể kiểm tra đều đã được kiểm tra. Cậu bé này chẳng bị sao hết, không chảy máu trong, không chấn thương hay tràn dịch, duy chỉ có đầu gối hơi đỏ. Bác bình tĩnh đi, cháu trai bác chỉ thương ngoài da chút thôi, đừng lo lắng. Không ngờ bà nội Dương Dương cất giọng cao vút, cậu nói gì? Bị thương ngoài da chút thôi ư? Sao có thể chứ, cháu tôi cứ khóc hoài, kêu đầu gối rất đau. Các người kiểm tra đủ thứ hết hơn mấy vạn tệ mà kết quả kiểm tra là vết thương ngoài da. Lừa đảo gạt tiền đúng không? Tôi phải bóc phốt cái bệnh viện này. Bác sĩ. Bất đắc dĩ, bác sĩ chỉ đành viết thêm một dòng vào chẩn đoán bệnh án, nghi ngờ chấn thương dây chằng. Bà nội Dương Dương không hài lòng, chẩn đoán như vậy quá nhẹ. Bà cụ bám riết không buông, tôi tra trên Baidu rồi, tình trạng như cháu trai tôi rất có thể bị chấn thương sụn chêm, cậu viết luôn vào bệnh án đi. Bà cụ cố tình gây sự làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc của bác sĩ, khoa nhi còn là khoa chịu áp lực lớn nhất viện. Bác sĩ chỉ đành chiều ý bà nội Dương Dương, nhưng để tránh bảo hiểm khởi kiện, anh ta viết thêm một dòng. Nghi ngờ tổn thương dây chằng, nghi ngờ tổn thương sụn chêm, kiến nghị kiểm tra thêm một bước. Bà nội Dương Dương không vừa lòng thỏa dạ cho lắm, nhưng dù sao cũng lấy được thứ mình muốn. Về nhà, bà cụ lập tức tung lên mạng chuyện cháu trai bị đánh nhập viện và chẩn đoán của bác sĩ. Bà cụ khóc lóc kể lể trước ống kính, sáng sớm cháu tôi đến trường mầm non còn đang lành lặn khỏe mạnh, ai ngờ về đến nhà đã bị thương, tôi tìm phụ huynh của đối phương nói lý thì bị anh ta cho luôn một cái tát tai. Cháu tôi có trêu chọc ai đâu, chỉ là lúc tập thể dục không cẩn thận đụng phải tóc một cô bé, thế mà bị đánh luôn. Cô bé kia quá bạo lực, đúng là học theo phong cách của ba mình. Nói một lời không hợp đã động tay động chân đánh người, cậy mình có người lớn chống lưng nên không chịu xin lỗi, nói chung cô bé đó vô cùng kiêu căng hợm hĩnh. Đều là bạn học cùng lớp, chúng tôi chỉ cần đối phương nói xin lỗi một câu là hòa giải, ngàn vạn lần không ngờ được. Bà cụ lau nước mắt trước ống kính. Có video ở viện, có chẩn đoán của bác sĩ, người già rơi lệ còn trẻ nhỏ thì khóc vì đau đớn. Bà nội Dương Dương còn mua lưu lượng đẩy bài đăng lên hot search. Bài đăng lập tức châm ngòi sự tức giận của cộng đồng mạng. Quá đáng lắm rồi đấy. Đúng là phụ huynh thế nào thì con nhỏ thế ấy. Không nói cái khác, riêng chuyện xuống tay đánh một bà cụ cũng đủ thấy đây tuyệt đối chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Tôi gặp loại trẻ con như này nhiều rồi, thật đấy, hễ có gì không hài lòng là lập tức ném đồ đánh người, tất cả đều do phụ huynh chiều hư ấy mà. Mau báo cảnh sát cho con bé đó một bài học nhớ đời. Nó còn là trẻ con. Ngàn vạn lần đừng tha cho nó ha ha ha. Các cụ vẫn nói, trẻ con khóc mới có sữa uống. Người mặt dày thì cuộc sống luôn tốt đẹp hơn kẻ khác. Trên mạng có nhiều vụ gió đổi chiều,
và mặt bôm bốp rồi nhưng đại đa số cư dân mạng ăn dưa chẳng bao giờ nhớ lâu. Bọn họ phẫn nộ kêu nhà trường đưa ra lời giải thích. Bà nội Dương Dương vô cùng hài lòng vì sự lanh trí của bản thân. Làm ầm ĩ lên thì dù nhà họ Tô có là gia tộc giàu có nhất cũng không thể không thận trọng cân nhắc. Chẳng mấy chốc ba mẹ Dương Dương đã đến viện. Hai người này bận tối mắt tối mũi nên ít khi về nhà, lần này bà nội Dương Dương kể lại chuyện thì họ mới hiểu. Mẹ Dương Dương cuống lên, mẹ làm gì thế? Mẹ có biết đối phương là nhà họ Tô không? Nhà họ Tô giàu nhất kinh đô đấy. Bà nội Dương Dương hừ một tiếng, sợ cái gì? Có tiền thì ghê gớm lắm hả? Tổ tiên nhà họ Lý chúng ta còn lắm tiền hơn họ. Có điều sau đó nhà họ Lý mai một dần. Không rõ vì sao sau khi bà nội Dương Dương được gả vào nhà họ Lý thì gia tộc này bắt đầu xuống dốc không phanh. Nếu không nhà họ Lý cũng là gia tộc giàu có rồi. Hơn nữa chúng ta còn có nhà họ Mộc chống lưng. Đôi bên có quan hệ hợp tác, mẹ và bà cụ Mộc cũng thân thiết. Tóm lại Dương Dương là điểm yếu chí mạng của bà cụ, bà nuốt không trôi cục tức này. Ba Dương Dương mặc áo vest nhưng bụng bia to đến mức sắp bung cả cúc. Anh ta chau mày, không vui nói, mẹ anh nói đúng đấy. Vấn đề liên quan đến con cái chính là giới hạn của họ, con trai của anh ta bị đánh đến mức nhập viện rồi, sao còn có thể nhẫn nhịn được đây? Mẹ của anh ta đã nói rồi, đối phương là người ra tay đánh người trước. Dù bọn họ có lý thế nào thì anh ta cũng không sợ. Có được lời khẳng định của con trai mình, bà lão càng thêm kiêu ngạo hơn. Lại bắt đầu đăng video thứ hai. Hôm nay tôi lại đến gặp người lớn trong nhà của đối phương để phân rõ phải trái đúng sai. Nhưng đối phương lại rất kiêu ngạo, nói cho tôi 100 vạn, kêu tôi giao cháu trai ra cho anh ta đánh hai trận. Ba của con nhóc đó rất lợi hại, xăm kín cả cánh tay, ngay cả bà già mà cũng đánh, đánh rụng hết cả răng của bà cụ già là tôi đây. Trời ơi là trời, đạo đức ở phương nào chứ hả? Bà lão chìa hàm răng giả của mình ra. Các cư dân mạng đều phẫn nộ. Đây quả thật là một kiểu thế lực đen độc ác. Người ba đó của Túc Bảo rõ ràng chính là một kẻ cuồng bạo lực. Đến bà già mà cũng dám đánh. Nhìn thấy sự kiện hot này bắt đầu bùng nổ lượng truy cập, rất nhiều tài khoản V lớn và người nổi tiếng trên mạng vọt tới như thủy triều, nhao nhao ké phêm. Bà mẹ trí thức nói về cách nuôi dạy con cái V, bà mẹ trí thức cho rằng, các sự kiện bạo lực học đường thường xuyên xảy ra như vậy chính là bởi vì ngay từ khi còn bé đã có những đứa trẻ như vậy rồi, chúng nó đánh người nhưng lại không bị trừng phạt nghiêm khắc. Tuyến đầu ăn dưa hóng chuyện V, ui ui ui. Hôm nay chị Dưa đã bới ra được cho các cưng rồi nè, đứa nhóc đánh người đó là Tiểu Thiên Kim của nhà họ Tô. Nhà họ Tô là gia tộc như thế nào chứ? Cô Thiên Kim này được chiều chuộng đến mức nào chứ hả? Cứ nghe chị kể từ từ nha. Bình luận về các sự kiện nóng hổi trong thời gian thực V, tôi cũng hóng được chuyện này á. Nhà họ Tô đó có 8 người con trai, 8 đứa cháu trai nhưng lại chỉ có duy nhất một cô cháu gái. Bỏ cặp ị phân thì sẽ là cục phân độc nhất. Từ khi cô cháu gái này ra đời vẫn luôn được nuông chiều đến độ hai chân cũng không cần phải chạm đất, đi đến đâu cũng được ôm, 3 tuổi vẫn chưa biết đi, cho nên đến tận khi 4 tuổi rồi mới đi mẫu giáo. Ăn cơm cũng phải làm cả một bàn mãn hán toàn tịch để cho nhóc đó chọn, không muốn ăn thì sẽ ném ngay xuống đất. Thế nên một đứa trẻ trưởng thành trong hoàn cảnh được chiều chuộng không có điểm cuối này, cứ hễ không vừa ý là sẽ vung tay đánh người cũng không có gì lạ. Ý chỉ hành vi của một người nào đó cực kỳ khác biệt. Hoặc là đi ngược với quy chuẩn thì sẽ trở nên độc nhất. Có một số tài khoản V lớn nổi tiếng trên mạng biết cách phải nói như thế nào mới có được độ bàn luận. Chỉ cần khơi dậy được sự tức giận và cảm xúc của quần chúng, càng có nhiều lượt thích thì bọn họ càng có thể nhận được nhiều tiền thưởng. Thế nên bọn họ hoàn toàn không quan tâm đến chân tướng là gì, điều tra qua loa một chút, thậm chí còn có người bịa thẳng luôn. Dù sao những người như bọn họ rất khó có thể tiếp xúc được với nhà họ Tô. Có nổ cỡ nào thì cũng không ảnh hưởng gì, cuối cùng ghi thêm cụm từ, nguồn quan điểm là từ Internet, thường thì nếu bị cảnh cáo thì chỉ cần xóa video là được, không xảy ra chuyện gì cả. Vì thế chuyện này càng lan truyền càng trở nên quá đáng. Nói quá nhiều, giả cũng biến thành thật. Túc Bảo biến thành bé con bị ghét nhất trên mạng, Mộc Quy Phàm cũng biến thành tên ác bá ăn không ngồi rồi, xăm kín người chỉ biết bắt nạt người khác. Cặn bã của xã hội, đồ đỉa hút máu. Chống lại Tô Thị. Bắt đầu từ tôi. Đời này tôi ghét nhất là mấy đứa trẻ bố láo như vậy, đám trẻ danh chết hết đi. Bà lão thấy trên mạng toàn là bình luận có lợi cho mình, càng đắc ý hơn, đáy lòng cảm thấy rất sảng khoái. Không phải nhà họ Tô lợi hại lắm à, có giỏi thì chiến đi. Nhà họ Tô không bao giờ ngờ rằng,
một ngày nào đó mình lại bị tấn công mạng dữ dội như vậy. Mấy lời mắng chửi trên mạng rất khó nghe, người nhà họ Tô cố gắng che giấu sự tức giận của mình, biểu hiện như chưa hề có chuyện gì xảy ra khi ở trước mặt bé Túc Bảo. Nhưng Tô Tử Du lại rất tức giận. Cậu nhìn mấy video ở trên mạng, tất cả đều đổi trắng thay đen. Những cư dân mạng không rõ chân tướng bị người khác dắt như bò, những gì họ nói càng khiến người ta tức giận hơn. Tô Tử Du để lại bình luận dưới các video mắng Túc Bảo. Không rõ chân tướng thì đừng có nói linh tinh được không? Coi chừng bị sét đánh đấy nhá. Xuy xuy xuy, cái đồ rác rưởi bị người ta dắt mũi như bò, chẳng biết cái gì hết. Mày mới ghê tởm ấy, cả nhà mày đều ghê tởm. Tô Tử Du nho nhỏ khẩu chiến với quần chúng. Mắng cạn 10 giờ lưu lượng truy cập, mới phát hiện mình quên bật Wi-Fi. Thế nên Túc Bảo đã không cẩn thận nhìn thấy mấy video đó. Khuôn mặt vốn dĩ tràn ngập nụ cười của cục bột nhỏ dần dần xám xịt. Cậu cả, Túc Bảo làm sai rồi ạ. Túc Bảo mím môi hỏi. Tô Nhất Trần nói, không phải, Túc Bảo không sai. Túc Bảo lại hỏi, vậy tại sao bọn họ lại nói như vậy ạ? Rõ ràng là bọn họ đã làm sai mà, tại sao lại mắng chúng ta? Bà cụ Tô đành phải nói, bởi vì bọn họ không biết cái gì hết, chỉ nghe thấy người khác nói. Tiểu Túc Bảo càng không hiểu. Nếu không biết gì cả. Vậy tại sao lại khẳng định chắc nịch như vậy chứ? Lời lẽ đanh thép, cứ như thể bọn họ đã tận mắt nhìn thấy mọi chuyện vậy. Tại sao khi vẫn chưa biết chân tướng bọn họ lại có thể tùy ý định tội cho một người khác? Mộc Quy Phàm không nói lời nào, bế Túc Bảo lên trở về phòng. Nhà họ Tô cực kỳ đau lòng. Nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng trước, để xử lý xong hết mấy chuyện trên mạng rồi nói tiếp. Đến tối, nhóm quan hệ công chúng của nhà họ Tô online, giải thích rõ ràng sự việc, cũng tuyên bố rằng Túc Bảo không làm ai bị thương cả, bên phía bọn họ có thể phối hợp đối phương đi bệnh viện cao cấp hơn để kiểm tra. Ngoài ra còn tố cáo hết tất cả các tài khoản V lớn trên mạng một lượt, truy cứu trách nhiệm tuyên truyền thông tin sai lệch. Nhà họ Tô cũng đã báo cảnh sát thông báo rằng chân tướng sự việc đang được điều tra. Tùy ý tung tin sai sự thật là hành vi vi phạm pháp luật. Hành động cực kỳ mạnh mẽ vang dội, chưa đầy nửa buổi tối đã quét sạch Internet. Mấy tài khoản V lớn trên mạng đều sợ hãi, nhao nhao xóa bỏ video, không dám hé răng. Chẳng qua, chuyện này đã không thể phanh lại được rồi. Tại sao video lại biến mất vậy, quyền lực đồng tiền của gia tộc nào đó lợi hại như vậy sao? Ngay cả cảnh sát mà cũng có thể mua chuộc được à? Các anh em! Tôi đã nhận được một văn kiện từ luật sư của nhà họ Tô. Ôi chao, tôi sợ quá đi à. Thời buổi này, có nơi nào nói thật được à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mấy người hóng chuyện đó, bọn họ tin vào suy đoán của mình hơn. Dù cho cảnh sát đã đứng ra làm rõ, bọn họ vẫn cảm thấy thói đời hủ bại, quan chức thương nhân chỉ biết bênh nhau. Chẳng trách một bà già và một đứa trẻ có thể bị bắt nạt đến mức độ đó. Thế cho nên bọn họ càng phải bảo vệ công lý. Cô giáo Hoa nhìn thấy những tin tức gây sốc ở trên mạng, quả thật không thể kìm lòng được nữa, lấy tài khoản thật ra nói chuyện. Tôi là giáo viên của lớp đã xảy ra vụ việc này, lúc ấy tôi đã có mặt ở hiện trường. Tôi xin thề rằng, mọi chuyện không giống như những gì mà các bạn đang tưởng tượng đâu. Cô giáo Hoa đã quay một đoạn video dài 5 phút để giải thích tất cả các chi tiết về những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Nhưng cô ấy hoàn toàn không ngờ được, video này không những không khiến cư dân mạng bình tĩnh, ngược lại còn kéo tới một làn sóng giễu cợt lớn hơn nữa. Úi, nhà họ Tô này xã giao ghê thật đó, ngay cả giáo viên mà cũng mua chuộc được nữa kìa. Tôi không tin mấy lời mà cô nói. Nói đi, cô đã nhận bao nhiêu tiền từ nhà đó rồi? Loại người như cô mà cũng xứng làm giáo viên à? Cạn lời luôn, dù sao hiện tại chỉ cần có tiền là có thể muốn làm gì thì làm đúng không? Cô giáo Hoa không ngờ chuyện này lại phát triển theo hướng càng tồi tệ hơn, hoàn toàn choáng váng. Mẹ của Tâm Tâm cũng do dự cả một đêm, cuối cùng cũng chịu đựng áp lực đứng ra. Tôi là phụ huynh của một bé trong lớp này. Tôi làm chứng, cô giáo Hoa không hề nói dối. Cậu bé trong vụ việc này thường bắt nạt các bạn học khác. Con gái của tôi cũng từng bị cậu nhóc đó bắt nạt, bà cụ nhà bọn họ ăn nói cực kỳ vô lý. Không ngoại lệ chút nào, cũng bị mắng ngược lại. Chậc chậc. Cô nói cô làm chứng thì cô có thể làm chứng được à? Cô cũng nhận tiền rồi đúng không? Cười chết, rốt cuộc nhà họ Tô đã mua chuộc bao nhiêu người vậy? Tôi đoán trước bước tiếp theo nhé,
tiếp theo chắc chắn sẽ còn có người khác tự nhận là phụ huynh của học sinh trong lớp này đứng ra bênh Tiểu Thiên Kim này cho mà xem. Ha ha, nhà họ Tô đang gấp gáp lắm rồi. Cứ nói là mình trong sạch, có giỏi thì tung video ra đây. Đừng có hỏi video làm gì, kiểu gì trả đáp là camera giám sát đã bị hỏng lúc xảy ra chuyện. Mọi người hãy mở to hai mắt nhìn cho rõ, hiện tại đã bắt đầu có con chó tẩy trắng rồi. Nhà họ Tô răng đầy mây đen. Chỉ cần Bình Thúc bảo là sẽ bị coi là đang tẩy trắng. Trên đời này, bất kể là chính trị hay là thương gia, thứ khó kiểm soát nhất chính là miệng lưỡi của cư dân mạng. Có video giám sát không? Ông cụ Tô lạnh mặt hỏi. Tô Nhất Trần, trường học trao cho giáo viên sự tin tưởng và tự do hoàn toàn, vì vậy cán bộ trong trường chỉ đi quan sát trực tiếp, không có camera theo dõi. Không thì bọn họ đã không bị động như vậy rồi. Trên tầng, Túc Bảo ghé vào trên bàn, tay nhỏ vuốt ve lông chim của Tiểu Ngũ. Ánh mắt bé ảm đạm, khó chịu hỏi, sư phụ, tại sao những người kia lại như vậy ạ? Kỷ Trường mím môi, thở dài, thế gian này đen tối bất công như vậy đó, tiếng tạp âm lẫn lộn, thay phiên làm xáo trộn muôn màu của nhân gian. Miệng mọc ở trên người của người khác, chúng ta không thể nào kiểm soát được. Có 1.000 người thì sẽ có 1.000 quan điểm khác nhau, nhưng hầu hết mọi người đều sẽ nghe gió đoán gió, nghe mưa tưởng là mưa. Bọn họ tin rằng những gì họ nhìn thấy là sự thật, nhưng lại không biết rằng có đôi khi những gì họ nhìn thấy là do người khác cố tình phơi bày ra cho họ thấy. Túc Bảo tủi thân, nhưng con đâu có làm sai. Nếu được quay trở lại lúc đó, bé nghĩ rằng mình vẫn sẽ đánh cậu nhóc kia thôi. Đây là lần đầu tiên bé Túc Bảo gây bão ở trên mạng, bé không rõ tại sao thế giới này lại như vậy nữa. Cũng không hiểu vì sao bọn họ rõ ràng chưa từng trải qua chuyện này. Nhưng lại kể lại từng chuyện giống như đã xảy ra thật vậy. Thậm chí Túc Bảo còn thẳng thốt, tự hỏi rằng có phải mình thật sự đã làm ra những chuyện đó hay không. Mộc Quy Phàm đứng ngoài cửa, trầm mặc nhìn cục bột nhỏ đang rầu rĩ không vui. Rốt cuộc thì bé vẫn bị tổn thương. Mộc Quy Phàm xoay người rời đi, gương mặt không chút biểu cảm thay một bộ quần áo màu đen, thừa dịp trời tối rời khỏi nhà họ Tô. Trong trường mẫu giáo không camera giám sát. Nhưng mà ở bên cạnh trường mẫu giáo sẽ có thiên nhãn. Thiên nhãn khác với camera giám sát, phần lớn thiên nhãn đều nằm trong tay chính phủ, để duy trì trật tự xã hội. Thiên nhãn có độ nét cao có thể phóng to đến độ nhìn thấy rõ cả tổ chim ở trên cây. Anh có thể lợi dụng chức quyền để kiểm tra thiên nhãn ở gần đó, nếu may mắn thì anh có thể khôi phục lại toàn bộ chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó. Mấy năm gần đây, không có việc gì mà anh không làm được. Sau khi sự việc lên men, các người anh em khác của nhà họ Tô mới biết được Túc Bảo bị bạo lực mạng, đều gấp rút chạy về nhà. Tô Ý Thâm nổi giận đùng đùng, anh không ngờ cháu gái nhỏ ngoan ngoãn của mình lại bị người ta bịa đặt vu khống như vậy. Tô Nhạc Phi tức giận đến mức đập móp nắp trước của xe ô tô thành một cái hố. Ảnh đế Tô Lạc thì không màng hậu quả, lập tức đứng ra bảo vệ Túc Bảo, nhanh chóng kéo tới một lượng anti-fan cực lớn. Mọi người đều tập trung trong phòng sách. Tô Nhất Trần không cho bọn họ đi làm phiền Túc Bảo vào lúc này. Sợ cảm xúc của bọn họ sẽ ảnh hưởng đến Túc Bảo. Tô Nhạc Phi trợn trừng hai mắt, anh cả, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao? Bây giờ em sẽ đi tìm bà già chết tiệt đó, con mẹ nó, em sẽ đánh cho bà ta quy thiên luôn. Tô Lạc ôm cánh tay, đẩy gọng kính nói, thêm cả anh nữa. Tô Nhất Trần lạnh lùng nói, hiện tại dư luận trên mạng quá nóng, chỉ có thể tiến hành từng bước một. Mấy đứa đừng có mà sằng bậy. Hiện tại bất kể bọn họ có làm gì thì đối phương cũng có thể cắn ngược lại một phát, chuyện này rất bất lợi đối với bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ có thể giết người diệt khẩu được chắc? Coi thường luật pháp, chứng thực những gì mà đám cư dân mạng kia đã nói sao? Không thể được. Trừ khi có video giám sát, không thì cho dù hiện tại có thể uy hiếp bà ta sửa miệng, cư dân mạng vẫn sẽ không tin thôi, sẽ tiếp tục nói ra mấy lời tổn thương Túc Bảo. Tô Nhất Trần thật sự không muốn Túc Bảo lại bị tổn thương nữa. Mấy anh em nhà họ Tô đều bực bội không thôi. Trong phòng, Túc Bảo vẫn cực kỳ uể oải. Bé đã nghe được rất nhiều đạo lý, nhưng vẫn không thể hiểu được thế giới này. Kỷ Trường trầm mặc khoanh chân ngồi ở trước mặt Túc Bảo, hỏi, vậy thì, Túc Bảo có còn can đảm để phản kháng nữa không? Túc Bảo ngước mắt, hỏi, được không ạ? Kỷ Trường, con cảm thấy được thì sẽ được. Lòng dũng cảm của con chính là mũi tên ánh sáng giúp con đánh bại tất cả quái vật trên thế gian này. Vì để an ủi Túc Bảo, Kỷ Trường lôi cả thuật ngữ trong phim hoạt hình Ultraman ra nói.
con có thể lớn tiếng nói không với những kẻ bạo lực mạng đó, con có thể dũng cảm đứng lên, tự thanh minh cho bản thân. Con có thể làm được rất nhiều, mặc dù cơn bão đến mãnh liệt hơn, nhưng chỉ cần con không sợ, như vậy sẽ chẳng còn điều gì đáng sợ nữa. Túc Bảo nghe sư phụ nói, ánh sáng trong lòng lại bừng lên. Không ai biết rằng đây sẽ là lần lột xác quan trọng nhất của Túc Bảo. Túc Bảo nắm chặt nắm tay nhỏ, kiên định nói, con có thể, con muốn tự giải thích rõ ràng. Tiểu Ngũ quạc quạc một tiếng, vỗ cánh, Túc Bảo rất giỏi, Túc Bảo cố lên. Túc Bảo đút cho mình một gói muối. Túc Bảo, đút cho mình một gói muối. Khóe miệng Kỷ Trường giật giật. Bảo à, đó là tự lên tiếng cho bản thân, ý là chính mình tự thanh minh, không phải là đút cho mình một gói muối. Đút cho mình một gói muối với tự lên tiếng cho bản thân có cách đọc khá giống nhau nên con vẹt với Túc Bảo đều nghe lộn. Túc Bảo dẫm lên chiếc dép lê mềm mại, lạch bạch chạy đến phòng của Tô Tử Du. Tóc trên đầu của Tô Tử Du bị chính cậu vò đến rối như tổ quả, vẫn còn đang chìm đắm trong công cuộc đấu khẩu ở trên mạng. Miệng khô lưỡi khô, mắt đầy sao xẹt. Thấy Túc Bảo đi tới thì cậu vội vàng cất điện thoại đi, hỏi, Túc Bảo, sao thế? Túc Bảo nói, anh trai, anh không cần giấu đâu. Em biết hết rồi. Tô Tử Du trầm mặc, cố nghĩ cách an ủi bé, Túc Bảo, em đừng nghe bọn họ nói bậy, những người đó không biết cái gì cả. Ba của anh đã giải quyết mọi chuyện xong hết rồi. Túc Bảo lắc đầu, anh trai, em muốn tự nói. Tô Tử Du ngây ra một lúc, hỏi, cái gì? Túc Bảo lớn tiếng nói, em phải tự lên tiếng cho bản thân. Chuyện mà em không làm, em dám đứng ra nói rõ. Bọn họ không thể bắt nạt được em đâu. Ba đã nói, nhất định không được chịu một chút thiệt thòi nào. Tô Tử Du há miệng thở dốc, ngọn lửa chiến đấu trong lòng chợt bùng cháy dữ dội, được. Anh trai sẽ đi chuẩn bị dụng cụ cho em. Hai đứa nhóc quả thật đã bắt đầu chuẩn bị dụng cụ, quay video, nói làm là làm luôn. Không hề do dự chút nào. Nếu Túc Bảo đi tìm Tô Nhất Trần chắc chắn sẽ không để bé sằng bậy như vậy. Nhưng trẻ con làm việc gì cũng không nghĩ đến hậu quả, sẽ không lo trước lo sau giống như người lớn. Dũng cảm tiến tới, ngang ngược đi lên, dù có phạm sai lầm và bị thương cũng có một loại khí thế như ngé con mới sinh không sợ cọp. Khi Tô Nhất Trần phát hiện Túc Bảo, tự lên tiếng cho bản thân, thì đã không còn kịp ngăn cản nữa rồi. Người nhà họ Tô đang sa sầm mặt mày trong phòng làm việc, vận dụng hết mọi phương pháp hợp lý, từ từ giải quyết và phơi bày sự thật. Lại không ngờ, bỗng nhiên nhận được tin tức mới. Click mở xem thử, tất cả mọi người trong nhà họ Tô đều ngây ngẩn cả người. Túc Bảo ngoan ngoãn ngồi trước máy quay, tay nhỏ vẫn nghiêm túc đặt trên đầu gối. Bé chớp mắt to. Có thể thấy rằng bé đang hơi căng thẳng. Sau đó bé hỏi một câu, được chưa ạ? Em có thể bắt đầu nói được chưa? Bên cạnh truyền đến giọng nói của Tô Tử Du, được rồi. Lúc này Túc Bảo mới nhìn thẳng vào máy quay, nói, các cô các chú, các anh các chị, chào mọi người. Con là Túc Bảo, là đứa trẻ hư đốn mà mọi người nhắc tới. Túc Bảo cắn môi, lúc vừa mới bắt đầu nói bé còn không dám nhìn vào máy quay nhiều. Nhưng dần dần bé càng ngày càng dũng cảm hơn. Quả thật con đã đánh Dương Dương, nhưng con không cảm thấy mình sai. Ngay từ đầu, lúc con đang ăn sáng, Dương Dương đã nói con là bà bầu, bảo con ăn nhiều ị nhiều, ăn cái gì cũng ăn sạch sành xanh, làm cái gì cũng không thể làm nổi. Túc Bảo rất tức giận, Túc Bảo bảo cậu ấy đừng nói nữa, nhưng Dương Dương vẫn nói. Túc Bảo không thèm để ý đến cậu ấy, chạy ra chỗ cô giáo để điểm danh. Giọng nói Túc Bảo mềm mại, bản thân bé cũng rất điềm tĩnh. Nhưng khi thấy bé điềm tĩnh như vậy, bà cụ Tô lại rất muốn khóc. Túc Bảo của bà, đã làm gì sai chứ? Tại sao lại luôn gặp phải nhiều tai họa như vậy? Trong video, giọng nói ngọt ngào của Túc Bảo lại tiếp tục vang lên. Đó là ngày đầu tiên Túc Bảo đi mẫu giáo, cô giáo bảo Túc Bảo hãy tự giới thiệu. Túc Bảo rất vui vẻ nói rằng, chào các bạn, tớ tên là Tô Tử Túc, rất vui khi được làm bạn với các bạn. Nhưng Dương Dương lại gào lên, nói con tên là khoai lang tím, một củ khoai lang tím lớn vừa ăn được lại vừa ị được. Cô giáo đã bảo Dương Dương xin lỗi, nhưng Dương Dương nhanh chóng nói xin lỗi, nhưng con không hề muốn tha thứ cho cậu ấy, bởi vì con cảm thấy cậu ấy xin lỗi rất không chân thành. Thế nên con không thèm để ý đến cậu ấy nữa, nhưng lúc đang học bài Dương Dương lại đột nhiên giật kẹp tóc của con. Túc Bảo sờ sờ cái đầu nhỏ của mình, nói, nơi này ạ. Cậu ấy giật luôn kẹp tóc hình con thỏ của con xuống, tóc của con cũng bị cậu ấy giật xuống theo.
Đau lắm luôn. Con nói tại sao cậu lại làm như thế, nhưng cậu ấy lại không nghe, cậu ấy còn tháo bím tóc của con ra rồi bảo là cởi tóc cho con. Con tức giận nên con cũng túm lấy tóc của cậu ấy đánh con cũng đánh cậu ấy. Trong mắt Túc Bảo hiện lên vẻ bướng bỉnh, con cảm thấy con không sai, ba con đã nói rằng, chúng ta không bắt nạt người khác, nhưng nếu người khác bắt nạt chúng ta thì chúng ta nhất định phải cho kẻ đó biết, chúng ta không dễ chọc. Bé con vừa nói, trong mắt vừa nổi lên nước mắt, nhưng mà các cô các chú, các anh các chị, mọi người đều nói là Túc Bảo đã làm sai. Mọi người đều mắng Túc Bảo là đứa trẻ hư đốn. Các cậu của con rất buồn phiền, ba con cũng rất lo lắng, bọn họ vẫn luôn cố gắng nói ra sự thật, nhưng mà mọi người đều không tin. Túc Bảo muốn hỏi một chút, các cô các chú, các anh các chị, mọi người có tận mắt nhìn thấy cảnh Túc Bảo và Dương Dương đánh nhau không? Tại sao mọi người chẳng biết gì hết nhưng lại có thể mở miệng mắng Túc Bảo là đứa trẻ hư đốn vậy ạ? Nước mắt của Túc Bảo rơi lộp bộp, bé lại kiên cường lau đi, nhưng càng lau lại càng nhiều. Cuối cùng bé khóc òa lên, vì sao những người nói ra sự thật lại không được tin tưởng, vì sao nói bậy nói bạ lại có nhiều người ủng hộ như vậy? Chẳng lẽ con đã làm sai thật sao ạ? Bé con nhỏ tí trong ống kính đang òa khóc nức nở, bé chẳng biết mình đã làm gì sai, lại càng không hiểu tại sao các chú các dì đều chỉ trích mình là đứa trẻ hư. Bé vô cùng tủi thân, bé chẳng tài nào hiểu nổi suy nghĩ của những người lớn xung quanh mình là sao nữa. Tuy nhiên, dẫu cho hoang mang không biết phải làm gì lúc này, Túc Bảo vẫn lấy hết can đảm tìm kiếm lối ra cho mình. Tô Tử Du vội vàng chạy tới, luống la luống cuống lấy khăn giấy cho bé, nín đi, ngoan nào. Nước mắt Túc Bảo lại lã chã tuôn rơi hệt những hạt đậu tròn chính, bé tiếp tục ấm ức khóc. Anh ơi, Túc Bảo không sai mà. Túc Bảo thút thít, nếu cậu ta bắt nạt em nữa thì em vẫn sẽ đánh cậu ta. Tô Tử Du chẳng biết phải làm sao cho bé nín khóc, đành phải ôm lấy bé. Ừ, em không sai mà, cậu ta mà dám làm vậy nữa thì anh sẽ cùng em đánh cậu ta luôn. Chúng ta không hề sai, Tô Tử Du nói một cách chắc nịch. Trong suốt thời gian quay đến tận khi kết thúc, Tô Tử Du liên tục lau nước mắt cho Túc Bảo, đến khi có vẻ như sực nhớ ra chưa tắt máy thì cậu mới chạy lại tắt camera. Video này không qua cắt ghép chỉnh sửa, tới đây thì xem như kết thúc. Trên mạng, nhiều người đều lặng người khi nhìn thấy video ấy. Bé gái trong video ngồi một chỗ rất ngoan, chưa bao giờ quơ đôi tay nhỏ nhắn ấy loạn xạ lấy lần nào, ngồi ngoan đến nỗi bất giác khiến người ta xót xa. Lời nghẹn ngào rằng vì sao nói thật thì không tin mà bịa đặt vẽ chuyện lại được nhiều người ủng hộ như vậy ạ. Lẽ nào em sai thật rồi ư, như con dao sắc lẻm đâm thấu tâm can họ. Nhưng, không một ai trả lời được câu hỏi này. Một người lưỡng lự lên tiếng, tôi nghĩ, có khi nào chúng ta hiểu lầm gì rồi không? Vết thương trên mặt cô bé này nhìn có vẻ còn nặng hơn vết thương của cậu bé kia nữa. Ứa nước mắt rồi, tôi khóc từ lúc nào không hay luôn. Cô bé nói đúng. Tại sao lại như vậy? Những gì chúng ta thấy trên mạng liệu có phải là sự thật không? Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng lúc này đây, tôi chọn tin tưởng Túc Bảo. Ánh mắt tủi thân của cô bé không thể nào là thật được. Phải đó, cô bé này khóc nhìn thấy mà thương. Nếu đúng như những gì cô bé đã nói thì bé đánh cậu nhóc đó không sai chút nào. Nếu tôi là cô bé, tôi cũng muốn đánh lại. Xong. Khó tránh khỏi có những tiếng nói chỉ trích đầy gay gắt xen lẫn những bình luận thiện chí ấy. Con bé này ló mặt ra tẩy trắng đáy à? Mấy người nhà giàu dạy con hay thật đấy. Con bé này khóc bao lâu mới ra vẻ tội nghiệp được như thế vậy? Mọi người ngẫm lại những lời con bé nói đi, một đứa con nít thì làm gì có chuyện biết hỏi những vấn đề sâu sắc như thế được. Rõ ràng là có kịch bản sẵn rồi. Còn nhỏ mà đã biết diễn vậy rồi, ha ha, sao không vào giới giải trí đi? Không, quên khuấy, người ta có một người câu là ảnh đế giới giải trí rồi mà. Thảo nào diễn hay như vậy, nhìn giả tạo vãi cả ra. Nếu trong số những lời nó vừa nói có một câu là thật thì tôi sẽ live stream quỳ dập đầu với nó, 500 anh em mau chụp màn hình lại đi nào, ha 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 ha. Còn cố tình khóc xong mới tắt que nữa cơ, để đáng tin hơn à. Bà cụ đang ngồi trong phòng bệnh VIP của bệnh viện thì lướt đến video của Túc Bảo. Khi thấy Túc Bảo khóc tấm tức như vậy, bà ta ngoác mồm cười khục khặc. Ha ha, danh con, khóc à. Giờ đổi qua chơi trò khóc à. Hôm qua còn hùng hổ lắm mà. Không có chứng cứ mà khóc thì làm được gì. Bà ta đã đánh phủ đầu rồi, có giỏi thì lấy video theo dõi ra chứng minh mình trong sạch đi, còn không thì đừng hòng tẩy trắng nổi.
Tiếc quá đi thôi, trường mẫu giáo làm gì có camera theo dõi tương đương. Bà cụ cười hả hê. Tại nhà họ Tô, sau khi xem video, bà cụ Tô không thể chịu nổi nữa, vội vàng đẩy xe lăn chạy đến bên cạnh Túc Bảo. Các anh em Tô Nhất Trần cũng siết chặt nắm đấm, trái tim ai nấy cũng nhói đau như thể bị ai đó róc mất một miếng vậy. Túc Bảo đã nín khóc, ngồi bần thần trên ghế sofa. Túc Bảo ơi, Túc Bảo ngoan của bà ngoại, bà cụ không nén được nước mắt, dòng lệ lăn dài trên má. Bà ngoại, Túc Bảo hơi giật mình, sao bà ngoại lại khóc, bà đừng khóc mà. Bé hoảng hốt vừa rút khăn giấy vừa vỗ về bà cụ, sức khỏe bà ngoại không tốt, bà không được khóc đâu. Nước mắt bà cụ Tô càng tuôn rơi dữ dội hơn nữa, bé con này thật sự quá lương thiện, cho dù bé đang rất buồn nhưng vẫn an ủi bà cụ, điều này làm cho trong lòng bà ấy càng xót xa hơn nữa. Túc Bảo, con đừng quan tâm lời nói của mấy người trên mạng làm gì, cậu cả của con sẽ xử lý. Ông cụ Tô nhẹ nhàng dỗ dành. Tô Nhất Trần gật đầu đồng ý, đúng thế, Túc Bảo chỉ cần sống trong vui vẻ là được, còn lại cứ giao cho cậu cả. Tô Nhạc Phi nóng tính la lớn, đúng. Ai còn dám trách con là đứa trẻ hư, cậu Năm sẽ đến tận nhà tên đó ngay trong đêm, đập điện thoại tên đó nát bét luôn. Nhìn ông bà ngoại, cậu cả và những người cậu của mình, lòng Túc Bảo đã được vỗ về nên cũng nhẹ nhõm hơn. Dạ vâng ạ, bé hỏi, nhưng con vẫn muốn xem sao, chú dì và các anh chị đã hiểu chưa ạ? Bé con nghĩ mình đã cố gắng giải thích bằng tất cả tấm lòng thành. Trước đó chẳng qua là vì các chú dì chưa hiểu thôi, nhất định là bây giờ họ đã tỏ tường rồi. Tô Nhất Trần lưỡng lự, không muốn để Túc Bảo đọc những dòng bình luận kia. Túc Bảo chưa học chữ nên cần họ đọc cho bé nghe, thế nhưng sao họ nỡ lòng đọc những lời lẽ ác độc ấy ra chứ? Khổ nổi Túc Bảo cứ khăng khăng muốn nghe. Người lớn nhìn qua nhìn lại, đúng lúc này, một giọng nói cất lên, để con đọc cho. Là Tô Tử Chiến. Khuôn mặt bầu bĩnh của cậu vẫn nghiêm túc trước sau như một, có vài nét khá giống với Tô Nhất Trần và ông cụ Tô, cậu điềm tĩnh bước tới nhìn Túc Bảo. Hỏi, em chắc chắn sẽ không khóc nhè chứ? Túc Bảo lắc đầu cam đoan, em không khóc nhè đâu, Túc Bảo dũng cảm lắm. Quay video đó và khóc một trận xong, bé đột nhiên nghĩ mình đã có đủ can đảm để đứng ra đương đầu với chuyện này. Không ai có thể dập tắt sự dũng cảm tràn trề trong con tim bé. Tô Tử Chiến gật đầu, lần lượt đọc từng bình luận một. Có bình luận tốt nhưng cũng có bình luận không tốt, mà bình luận không tốt thì dùng lời lẽ còn khó nghe hơn cả. Ban đầu Túc Bảo còn mừng rỡ, bởi vì có người chịu tin tưởng bé rồi. Tuy nhiên, khi nghe đến những lời chỉ trích, nhục mạ thậm tệ kia, bé càng lúc càng buồn hơn. Không sao đâu, dù gì cũng có vài chú gì tin tưởng mà. Túc Bảo an ủi mọi người. Tất cả những ai đang có mặt trong nhà họ Tô đều thấy sống mũi cay cay. Rõ ràng bản thân bé đang buồn lắm nhưng vẫn gượng cười an ủi họ. Túc Bảo là một bé cưng đáng yêu như thiên thần. Sao những kẻ đó nỡ lòng nào thốt những lời chối tai như thế? Giờ phút này, các thành viên của nhà họ Tô đều cầu nguyện rằng báo ứng tồn tại trên đời này. Ngoài mặt Túc Bảo vẫn cười tươi rói, nhưng thực chất tâm trạng vẫn khó tránh khỏi suy sụp. Con bé này diễn giỏi nhỉ? Tưởng khóc là xong chuyện rồi hả? Ai mà không biết khóc chứ? Mới tí tuổi đầu mà đã diễn trò rồi, đúng là ghê tởm. Túc Bảo càng nghĩ sống mũi càng cay, thật tình bé chẳng tài nào tươi tỉnh lên nổi. Bé mới có 4 tuổi mà lần đầu tiên trong đời cảm nhận được thế nào là bất lực và sụp đổ, xung quanh dần chìm vào bóng tối như thể bé đang rớt xuống vực thẳm đen ngòm vậy. Dường như mọi cố gắng nỗ lực của bé đều chỉ là vô ích. Đúng lúc đó, một video mới oanh tạc khu vực bình luận trên toàn phương diện, trong chốc lát đã có mặt xuyên suốt khu bình luận, không gì có thể ngăn cản được. Trong video, nửa người của Mộc Quy Phàm chìm trong bóng tối, song đôi mắt anh vẫn rạng ngời vô cùng. Anh nói, Túc Bảo đừng sợ, ba tới rồi đây con. Ngay sau đó, anh mở thiên nhãn, phóng to video được tập hợp từ tất cả những đoạn băng mà thiên nhãn quay được. Những đoạn băng ấy có phần chắp vá, có video chỉ quay đến cổng trường, có video chỉ quay sau trường, có video chỉ quay độc một ô cửa sổ. May mà số lượng thiên nhãn nhiều vô số kể, lắp ghép tất cả những hình ảnh sau khi phóng to, cuối cùng chắp nối thành một diễn biến hoàn chỉnh. Trong video, Túc Bảo đang chăm chỉ nấu ăn. Bên cạnh có một cậu bé chẳng biết nói gì rồi bỗng phá lên cười. Những đứa trẻ xung quanh cũng cười theo, Túc Bảo vô cùng tức giận, trông có vẻ bé đang nghiêm túc nói gì đó. Cậu bé chẳng những không bớt táo tợn mà trái lại còn làm mặt xấu với bé. Lúc này, một cô giáo đi tới,
cậu bé đó chạy đi. Cảnh tượng được phát không lâu sau đó là Túc Bảo nói chuyện với một nhóm trẻ con, cậu bé trước đó lại đùa cợt quá trớn. Mặc dù không nghe thấy cậu ta nói gì nhưng biểu cảm cạch cỡm trên mặt cậu ta trông rất đáng ghét. Giáo viên nói gì đó với Túc Bảo, thằng bé kia tỏ ra bất mãn, chuyện này cứ thế trôi qua. Chẳng mấy chốc đã đến diễn biến mấy chốt, cậu bé ấy mạnh bạo giật tóc Túc Bảo. Hình như Túc Bảo rất đau, bé ôm đầu giật mình quay lại. Dù bé đã trách mấy câu nhưng thằng bé kia hoàn toàn không biết chừng mực, thậm chí còn tiếp tục giật tóc bé. Thế mà lúc này Túc Bảo còn lịch sự nhẹ nhàng cất chiếc ghế nhỏ qua một bên, rồi mới nhào tới giật tóc thằng bé, hai người lao vào đánh nhau túi bụi. Chuyện này, không khác gì so với lời kể của Túc Bảo cả. Tất cả những kẻ cười nhạo, nói mát, chửi bới thậm tệ trên mạng thoát cái im bặt. Ai nấy cũng ba chân bốn cẳng tìm lại lịch sử bình luận của mình để xóa sạch chúng nhanh hết mức nhất có thể. Video của trường mầm non được phát xong nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Mục Quy Phàm lại tung ra video của bệnh viện. Quá trình truy xuất video giám sát của bệnh viện quá rắc rối, Mục Quy Phàm không thể chờ đợi, trực tiếp hack mạng của bệnh viện. Video giám sát của bệnh viện quá đặc sắc, có hình ảnh còn có âm thanh. Còn đâu bà cụ khóc đến là đáng thương trong đoạn video hôm nọ, bà nội Dương Dương trong video lần này trừng mắt, cố tình gây sự để ép bác sĩ phải viết kết luận chẩn đoán cho bà. Tiếp đó là hình ảnh gia đình họ nói chuyện trong phòng bệnh, bà nội Dương Dương vô cùng kiêu căng hậm hĩnh. Còn đoạn video mà cậu bé Dương Dương khóc vì đau lan truyền trên mạng thực chất không phải vì vết thương của cậu. Mà bởi vì cậu bé đòi ăn gà rán, bà nội chưa thể mua ngay nên cậu lập tức gào khóc. Cộng đồng mạng sửng sốt. Trời ơi, tam quan của tôi vỡ nát rồi. Đây là lần tôi bị người ta đánh lừa rồi dắt mũi nghiêm trọng nhất đấy. Hóa ra những gì cô bé kia nói đều là sự thật, lời giải thích của nhà họ Tô cũng chẳng chút giả dối. Nực cười ở chỗ, ban đầu tất cả mọi người đều nói bọn họ chỉ đang rửa sạch tội. Lòng tôi nặng trĩu và bí bách, tôi nhớ lại câu mà Túc Bảo đã nói khi khóc, tại sao nói sự thật chẳng được ai tin tưởng, tại sao nói dối lại được bao người ủng hộ. Trong không trung như vang lên tiếng bốp bốp, không biết có bao người bị vả sưng mặt. Cộng đồng mạng, người thì trầm mặc không dám thừa nhận sai lầm của mình, kẻ lại ra mặt chửi rầm trời. Có điều khi trước họ mắng nhà họ Tô nhiều tiền nên một tay che trời, mắng Túc Bảo mới tí tuổi đã biết diễn kịch gạt người. Bây giờ thì sao, chửi cậu bé Dương Dương là thằng nhóc quỷ, chửi bà nội cậu quá đáng ghét. Mẹ kiếp, ngày nay ai cũng không mang theo não khi lên Internet phải không? Bạo lực mạng với một bé gái, rốt cuộc có còn là con người không thế hả? Còn những đại V một dẫn dắt cho sự tình phát triển theo chiều hướng sai lệch kia nữa. Tha thiết yêu cầu bọn họ phải chịu trách nhiệm pháp lý vì hành vi phao tin đồn nhảm của mình. Một microblogger có ảnh hưởng với tài khoản đã xác minh. Tôi phục sát đất rồi nha. Đám người mắng cô bé Túc Bảo khi trước đâu hết rồi. Sao các người lại độc ác thế hả? Bây giờ ra mặt đi xem nào, không dám à? Một số người không ngừng xóa các bình luận mắng nhà họ Tô và Túc Bảo khi trước. Đương nhiên sẽ có người liên tiếp chụp ảnh màn hình để lưu lại bằng chứng bạo lực mạng của kẻ khác. Vài cư dân mạng tung ảnh chụp màn hình những lời lẽ làm tổn thương Túc Bảo khi trước của vài ít lên mạng, sau đó mọi người phát hiện ra những ít này rất quen thuộc. Chính là ít vừa mắng cộng đồng mạng không mang theo não khi lên Internet hoặc kêu gọi những kẻ mắng Túc Bảo ra mặt. Hóa ra hầu hết những ít nói lời chính nghĩa ban nãy lại là ít từng chửi mắng Túc Bảo và nhà họ Tô khi nghe thông tin một chiều từ bà nội Dương Dương. Ha ha, có phải bị tâm thần phân liệt không thế? Khi trước chửi mắng cô bé Túc Bảo, giờ lại làm bộ chính nghĩa, tự mình chửi mắng mình hả? Chỉ có thể nói cỏ dại mãi là cỏ dại. Người anh em khi trước kêu chúng tôi chụp ảnh màn hình lời thề, Livestream dập đầu, đâu nhỉ? Tôi tung ảnh chụp màn hình lên rồi đấy, khi nào anh mới Livestream nhỉ? Tôi chẳng quan tâm mấy thứ này. Giờ tôi đang tức muốn chết đây, thực sự chỉ muốn hỏi bà già đáng ghét kia. Khi nào bà ta ra mặt quỳ lạy rồi chịu roi quất đây? Cộng đồng mạng lại dậy sóng, hồi nãy Túc Bảo khóc đáng thương bao nhiêu thì sau khi biết được chân tướng sự thật, các ít trên mạng lại bênh vực cô bé bấy nhiêu. Thậm chí còn có người quay video, trịnh trọng xin lỗi Túc Bảo. Túc Bảo đừng khóc, con không sai, là các cô chú sai, xã hội nông nổi này cũng sai. Xin lỗi Túc Bảo, khi trước gì không hiểu rõ nội tình mà lại vào hùa chửi mắng con, gì sai rồi hu hu hu. Đọc được những lời xin lỗi trên mạng, đôi mắt còn ngấn nước của cô bé bỗng nhuốm ý cười. Nụ cười từ tận đáy lòng.
Hóa ra, nỗ lực thật sự có thể đạt được những gì mình muốn. Câu nói của Mộc Quy Phàm thúc bảo đừng sợ, ba đến đây. Giống như một tia sáng, xuyên qua bóng tối và chiếu sáng hoàn toàn trái tim cô bé. Thúc bảo đang nghĩ ngợi thì cửa phòng bị đẩy ra. Mộc Quy Phàm mặc đồ đen, mái tóc đen xoăn nhẹ buông xóa trước trán, dáng người cao lớn vẫn che khuất trước cửa. Anh cong môi, mở rộng hai tay, thúc bảo, ba về rồi. Thúc bảo nhào tới như bay, Mộc Quy Phàm dễ dàng đỡ cô bé rồi ôm vào lòng, sau đó giơ tay đưa thúc bảo lên cao. Thúc bảo ôm chặt cổ Mộc Quy Phàm. Tiểu thúc bảo ngoan của ba, chúng ta thắng rồi. Mộc Quy Phàm nhìn thúc bảo, nói như một tướng quân khải hoàn, chúng ta đánh thắng rồi. Thúc bảo hô to, xô, chúng ta đánh thắng rồi. Ba con thật tuyệt, thúc bảo cũng rất tuyệt nha. Cậu cả cũng tuyệt, anh trai, bà ngoại, ông ngoại và cậu hai cũng rất tuyệt. Cậu năm thật tuyệt. Sư phụ tuyệt quá, tiểu ngũ và cụ rùa cũng rất tuyệt nha. Cô bé phấn khích gọi tên tất cả những người và động vật mà mình thương yêu. Bà cụ Tô thấy vậy thì mỉm cười, cười một lúc lại không khỏi nghẹn ngào. Vứt quách mấy thứ lễ nghi với khí phách gì gì đó đi. Thời điểm mấu chốt cứ phải như con rể bà cụ đây này, dứt khoát nhanh gọn. Đứa con rể này được lắm. Lúc này di động của Mộc Quy Phàm bỗng đổ chuông. Cấp dưới Vạn Đảo cất cao giọng nói chìm trong bi thương và phẫn nộ, gia chủ, anh làm cái gì thế? Đến mạng của cục cảnh sát và quân sự mà anh cũng dám hách. Bên trên có người tới tận nơi kêu anh, đi họp đấy. Mộc Quy Phàm vuốt mũi, hai mắt thúc bảo sáng lấp lánh nhìn anh, hỏi, ba ơi chú Vạn sao thế ạ? Mộc Quy Phàm mặt không đổi sắc nói, chú Vạn kêu ba đi ăn. Thúc bảo, có phải thật không đó? Tô Nhất Trần nhìn hai ba con trước mặt bằng ánh mắt dịu dàng. Mộc Quy Phàm đánh trận xong rồi, tiếp theo đến lượt Tô Nhất Trần anh. Sự thật đã phơi bày, lúc này anh có thể làm như những gì cộng đồng mạng nói, dùng tiền làm mưa làm gió, hoành hành ngang ngược. Kỷ Trường luôn trầm mặc cũng lặng lẽ ra khỏi phòng. Chà, mây tan và trăng ló dạng. Chính là thời điểm gặp quỷ. Khác với sự thư thái và sảng khoái của nhà họ Tô, bầu không khí trong nhà Dương Dương lúc này đè nén đến đáng sợ. Thấy lời lẽ chửi mắng quá khó nghe trên mạng, bà nội Dương Dương không chịu nổi. Cả đám người bị mù này, tất cả đều mù hết rồi. Chúng mày bị roi quất, cả nhà chúng mày mới bị roi quất. Bà cụ chửi mắng luôn mồm, tức muốn chết. Mắng gì mà khó nghe thế hả? Lẽ nào cư dân mạng không biết trái tim một bà cụ lớn tuổi không chịu nổi mấy lời nhục mạ này sao? Bà nội Dương Dương không ngờ được ba của Thúc Bảo lại lợi hại đến độ tìm được video. Nhưng biết làm sao, giờ bà cụ quá đối lý, muốn quay video phản bác cũng chẳng tìm được cớ gì. Bà cụ vừa tức vừa sốt ruột, không khỏi đi đi lại lại trong nhà. Ba của Dương Dương cũng tức muốn chết, nói, mẹ, chẳng phải khi trước mẹ nói đối phương sai hả? Sao giờ lại thế này? Mẹ của Dương Dương cũng nói, đúng đấy, mẹ bảo cô bé kia vô duyên vô cớ đánh Dương Dương. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Bà cụ sắp hại chết nhà họ rồi. Nhà họ Tô quyền thế to cỡ nào chứ, lần này kiểu gì chẳng xử nhà họ tả tơi tan tác. Đã nói đừng có làm ầm trên mạng còn một mực không nghe. Bà nội Dương Dương lập tức quăng cây gậy ra rồi ngồi khóc dưới đất, ngày thường chỉ có mẹ chăm cho Dương Dương, hai con chẳng thèm quản nó, giờ xảy ra chuyện lại đổ hết lỗi lên đầu mẹ à. Số tôi khổ quá. Vừa bị con trai xem thường vừa bị con dâu mắng. Tôi chỉ bảo vệ cháu trai tôi mà không bảo vệ nó thì tôi có lỗi với tổ tiên. Mẹ Dương Dương trợn trắng mắt, lại dở chiêu bài này. Cô ta chịu đủ rồi, thật mong tối nay tổ tiên hiện thân rồi dẫn luôn bà mẹ chồng này đi. Bà nội Dương Dương khóc một hồi mới phát hiện ra chẳng ai thèm ngó ngàng tới mình. Dương Dương đang xem hoạt hình bên cạnh, cáu kỉnh đạp đổ đồ trên bàn trà, ồn chết đi được. Có thể khóc nhỏ đi chút không? Bà nội Dương Dương không khỏi, giảm bớt âm lượng. Ba của Dương Dương đang cầm di động, phiền não nói, không biết tại sao Mộc Tổng mãi không bắt máy. Mộc Tổng mà anh ta nói là Mộc Lập Quần của nhà họ Mộc. Mẹ của Dương Dương cũng than thở, chuyện cấp bách lắm rồi, chúng ta phải tìm một ngọn núi cao làm chỗ dựa, làm ầm ĩ trên mạng như vậy thì nhà họ Tô nhất định không chịu để yên đâu, người ta chỉ cần một phút cũng có thể hại cho nhà ta phá sản. Khi trước nhà Dương Dương còn cảm thấy mình có lý, nếu nhà họ Tô dám hại nhà họ phá sản thì họ lập tức làm ầm trên mạng, kêu nhà họ Tô một tay che trời, hoành hành ngang ngược. Nhưng bây giờ cộng đồng mạng lại hùa vào chửi mắng nhà họ,
dù nhà họ Tô có hại nhà họ phá sản tan tành thì đám cư dân mạng kia cũng chỉ vỗ tay khen hay. Bố mẹ Dương Dương càng nghĩ càng hối hận đến đứt ruột đứt gan, đều tại bà nội Dương Dương cả. Bà nội Dương Dương lập tức nói, mẹ thân với bà cụ Mộc, mẹ gọi cho bà ấy luôn. Dứt lời bà cụ lấy di động ra, gọi vài cuộc mới có người bắt máy. Bà cụ cười nói, alo, bà cụ Mộc à, là tôi đây. Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói tức giận của bà cụ Mộc, nhà bà đừng gọi cho chúng tôi nữa, muốn hại chết nhà họ Mộc hả? Dứt lời bà cụ Mộc không thèm giải thích nguyên nhân gì mà cúp luôn điện thoại. Bà nội Dương Dương và ba mẹ cậu bé tròn mắt ngỡ ngàng. Nhà họ Mộc lợi hại như thế, sao phải sợ nhà họ Tô? Nào biết, lúc này nhà họ Mộc đang sợ chết khiếp. Ngày tổ chức đại thọ 60 tuổi của bà cụ Mộc, nhà họ Mộc đã mất hết mặt mũi, mấy gia tộc thỉnh cầu họ hợp tác khi trước đều chạy hết rồi, các mối quan hệ liên quan tới, người làm quan, mà nhà họ Mộc luôn tự hào cũng cắt đứt quan hệ với họ. Ban đầu nhà họ Mộc đi khắp nơi khoe khoang Mộc Quy Phàm là cháu trai họ sau lưng anh, kết quả bị Mộc Quy Phàm chỉnh cho một phen, bây giờ nào dám bắt quàng với anh nữa. Hết cách, nhà họ Mộc chỉ đành tìm các gia tộc nhỏ không tham dự lễ mừng thọ bàn chuyện hợp tác. Khi trước nhà họ Mộc cảm thấy mấy gia tộc đó không có tư cách, giờ thì hay rồi, quá nửa số gia tộc nhỏ cũng phớt lờ nhà họ Mộc. Giờ đây, nhà họ Mộc tựa như những chiếc lá trên ngọn cây vào mùa thu, chấp chới trong gió. Khó khăn lắm mới tìm được gia tộc nhỏ nhà Dương Dương, có chút tiền bạc lại dễ bị gạt, kết quả thì sao? Bọn họ dám chọc giận Túc Bảo. Bà cụ Mộc càng nghĩ càng thấy khó thở, buồn bực nói, ban đầu Túc Bảo kia còn nói muốn tới nhận bà cố nội này. Giờ chẳng thèm hỏi han gì tới bà già này hết, đúng là từ bé đã vô tình bạc bẽo. Bà cụ Mộc hối hận muốn chết, nếu lúc đầu nhận Túc Bảo thì bây giờ bà đã là lão phu nhân có địa vị cao nhất kinh đô rồi. Ai gặp bà chẳng phải khom lưng uốn gối nói một tiếng, chào lão phu nhân. Nào phải chịu ấm ức như bây giờ. Đêm nay, chẳng biết có bao nhiêu người không ngủ được. Bà nội Dương Dương trằn trọc mãi, càng nghĩ càng thấy tủi thân. Bà cụ chỉ muốn bảo vệ cháu trai thôi mà, có lỗi gì đâu chứ. Lăn qua lăn lại tới nửa đêm, bà cụ mới chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng vừa nhắm mắt bà cụ đã trông thấy một người đàn ông mặt tái nhợt, mặc áo choàng trắng, hai mắt nhìn bà đăm đăm. Bà nội Dương Dương sợ hãi choàng tỉnh. Hù chết tôi rồi, bà cụ vỗ ngực, hóa ra là mơ. Ngay lúc này, cửa sổ cạch một tiếng, không rõ có thứ gì rơi vào trong phòng. Bà nội Dương Dương vô thức quay đầu nhìn lại. Liếc mắt một cái mà hồn vía suýt bay lên mây. Ngoài cửa sổ, một nhóm người mặc áo liệm đang đứng thẳng đờ. Áo liệm màu xanh lá, xanh lam, thậm chí có cả màu đỏ đậm. Đám người đó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bà nội Dương Dương. Gió thổi qua, rèm cửa được vén lên, chớp mắt một cái đám người đó đã di chuyển từ bên ngoài vào tập trung trong phòng. Bà nội Dương Dương thét to một tiếng, chỉ cảm thấy tấm chăn ấm ấm, hóa ra bà cụ sợ đến mức tè ra quần rồi. Cứu với, cứu với. Bà nội Dương Dương bò dậy toan chạy, nhưng tay chân mềm nhũn nên ngã phịch xuống đất. Cả người bà cụ ướt đầm mồ hôi, bà vừa bò ra ngoài vừa kêu lớn, cứu với. Có quỷ, có quỷ. Lúc này, một đôi giày liệm không chạm đất lơ lửng trước mặt bà nội Dương Dương. Bà cụ khóc nức nở vì sợ, run rẩy ngẩng đầu, liền thấy một đôi con người đang nhìn mình đăm đăm. Hơn nữa, đây còn là người bà cụ quá quen thuộc. Chính là bà mẹ chồng khi còn sống luôn đấu đến một mất một còn với bà, sau đó bị bà chọc tức đến chết đây mà. Mẹ, mẹ, bà nội Dương Dương sợ mất mật. Chỉ thấy bà mẹ chồng cười, nghiến răng nói, Ngưu Ái Hoa, cô giỏi quá nhỉ. Cô còn chê nhà họ Lý chúng tôi bị cô hại chưa đủ thảm sao. Tổ tiên nhà họ Lý đều lạnh lùng nhìn bà nội Dương Dương. Chế độ đầu thai rất đơn giản, công đức lớn càng nhanh được đi đầu thai. Vốn dĩ những quỷ hồn này khi còn sống làm rất nhiều chuyện không tốt, cho nên họ bị giữ lại hồn thể để trả hết nợ. Mới đây họ đã trả xong nợ, chuẩn bị đi đầu thai, ngàn vạn lần không ngờ tới. Còn bị lôi cả tập thể lên trần gian. Tổ tiên nhà họ Lý mắng, lấy vợ ghê gớm hại ba đời. Tạo nghiệt, đúng là tạo nghiệt mà. Đừng để nó tiếp tục hại chúng ta nữa, hôm nay kéo nó xuống địa ngục luôn đi. Lấy vợ bất hiếu hại ba đời. Bà nội Dương Dương hại mẹ chồng tức đến bỏ mạng. Sau đó nuôi con trai mình thành đồ bỏ đi. Tổ tiên nhà họ Lý làm việc và tích âm đức dưới địa phủ, cuối cùng nhà họ Lý cũng cưới được cô con dâu hiền lành Đức Hạnh là mẹ của Dương Dương. Nhưng sau đó thì sao?
Bà nội Dương Dương cả ngày đối đầu với con dâu, còn xúi giục cháu trai đừng nghe lời mẹ ruột, hại cho cháu trai, bỏ đi, hơn cả ba nó. Người ta có công đức đã sớm ngày đi đầu thai rồi, thậm chí còn có thể để lại âm đức phù hộ che chở cho con cháu đời sau. Tổ tiên nhà họ Lý thì sao? Chết rồi còn không yên thân. Bà nội Dương Dương suốt ngày thắp hương cầu xin họ bảo vệ. Bọn họ bảo vệ cái mốc ý. Một trong mấy quỷ hồn tức giận chộp lấy chân bà nội Dương Dương rồi kéo ra ngoài. Đi, đi ngay lập tức. Bà nội Dương Dương gào thét khóc to, đừng, cứu với, cứu. Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết, tôi chưa sống đủ. Tiếng hét chói tai xuyên thấu bầu trời. Tiếc thay, ba mẹ Dương Dương nhận được cuộc gọi bất ngờ giữa đêm nên vội vã tới công ty rồi. Dương Dương thì ngủ say như heo chết. Chỉ còn bà nội Dương Dương gào thét một mình. Ngày hôm sau, Dương Dương thức dậy quá đói bụng nên gõ cửa gọi bà nội cậu. Mãi không nghe thấy tiếng bà nội trả lời. Dương Dương mở cửa đi vào thì ngửi thấy một mùi hôi thối. Kế đó cậu bé trông thấy bà nội mình nằm dưới đất, miệng méo xệch mắt trợn ngược. Dương Dương sợ hãi nhảy dựng lên rồi chạy ra ngoài la hét. Mẹ, mẹ ơi, bà nội hóa thành quỷ rồi. Các vấn đề tài chính của nhà họ Lý bị báo cáo, phơi bày. Chỉ trong một đêm công ty của họ bị kiểm tra và niêm phong, bố mẹ Dương Dương bận đến sứt đầu mẻ trán. Lúc này bà nội Dương Dương lại bị đột quỵ, tuy cứu được tính mạng nhưng nằm liệt trên giường, không thể tự chăm sóc bản thân. Bà cụ đau khổ vô cùng, sống còn khó chịu hơn chết, bây giờ bà cụ mới bắt đầu hối hận, nước mắt nước mũi rồi nước miếng dính đầy mặt. Biết tin nhà họ Lý gặp họa, một đám người lại vỗ tay khen hay trên mạng. Đồng thời, trên mạng bùng nổ trào lưu, xin lỗi Tô Bảo. Trào lưu này hot hơn bao giờ hết. Mở đầu là lời khóc lóc xin lỗi của một số lượng lớn những người nổi tiếng trên mạng bị bắt vì tung tin đồn thất thiệt. Sau đó, đại vê những tài khoản chỉ tham gia ít vào vụ việc nên cơ quan chức năng không đủ điều kiện để kết án, đã quay một video suốt đêm để nói lời xin lỗi. Ngay sau đó, mọi chuyện trở nên rất ảo diệu, thấy vụ này nổi tiếng thì cộng đồng mạng lập tức hùa theo phong trào. Từng người một, từ nghiệp dư đến người có chút tiếng tăm trên Internet đều lần lượt làm video để xin lỗi. Thậm chí còn nhân cơ hội này nói về món súp gà gì đó cho tâm hồn và nguyên tắc sống. Chỉ trong một đêm, các video của họ đã nhận được vô số lượt thích. Sau đó, những lời xin lỗi và đạo lý sống không còn thỏa mãn được đám cư dân mạng này. Có người bắt đầu sửa lời bài hát, vừa nhảy vừa hát, nghe tôi nói xin lỗi, thật sự xin lỗi, Túc Bảo hãy tha thứ cho gì. Có người còn quay video cảnh quỳ trên đất gào khóc rồi cảm động và hâm mộ chính mình bởi kỹ năng diễn xuất khoa trương của bản thân. Thậm chí có không dưới 10 người nói chính mình là người ban đầu nói sẽ quỳ lạy xin lỗi Tô Bảo. Sau đó làm như đã hứa, trực tiếp quỳ lạy, tiện thể đem hàng bán ra giới thiệu. Khi nhìn thấy những video này, Túc Bảo sững sờ quá đỗi. Không rõ tại sao, cô bé cảm thấy lạnh cả người. Những người trên mạng này bị sao thế? Rõ ràng là người còn sống, tại sao lại hành động như quỷ vậy? Ngay lúc này, Túc Bảo vuốt tới một video khác. Nhìn nội dung trong video, cô bé chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, không khỏi run cầm cập. Trong video, một người đàn ông đang cầm dao phay quỳ trên mặt đất, vừa dập đầu vừa hét to. Túc Bảo, xin lỗi, tôi là người đã lập lời thề rằng sẽ quỳ xuống đất dập đầu vào ngày hôm đó. Tôi tên là Thượng Thanh Bắc. Ba mẹ của tôi hy vọng tôi có thể thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại nhưng không ngờ tôi lại bạo lực mạng một cô bé ở trên mạng như vậy. Tôi rất hối hận, tôi sai rồi, sau này tôi sẽ không bao giờ tung tin bịa đặt ở trên mạng nữa. Đàn ông nói được thì làm được, hôm nay tôi sẽ chặt đứt ngón tay của mình dưới sự chứng kiến của cộng đồng mạng. Nói xong anh ta quả thật đã đặt ngón tay lên cọc gỗ, vung dao phay chém xuống, chặt vào chính ngón trỏ của mình. Video không được làm mờ, chỉ là khi chặt xuống. Hình ảnh đã được xử lý thành màu đen trắng. Người đàn ông kêu thảm thiết một tiếng, máu tươi phun ra, anh ta che ngón tay lại đau đớn lăn lộn trên mặt đất, lại cố gắng chịu đựng nhặt ngón trỏ vừa chặt xuống của mình lên, nở một nụ cười bệnh hoạn trước máy quay. Các anh em nhìn đi, tôi chặt thật rồi nè, mọi người đã cảm nhận được sự chân thành của tôi rồi chứ. Hình ảnh đen trắng nhưng lại có phần quỷ dị hơn cả khi có màu. Túc Bảo sợ tới mức ném phăng điện thoại ra ngoài. Bởi vì bị bạo lực mạng, nhà họ Tô quyết định chờ sự việc hoàn toàn lắng xuống mới cho Túc Bảo đi mẫu giao tiếp. Bà cụ Tô đẩy cửa tiến vào, vội vàng hỏi, sao thế con? Túc Bảo nhào vào lồng ngực bà cụ Tô.
Bà ngoại, những người này thật là đáng sợ, Túc Bảo nghẹn ngào nói. Bé đã gặp qua rất nhiều ma quỷ, có con mất đầu, thậm chí tay chân đều đứt hết. Bé đều không thấy sợ một chút nào hết. Nhưng Túc Bảo lại không ngờ, những người mà bé nhìn thấy ở trên mạng còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Bà cụ Tô vỗ về Túc Bảo, đừng sợ, có bà ngoại ở đây. Túc Bảo mím chặt môi, vẫn không nhịn được hỏi, vì sao những người đó lại làm như vậy thế ạ? Rõ ràng là đang xin lỗi nhưng sao lại trông rất đáng sợ quá. Bà cụ Tô thở dài, bà cụ ôm bé con vào lòng, thấp giọng nói, trên đời này, luôn có những kẻ vì tiền mà biến thành loại người không ra người quỷ không ra quỷ. Trước kia chúng ta kiếm tiền, biết mình cần phải cố gắng, phải chịu khổ, cho nên chúng ta mài giũa ý chí, bước từng bước về phía trước, làm đến nơi đến chốn. Nhưng hiện tại sự nổi tiếng là vua, ai nắm giữ sự nổi tiếng, cho dù là một kẻ chẳng có tí kiến thức nào cũng có thể giàu có ngay trong một đêm. Sự nổi tiếng đã tạo cho bọn họ một sự ảo tưởng rằng, chỉ cần vươn tay ra là có thể nắm được sự nổi tiếng trong tầm tay, cho rằng mình chỉ cần tùy tiện đăng một video lên mạng là có thể lập tức bùng nổ. Sau khi nổi tiếng, bắt đầu Livestream bán hàng, Livestream xin quà, Livestream nhận quảng cáo. Vì để lấy được quà cáp mà có thể làm trò hề, nếm qua ngon ngọt một lần rồi thì sẽ không bao giờ muốn làm những công việc mà cần phải bỏ ra nhiều công sức khác nữa, chỉ biết dùng càng nhiều hành vi cực đoan để đổi lấy càng nhiều sự nổi tiếng. Túc Bảo nhẹ giọng nói, vậy, bọn họ có còn là người nữa không ạ? Bà cụ Tô vuốt mái tóc mềm mại của Túc Bảo, không biết phải trả lời như thế nào. Sự nổi tiếng sẽ khiến con người ta phát điên, khiến người ta ảo tưởng rằng mình có thể giàu có chỉ trong một đêm, nhưng trên thực tế nó không khác gì đang đánh bạc trong thầm lặng. Nào biết rằng, sự nổi tiếng mới là quý nhất. Có người đã phải bỏ ra công sức nhiều hơn những người khác hàng trăm ngàn lần nhưng lại có người đánh đổi bằng tôn nghiêm khi được là một con người của mình. Từng bước xa vào, đến cuối cùng sẽ trở thành con nghiện, đến cuối tâm lý cũng sẽ thay đổi một cách phi diệu, giống như chỉ cần có tiền thì cái gì cũng không còn quan trọng nữa. Được rồi, con xuống dưới kiếm gì ăn đi. Bà cụ Tô hiền từ nhìn bé, sau này không được nghịch điện thoại nữa. Túc Bảo ngoan ngoãn nhặt điện thoại lên, giao cho bà cụ Tô, dạ dạ. Cô nhóc chạy lên ban công, vẫy tay nói, tiểu ngũ đi thôi, ông nội rùa cũng đi đi. Tiểu ngũ lập tức phành phạch bay qua, đậu ở trên vai Túc Bảo, dụi đầu nhỏ vào Túc Bảo. Vừa dụi còn vừa nói, only tương đương yêu ami only tương đương. Túc Bảo không nhịn được mà cười khanh khách, nhanh chóng ném hết những chuyện ở trong điện thoại ra sau đầu. Thấy Túc Bảo rời đi, cụ rùa mới thò đầu ra, cũng chậm rãi đi theo. Nhân lúc Túc Bảo đang ăn cơm, bà cụ Tô lặng lẽ mở điện thoại ra, tìm được video mà Túc Bảo vừa xem hồi nãy. Nhìn thấy cảnh đó bà cụ lập tức bị dọa sợ, chợt cảm thấy rất tức giận. Sao mà mấy thứ như này lại qua kiểm duyệt được vậy? Bà cụ Tô lập tức báo cáo video đó. Tại một căn nhà cho thuê trong thôn Thành Trung, một người đàn ông băng bó ngón tay đang đắc ý lướt điện thoại. Anh ta vừa mới đăng video chưa đầy nửa tiếng, đã đạt được 1 triệu lượt xem rồi. Hơn 70.000 lượt thích. Anh ta sắp nổi tiếng rồi. Nhưng mà anh ta còn chưa kịp đắc ý 2 giây, điện thoại đã nhận được một thông báo, video của bạn đã vi phạm quy định nên sẽ bị gỡ bỏ khỏi nền tảng. Người đàn ông hơi kinh ngạc, chợt nổi giận bất bình. Tại sao lại gỡ video của anh ta? Những đoạn máu me anh ta đã chỉnh thành màu đen trắng rồi, không hề có chút đỏ nào. Rõ ràng mình mới là người lập lời thề rằng sẽ quỳ xuống xin lỗi, nhưng chỉ bởi vì phải tăng ca trên công ty, cả tối không để ý tới điện thoại. Lượng quan tâm của anh ta đã bị người khác cướp mất rồi. Người đàn ông xem điện thoại, đỏ mắt nhìn những tài khoản đã trở nên nổi tiếng, thu hoạch được vô số fan nhờ vào việc xin lỗi Túc Bảo. Người đầu tiên giả mạo anh ta đã mở Livestream quỳ sầu riêng, fan lên tận 10 vạn. Sau đó anh ta nhân cơ hội bày bán sầu riêng luôn, nhìn lượng giao dịch 2 ngày qua mà xem. Chỉ riêng việc chia hoa hồng thôi cũng phải kiếm được mấy chục nghìn rồi. Mụ nội nó chứ, đúng là không biết xấu hổ. Người đàn ông tức giận không thôi, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Người thứ hai giả mạo anh ta thì lại mở Livestream quỳ trên vụn thủy tinh, lúc sau thì kêu khóc thảm thiết, nói rằng mình rất khổ. Ngay sau đó bắt đầu bày bán đủ loại, chén đĩa. 2 ngày qua chỉ riêng doanh số bán cốc thôi đã vượt qua 1 vạn rồi. Có tàn nhẫn bằng được tôi không? Tôi đã mở Livestream chặt ngón tay đấy. Hai mắt người đàn ông hiện lên ánh sáng xanh. Đã làm tới bước đường này rồi, vậy mà mình mới có hơn 10.000 fan.
thật không công bằng. Video chặt ngón tay đã giúp anh ta tăng thêm được hơn 10.000 fan, nếm được quả ngọt, hiện tại người đàn ông đang vắt hết óc suy nghĩ để làm ra một video khác nữa. Phải nổi tiếng thật nhanh, không thì sau khi hết hot rồi anh ta sẽ không thể vùng lên được nữa. Trong căn phòng cho thuê vừa chật chội vừa lộn xộn, rèm cửa được kéo xuống, trong phòng là một mảnh tối tăm. Trong vô hình chợt xuất hiện một cảm giác âm u lạnh lẽo. Trong văn phòng hiệu trưởng trường mẫu giáo, cô giáo Anh Đào nhìn hiệu trưởng đứng ở trước mặt, khó tin hỏi, sa thải tôi. Tại sao chứ? Hốc mắt cô nàng đỏ lên, nghẹn ngào nói, là do tôi có điểm nào làm không được tốt ư? Chuyện giữa Túc Bảo và Dương Dương đúng là do tôi không chú ý, xin lỗi, hu hu hu, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa, hu hu hu. Hiệu trưởng nhíu mày nói, sơ suất trong công việc chỉ là một nguyên nhân khác thì tự cô nghĩ lại đi. Cô giáo Anh Đào rơi nước mắt, tôi biết rồi, có phải là do tôi đã đắc tội với nhà họ Tô đúng không? Hu hu hu. Hiệu trưởng thấy cô nàng khóc mà phiền lòng, nói thẳng, không liên quan đến nhà họ Tô, sa thải cô là quyết định nhất trí của hội đồng trường chúng tôi. Cô qua lại với ba người bạn trai cùng một lúc, chuyện này tạo ra ảnh hưởng rất xấu đến trường học của chúng tôi. Cô giáo Anh Đào sợ đến ngây người. Tôi không có. Cô nàng cố gắng biện hộ, tôi chỉ có một người bạn trai thôi. Chính là thầy giáo Chu. Những người khác đều tự quấn lấy tôi. Tôi cũng đang cố gắng giải quyết việc riêng, chỉ là tôi không nỡ làm tổn thương bọn họ, chỉ muốn tiến hành từ từ, chậm rãi nói rõ ràng. Hiệu trưởng cười lạnh, chậm rãi nói rõ ràng. Hôn người khác ở trước cổng trường, vậy là rõ ràng dữ chưa? Cô giáo Anh Đào tái mặt, không phải, thầy hãy nghe tôi giải thích. Hiệu trưởng không muốn nghe, kêu cô nàng cút ra ngoài luôn. Cô giáo Anh Đào đứng trước cửa cảm thấy cực kỳ uất ức. Không, cô nàng bị sa thải, chắc chắn không liên quan đến mấy chuyện riêng đó, nhất định là do cô nàng đã đắc tội nhà họ Tô. Cô nàng phải tới nhà họ Tô xin tha thứ. Nghĩ đến Tô Nhất Trần, trái tim cô giáo Anh Đào chợt đập nhanh một nhịp, lập tức xuất phát. Tên thật của cô giáo Anh Đào là Lâm Tuyết Anh, tự cô nàng đã đặt cho mình biệt danh là Tiểu Anh Đào. Sau khi cô nàng rời khỏi trường mẫu giáo thì lập tức quay trở về nhà thay một chiếc váy trễ vai bằng vải voan màu hồng, xóa tung mái tóc xoăn dài rồi đeo thêm một cặp khuyên tai hình quả anh đào nhỏ dễ thương. Thời gian mà Lâm Tuyết Anh chọn đến nhà họ Tô cũng rất đặc biệt, đúng 7 rưỡi tối. Đây là lúc giáo viên thường đến thăm nhà học sinh, mọi người vừa mới ăn cơm xong nên đó là khoảng thời gian rảnh rỗi, thoải mái nhất. Quan trọng là, các thành viên trong gia đình đều có mặt đông đủ. Đứng trước cửa trang viên nhà họ Tô, Lâm Tuyết Anh sợ đến ngây người. Địa chỉ của nhà họ Tô không dễ hỏi, cô nàng đã phải tốn rất nhiều công sức mới nhờ được Chu Tiêu xem trộm hộ. Lúc này, khi thực sự nhìn thấy nhà họ Tô rồi, cô nàng mới cảm thấy cực kỳ sốc. Căn biệt thự lớn này của người ta quả thật trông rất giàu có. Trang viên của nhà họ Tô có phần giống với lâu đài Trung U, vừa huy hoàng nguy nga lại vừa lãng mạn. Lâm Tuyết Anh che giấu sự kinh ngạc của mình. Nở một nụ cười lễ phép nhưng lại không mất đi sự đáng yêu với người gác cổng. Chào anh, tôi là cô giáo của tiểu thư Thúc Bảo, tôi tên là Lâm Tuyết Anh, đây là danh thiếp của tôi. Người gác cửa liếc mắt quan sát cô nàng một chút, nhíu mày, đi vào báo cho quản gia. Một lúc sau chú Nhiếp đi ra. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Tuyết Anh, ông ấy cũng nhíu mày. Nếu không phải trong lớp của tiểu thư Thúc Bảo đúng là có cô giáo tên như vậy, ông ấy chắc chắn sẽ đuổi cổ cô nàng đi ngay từ khi vừa nhìn thấy mặt rồi. Làm gì có cô giáo nào lại mặc một chiếc váy dài hở vai đến thăm gia đình của học sinh chứ? Xin hãy đi theo tôi, chú Nhiếp nói. Lâm Tuyết Anh vẫn chưa nhận ra vấn đề, kìm nén sự phấn khích của mình lại. Khi vừa bước vào cổng, cô nàng nhìn thấy bản thân trong cái gương treo trước lối vào đại sảnh, chỉ cảm thấy mình vừa dịu dàng lại vừa đáng yêu, để lộ bờ vai tròn trịa mịn màng, hồng phơn phớt nên càng có vẻ ngây thơ e lệ, mơn mởn động lòng người hơn. Cô nàng cũng sắp bị bản thân mình mê hoặc luôn rồi. Sau khi đi qua cổng lối vào, lại băng qua một bãi cỏ lớn, vườn hoa, lúc này mới chính thức bước vào tòa nhà chính của trang viên. Người nhà họ Tô đều có mặt đông đủ, Tô Nhất Trần đang ngồi trên sofa ở tầng 1 để xử lý việc của công ty. Mộc Quy Phàm cũng ngồi trên sofa, Túc Bảo đang dựa vào lòng ba mình, một tay anh cầm cuốn sách tranh ảnh, tay kia chống khuỷu tay lên đầu gối, đang thấp giọng dậy cục bột nhỏ nhận mặt chữ. Nghe nói có cô giáo của Túc Bảo tới thăm nhà, Tô Tử Lâm, Tô Ý Thâm và Tô Nhạc Phi cũng xuống tầng, còn rất nghiêm túc ngồi đợi.
Bỗng nhiên nhìn thấy một người phụ nữ mặc cái váy màu hồng nhạt trễ vai bước vào, mọi người đều sửng sốt, vẻ mặt khác lạ. Mộc Quy Phàm nhíu mày lại, thấp giọng hỏi Túc Bảo, đây là cô giáo của con à? Túc Bảo gật đầu, dạ dạ, là cô giáo Anh Đào. Nhưng mà bé không quá thích cô giáo Anh Đào, Túc Bảo cảm thấy cô giáo Anh Đào không biết phân biệt phải trái, rất hay lừa người. Mộc Quy Phàm đã đọc hiểu được suy nghĩ này từ biểu cảm của cô nhóc. Anh cũng biết, cô giáo mà bé con không thích thì có lẽ cũng chẳng phải là một giáo viên tốt. Bà cụ Tô mím môi, liếc mắt quan sát cô giáo Anh Đào một lượt từ trên xuống dưới, lúc này khuôn mặt hiền từ ngày thường của bà chợt đanh lại, lạnh lùng xa cách không hề thua kém ông cụ Tô chút nào. Đột nhiên nghe tin có cô giáo tới thăm nhà, bà cụ cũng cảm thấy rất lạ. Nhưng mà hai ngày trước hiệu trưởng có nói rằng hy vọng có thể đích thân tới tận nhà để xin lỗi Túc Bảo về sự việc lần này, cho nên bà cụ cũng không nghĩ quá nhiều. Lâm Tuyết Anh vừa vào nhà đã bị sốc trước cảnh tượng ở trước mặt. Anh đẹp trai, ở đây có rất nhiều anh đẹp trai. Trái tim cô nàng đập lia lịa, trong đầu bất giác hiện lên một hình ảnh. Trong cung điện huy hoàng nguy nga, cô nàng mặc một chiếc váy công chúa trắng như tuyết, chậm rãi bước xuống cầu thang. Bên cạnh là năm người đàn ông cao lớn đẹp trai mặc lên người bộ đồng phục kỵ sĩ. Trong đó người cao lớn và đẹp trai nhất đang nắm lấy tay cô nàng, bốn người khác thì nhìn cô nàng một cách mê đắm, dịu dàng nói, buổi sáng tốt lành. Công chúa Anh Đào thân ái của tôi. Lúc này bên tai truyền đến một giọng nói, cô giáo Anh Đào. Bà cụ Tô không vui nhìn Lâm Tuyết Anh. Vừa bước vào nhà, bà cụ đã thấy cô nàng thẫn thờ nhìn chằm chằm mấy đứa con trai của mình rồi, trực giác của một người phụ nữ khiến bà cụ cảm thấy rất không vui. Lâm Tuyết Anh vội vàng nói, chào mọi người, tôi là cô giáo Anh Đào của Túc Bảo, Lâm Tuyết Anh, mọi người cũng có thể gọi tôi là Tiểu Anh Đào ạ. Tất cả mọi người trong nhà họ Tô. Bà cụ Tô nhận lấy danh thiếp mà chú Nhiếp đưa cho, ánh mắt sắc bén quan sát cô nàng, sao cô lại đột nhiên tới thăm nhà vậy, mà bên phía trường học cũng không thấy báo trước. Tô Ý Thâm bưng một ly cà phê, gật đầu nói, cô giáo Hoa giáo viên chủ nhiệm cũng không báo trước cho chúng ta biết. Lâm Tuyết Anh thuận thế nhìn qua thì thấy Tô Ý Thâm mặc áo trắng quần xám đang nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau. Trái tim cô nàng lập tức loạn nhịp. À, chuyện này, là lỗi của chúng tôi. Là do cô giáo Hoa đã quên phải báo trước cho mọi người. Sắc mặt Tô Nhất Trần lạnh lùng, con người hiện lên sự lạnh lẽo, quên không báo trước. Khuôn mặt nhỏ của Lâm Tuyết Anh đỏ lên, ui, là tổng giám đốc Tô kìa. Lạnh lùng đẹp trai như một đóa hoa cao lãnh, tổng công. Giọng nói của cô nàng không khỏi trở nên ngây thơ, vâng, đúng vậy. Lần này tôi thay mặt nhà trường đến thăm hỏi gia đình, rất xin lỗi về chuyện xảy ra lần trước. Đều là do trường chúng tôi quản lý không tốt, cũng là do tôi đã sơ suất, chuyện này tôi cũng có trách nhiệm rất lớn. Cho nên hiệu trưởng đã cử tôi tới đây để xin lỗi trực tiếp. Tô Nhất Trần không nói gì, liếc mắt nhìn chú Nhiếp một cái. Chú Nhiếp hiểu ý, lặng lẽ ra ngoài gọi điện thoại cho hiệu trưởng. Bà cụ Tô nhàn nhạt nói, ngồi đi. Trong lòng Lâm Tuyết Anh mừng thầm, cô nàng rất muốn ngồi vào cái ghế sofa bên kia nhưng vì để thể hiện mình là một người lễ phép và có chừng mực. Cô nàng đã chọn chiếc sofa đơn ở đối diện cái sofa đó. Cô nàng nhìn về phía bà cụ Tô, nở một nụ cười ngây thơ, bà Tô, bà đã ăn cơm chưa ạ? Lúc nói ra lời này, trong đầu Lâm Tuyết Anh lại vô thức hiện lên một hình ảnh khác. Bà cụ Tô là nữ hoàng quyền uy nhất ở trong cung điện, bà cụ rất thích mình, vẫn luôn phiền não vì không biết phải cho mình đính hôn với đứa con trai nào. Lại chợt nghe thấy giọng nói lạnh như băng của bà cụ Tô vang lên, cô nói xem. Lâm Tuyết Anh, chắc là ăn rồi ạ. Ha ha, con ngốc quá, không biết ăn nói, khiến bà chê cười rồi. Nói rồi cô nàng còn ảo não gõ nhẹ vào đầu mình, thật là ngốc, thật là ngốc. Người nhà họ Tô, có hơi khoa trương rồi đó. Túc Bảo nhìn chằm chằm nữ quỷ trên đầu Lâm Tuyết Anh, giờ phút này nữ quỷ đã đồng bộ với Lâm Tuyết Anh. Cũng là ánh mắt si mê. Lúc thì nhìn cậu cả, trong mắt hiện lên vẻ thẹn thùng. Không biết đang nghĩ cái gì nữa. Lúc lại nhìn ba của bé, bỗng nhiên che mặt lại, xấu hổ lắc lắc bả vai. Lúc sau lại nhìn cậu hai, cậu út, cậu năm của bé. Kỷ Trường cười nhạo một tiếng, hừ, không biết trong đầu cô nàng này đã tưởng tượng ra bao nhiêu kịch bản nữa. Hắn ngồi khoanh chân, lật xem quyển sách trong tay. Phần lớn mấy con quỷ hoa tâm như vậy đều sống trong ảo tưởng của bản thân. Nhìn thần sắc của người ở trước mắt này, có lẽ là đã xem không ít bộ phim truyền hình não tàn rồi.
Ví dụ như tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai trước mặt, như muốn tắt thở, trong vô thức tôi đã yêu anh ấy sâu đậm, thế nhưng tôi không thể phụ lòng XXX người yêu tôi sâu sắc, tôi quả thật rất khổ sở. Kinh điển nhất là bộ phim truyền hình nào đó, một người phụ nữ nắm lấy tay của hai người đàn ông, nói, XXX, y, cả hai anh đều từng có quan hệ thân mật nhất với em. Từ nay về sau xin hai người đừng nói ra mấy câu như là, ai là ba của đứa bé, nữ có được không? Em hy vọng hai anh có thể biến việc tranh giành em thành sự chăm sóc âm thầm. Ba người chúng ta sẽ sống cùng với nhau. Kỷ Trường nghĩ đến đây, bỗng nhiên cảm thấy da đầu tê dại. Mary Sue không đáng sợ. Đáng sợ nhất là Mary Sue não tàn phá hủy tam quan, dẫn con người ta đi theo hướng sai lệch. Túc Bảo nghe sư phụ lại nhải một lúc, có hơi hiểu được rồi. Vì để có thể tìm hiểu thêm về Mary Sue, bé quyết định lát nữa sẽ nhờ anh Tử Du tìm hộ bé mấy bộ phim truyền hình mà sư phụ đã kể để xem thử. Đúng lúc này, chú Nhiếp nói chuyện điện thoại xong bước vào trong nhà. Chú Nhiếp bước tới cạnh Tô Nhất Trần, nhỏ giọng nói gì đó. Tô Nhất Trần lập tức nhìn về phía Lâm Tuyết Anh, mặt anh lạnh như băng. Lúc này Lâm Tuyết Anh vẫn đang hối hận. Hôm ấy hai bạn nhỏ đều ngồi ở phía trước con, nhưng con không thể ngăn chuyện xích mích ngay từ đầu. Đều tại con, sau đó nhìn thấy những lời chửi mắng Túc Bảo trên mạng, con luôn tự trách bản thân đến mức trái tim như tan vỡ. Lâm Tuyết Anh nói rồi hai mắt đỏ hoe. Chợt giọng nói lạnh lùng của Tô Nhất Trần vang lên, chú Nhiếp, tiễn khách. Lâm Tuyết Anh đang tự mình cảm động bởi, trái tim mềm yếu và giàu tình yêu thương, của chính mình nghe thấy lời của Tô Nhất Trần thì như chết lặng. Gì cơ, tiễn khách hư. Lâm Tuyết Anh thầm nghĩ, không đúng nha, mình đang tự trách bản thân mà, không phải như vậy càng thể hiện mình là người lương thiện ư. Đáng lý ra, trông thấy mình đáng thương như này thì họ nên thi nhau an ủi, ngoan, đừng khóc, không phải lỗi của cô giáo anh Đào đâu. Sao tự dưng lại đuổi mình đi thế này? Chú Nhiếp đi tới làm động tác tiễn khách, mời đi. Lâm Tuyết Anh bất an đứng dậy, cắn đôi môi đỏ ra vẻ đáng thương rồi nhìn Tô Nhất Trần nói, Tô tiên sinh, tôi đã nói gì sai sao? Lâm Tuyết Anh, quả nhiên, vừa nhắc tới chuyện mình không trông Túc Bảo cẩn thận thì họ liền tức giận mà. Cho nên họ đang trách tội mình đấy. Chính họ là người yêu cầu hiệu trưởng đuổi việc mình đây mà. Mặt bà cụ Tô không chút cảm xúc, cô không nói sai gì cả, người sai là chúng tôi. Chúng tôi không nên cho cô vào nhà. Lâm Tuyết Anh còn chưa hiểu rõ đầu cua tai nheo thế nào thì đã bị chú Nhiếp cưỡng chế dẫn ra ngoài. Túc Bảo nhìn cậu cả rồi lại nhìn bà ngoại. Xảy ra chuyện gì thế? Cô bé mới nghe sư phụ nói về Mary Sue xong thì cô giáo anh Đào về luôn. Cô bé còn chưa bắt được quỷ đào hoa đâu nha. Kỷ Trường nói, để lần sau bắt quỷ, đừng bắt ở đây suối quẩy lắm. Túc Bảo khẽ chớp mắt, lịch sự vẫy tay. Tạm biệt cô giáo anh Đào. Mộc Quy Phàm nhẹ nhàng nhấc Túc Bảo lên vai anh, nói, đi, ba đưa con về phòng nhé. Bỗng nhiên bị đưa lên cao, Túc Bảo kinh ngạc á một tiếng, sau đó thấy thú vị nên bật cười ha ha. Đây là lần đầu tiên cô bé cưỡi ngựa. Cao quá, cảm giác chỉ cần duỗi tay là có thể tháo chiếc đèn chùm trên trần nhà xuống, nếu ở bên ngoài, có phải giơ tay là chạm tới mặt trăng được không? Túc Bảo phấn khích, ba ơi! Cao hơn chút nữa, cao hơn chút nữa. Mộc Quy Phàm nhún vai, Túc Bảo hô lên một tiếng, lập tức trở nên vui vẻ hơn. Bà cụ Tô kinh hồn bạt vía, cẩn thận kẻo rơi xuống đấy. Mộc Quy Phàm đáp, không sao, con vác máy bay chạy còn được nữa là, vác Túc Bảo thì đã là gì đâu. Không rơi được đâu ạ. Bà cụ Tô, chỉ nghe thấy Túc Bảo phấn khích reo, ba ơi con có thể hái sao rồi. Cho bà ngoại một vì sao, cho ông ngoại một vì sao. Cho cậu cả cậu hai cậu năm cậu út một vì sao. Còn có anh trai chị gái. Sau đó cho ba một vì sao, cho tiểu ngũ và cả cụ rùa một vì sao. Cô bé vẫn vậy, có gì cũng muốn chia sẻ cho hết lượt người thân trong gia đình, đương nhiên không quên con vẹt và con rùa. Mộc Quy Phàm cong môi, bắt lấy hai tay Túc Bảo rồi giơ lên cao. Hai ba con chơi đùa như trẻ con, cười ha ha lên lầu, bỗng cụp một tiếng. Túc Bảo che đầu, ui. Con cũng đụng khung cửa rồi nè. Mộc Quy Phàm, sao có thể chứ? Ba đã khom lưng rồi mà. Túc Bảo, ba gập người còn thiếu một chút xíu nha, phải gập thêm chút nữa. Mộc Quy Phàm, ừ, là lỗi của ba. Người nhà họ Tô vừa phát hờn vừa buồn cười, đúng là ông ba không đáng tin, bẫy cả con gái cưng. Bà cụ Tô vừa mắng người vừa đi lấy hộp thuốc.
Nhìn cánh cửa sắt nhà họ Tô đóng lại, Lâm Tuyết Anh đổ dài hai hàng lệ, cô nàng nghẹn ngào nói, rốt cuộc người ta đã làm sai gì chứ? Cô nàng thật lòng muốn tới xin lỗi mà. Sao nhà họ Tô không nghe lời giải thích của cô nàng? Lâm Tuyết Anh chỉ cảm thấy tủi thân, khó coi và đau lòng. Đau lòng vì năm người đàn ông nhà họ Tô không tin tưởng cô nàng. Trong đầu Lâm Tuyết Anh tưởng tượng một cảnh tượng, công chúa sống trong tòa lâu đài, nơi đây có năm người đàn ông yêu công chúa tha thiết, nhưng họ đều hiểu nhầm nàng vì một lý do nào đó, cuối cùng cả năm người đàn ông đều tức giận rời khỏi tòa lâu đài. Công chúa đau lòng bật khóc, trời cũng xót thương mà đổ cơn mưa hoa anh đào. Công chúa chạy ra ngoài đuổi theo năm người đàn ông thì trượt ngã xuống đất. Những cánh hoa anh đào rơi trong không trung rồi vương trên hàng mi dài như cánh bướm của công chúa, năm chàng kỵ sĩ cuống quýt chạy ngược trở lại, nhưng công chúa không bao giờ chịu mở mắt ra nữa. Năm chàng kỵ sĩ hối hận đến cùng cực. Hu hu, ngược tâm quá, Lâm Tuyết Anh khóc nức nở suốt đường về nhà. Chu Tiêu đang sốt ruột chờ đợi, vừa thấy Lâm Tuyết Anh khóc tức tưởi quay về thì vội ôm cô nàng vào lòng. Sao vậy em, anh gọi điện mà em không bắt máy. Lâm Tuyết Anh nhào vào lòng Chu Tiêu, khóc đến mức thở không ra hơi, anh Chu Tiêu. Lẽ nào em sai thật ư? Nhưng tại sao, em đâu có cố ý. Sao hiệu trưởng lại đuổi việc em, sao người nhà họ Tô không chịu tha thứ cho em? Lâm Tuyết Anh bật khóc to hơn. Chu Tiêu đau lòng nói, không trách em, không phải lỗi của em, ngoan nào đừng khóc nữa. Lâm Tuyết Anh khóc một hồi, bỗng liếc thấy dáng vẻ đẹp mà buồn như hoa lê trong mưa của mình phản chiếu trong chiếc gương thay đồ. Nhưng Chu Tiêu đang ôm cô nàng lại là người đàn ông bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Khi trước còn cảm thấy Chu Tiêu đẹp trai như ánh mặt trời, là người đẹp trai nhất trong hội bạn trai của cô nàng. Nhưng sau khi gặp Tô Nhất Trần và Mộc Quy Phàm, Lâm Tuyết Anh cảm thấy Chu Tiêu không còn xứng với cô nàng nữa. Cảm thấy vô vị, Lâm Tuyết Anh khóc không nổi nữa, trong lòng cô nàng dâng lên cảm giác khó chịu không sao diễn tả được. Một cô gái tốt như cô nàng, khi rơi lệ cũng nên để người đàn ông ưu tú như Tô Nhất Trần và Mộc Quy Phàm ôm vào lòng mới phải. Nghĩ vậy, Lâm Tuyết Anh bỗng đẩy Chu Tiêu ra rồi chạy vù đi. Chu Tiêu, Tiểu Anh Đào. Chu Tiêu vội chạy đuổi theo nhưng hành lang chẳng còn bóng dáng Lâm Tuyết Anh. Chu Tiêu hoang mang ấn thang máy, sốt ruột vào thang máy xuống lầu để đuổi theo Lâm Tuyết Anh. Đợi anh ấy rời đi, lối đi trong thang bộ tăm tối mới sáng lên, một bóng người đang đứng ở đó. Chính là Lâm Tuyết Anh. Cô nàng bụng miệng khóc, lẩm bẩm, xin lỗi anh Chu Tiêu, chúng ta không bao giờ có thể ở bên nhau được nữa, vận mệnh sắp đặt cho chúng ta gặp gỡ, lại chẳng thể nắm tay nhau bước tiếp trên đường đời. Hu hu hu. Lâm Tuyết Anh đau lòng tuyệt vọng, đi tới nhà Nghị Bân. Nghị Bân vừa kinh ngạc lại vui mừng, Tiểu Anh Đào, sao em lại tới đây? Lâm Tuyết Anh cứ ngỡ bản thân đang tiểu tụy, nhưng khi nhìn về phía Nghị Bân, cô nàng phát hiện ra anh ấy càng không xứng với mình. Cô nàng lại bật khóc nức nở. Nhưng trời đã tối rồi, Lâm Tuyết Anh quyết định khóc nốt đêm nay rồi mai mới rời đi. Lâm Tuyết Anh thầm nghĩ, mình và Nghị Bân cũng đã định trước không có kết quả rồi. Hu hu. Trong phòng Túc Bảo, bà cụ Tô lấy khăn bọc đá viên trường lên trán Túc Bảo. Mộc Quy Phàm đưa tay ra, để con. Muộn thế này rồi mà bà cụ còn phải chăm sóc cho trẻ con thì không ổn. Chẳng ngờ bà cụ Tô lại trừng mắt với Mộc Quy Phàm, cậu đừng nói gì cả. Mộc Quy Phàm vuốt mũi. Túc Bảo ngoan ngoãn ngẩng đầu cho bà cụ Tô trường đá, nhẹ nhàng nói, ngoại ơi, thực ra Túc Bảo cũng không bị sao hết. Bà cụ Tô, con cũng im miệng. Hai ba con Túc Bảo. Mộc Quy Phàm nói, khụ, Túc Bảo, ba kể chuyện cho con nhé, muốn nghe gì nào. Anh duỗi tay lấy mấy cuốn sách ảnh trên bàn. Túc Bảo lập tức giơ tay nói, ba ơi con muốn nghe chuyện về Mary Sue não tàn. Chính là kiểu chuyện mà, một dì nắm tay hai chú rồi nói muốn cả hai chú đó làm ba của con mình. Mộc Quy Phàm, bà cụ Tô, câu chuyện một dì, làm chuyện sinh con với hai người đàn ông ư. Bà cụ Tô tức giận nói, Mộc Quy Phàm, cậu lại cho con bé xem mấy thứ vớ vẩn gì thế. Mộc Quy Phàm trợn mắt há hốc miệng, oan uổng nha. Sao anh có thể cho cô bé con xem mấy thứ không đứng đắn như vậy? Túc Bảo hồ nghi nhìn sang bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, sư phụ, câu chuyện đó có gì không ổn sao? Bà cụ Tô và Mộc Quy Phàm phóng ánh mắt sắc bén về hướng mà Túc Bảo đang nhìn. Nói chuyện với không khí ư. Kỷ Trường. Hắn cũng oan ức lắm. Hắn nhắc tới chuyện tình tay ba của Mary Sue, nào phải mấy phim võ thuật không đàng hoàng và kỳ quặc đâu.
có điều hình như cả hai loại chuyện đó đều không phù hợp với trẻ con. Khóe môi Kỳ Trường khẽ giật, Túc Bảo, ngoan, nghe lời sư phụ, chúng ta không nghe loại chuyện đó. Túc Bảo mím môi, hiểu rồi. Quả nhiên, sư phụ không đáng tin lại dạy cô bé mấy thứ không đứng đắn rồi. Túc Bảo quay đầu nói với bà cụ Tô, ngoại ơi Túc Bảo không nghe chuyện đó nữa, con muốn xem sách ảnh 100 tầng sâu dưới lòng đại dương. Mộc Quy Phàm như chút được gánh nặng, lấy cuốn truyện Túc Bảo muốn xem ra rồi nói, câu chuyện 100 tầng sâu dưới lòng đại dương. Bà cụ Tô nhìn Túc Bảo ngoan ngoãn nằm trong lòng ba cô bé, còn Mộc Quy Phàm đứa con rể sống tự do vô kỷ luật của bà thì đang, ngoan ngoãn, mở cuốn sách ảnh cho Túc Bảo xem. Thật hiếm có. Bà cụ Tô lặng lẽ ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Lúc này hai chân hơi tê, bà cụ Tô chỉ cảm thấy kỳ lạ. Hình như từ lúc Túc Bảo bắt đầu xoa bóp chân cho bà cụ thì đôi chân này trở nên có lực hơn, không rõ có phải ảo giác của bà không. Bà cụ Tô bỗng dưng thử đứng dậy. Kết quả, hai chân vẫn không có lực. Bà cụ không khỏi lắc đầu, do bà cả nghĩ thôi. Trong phòng, Mộc Quy Phàm nửa dựa vào đầu giường, ôm Túc Bảo, mặc sức phát huy trí tưởng tượng rồi bịa ra câu chuyện trăm tầng sâu dưới lòng đại dương. Giọng anh trầm thấp, êm tai và rất có sức thôi miên. Chẳng mấy chốc, Túc Bảo đã ngáp một cái rồi dần chìm vào giấc ngủ. Lúc này Mộc Quy Phàm mới dừng kể chuyện, cụp mi nhìn Túc Bảo. Lúc ngủ, trông cô bé còn càng ngoan. Tựa như một thiên sứ nhỏ khiến người ta kìm lòng không đặng mà muốn thơm. Mộc Quy Phàm cúi người thơm vài cái lên trán Túc Bảo, nói nhỏ, ngủ ngon, thiên sứ nhỏ của ba. Cảm ơn trời đất vì đã cho Túc Bảo xuất hiện trong sinh mệnh của anh. Điều duy nhất khiến Mộc Quy Phàm tiếc nuối là, anh không thể nhìn Túc Bảo từng ngày khôn lớn từ lúc cất tiếng khóc chào đời cho đến năm 4 tuổi, anh cũng không ở bên Túc Bảo lúc cô bé cần anh nhất. Nhưng, tương lai của cô bé sẽ luôn có anh bên cạnh. Mộc Quy Phàm nhẹ nhàng đặt Túc Bảo xuống giường, đắp tấm chăn mỏng cho cô bé rồi mới đứng dậy, duỗi eo, đi về phía ban công theo thói quen. Tiểu Ngũ đang ngủ bỗng mở mắt ra, nhích sang bên cạnh một chút, nghiêng đầu nói, ông lớn, muốn ngủ cùng không? Khóe môi Mộc Quy Phàm khẽ giật. Ai muốn ngủ cùng một con vẹt chứ? Mộc Quy Phàm duỗi tay khẽ búng lên đầu Tiểu Ngũ, nghẹn họng nói, tự mày tìm một con vẹt cái đi. Sau khi lập quốc, động vật không được phép tu luyện thành tinh một. Nhưng con vẹt này còn nghịch thiên hơn cả thành tinh. Một, ý chỉ những động vật thông minh đáng yêu, thường có hành động khá giống người, như thể đã thành tinh. Lúc này Kỳ Trường vẫn đang nhìn cuốn sổ với tâm trạng bi thương, đáng lý ra không như vậy, sao lại không tìm được nhỉ? Rốt cuộc Tô Cẩm Ngọc đã đi đâu, hắn không tin mình thật sự đã vỗ cho cô hồn bay phách tán. Sau khi khóc suốt một đêm, Lâm Tuyết Anh đã lấy lại tinh thần. Nhìn mình trong gương, cô nàng làm động tác cổ vũ, nói to, hôm nay cũng phải cố lên nha Tiểu Anh Đào. Mày là tuyệt nhất, trên đời này chẳng điều gì có thể đánh bại mày. Cố lên cố lên cố lên. Nghị Bân làm xong bữa sáng bưng vào phòng thì trông thấy Lâm Tuyết Anh đang làm động tác cổ vũ bản thân trước gương, anh ấy không khỏi mỉm cười. Tiểu Anh Đào thật đáng yêu. Nghị Bân đặt bữa sáng sang bên cạnh rồi ôm Lâm Tuyết Anh từ phía sau, đừng đi nữa được không em? Lâm Tuyết Anh nhìn Nghị Bân bằng ánh mắt chất chứa bi thương, lắc đầu, không thể đâu Nghị Bân, anh rất tốt với em. Cuộc đời này, em mong được ở bên anh biết bao. Sáng sớm khi em thức dậy, anh đã làm xong bữa sáng, chúng ta còn có một đứa con. Khi anh đi làm, em sẽ ở nhà lo liệu chu toàn việc nhà, cùng con của chúng ta chờ anh tan làm. Nghe tới đây, Nghị Bân siết chặt vòng ôm, khàn giọng nói, vậy chúng ta sẽ sống như vậy nha em, chỉ cần em ở lại bên anh. Anh sẽ cố gắng cho em cuộc sống mà em muốn. Lâm Tuyết Anh lắc đầu, thế Chu Tiêu phải làm sao? Anh ấy mắc chứng trầm cảm nặng, sống khép mình và luôn tươi cười như cái vỏ bọc không hồn với tất cả mọi người. Em là dũng khí duy nhất để anh ấy sống tiếp. Nếu em rời đi, anh ấy sẽ tự sát đó. Cô nàng bưng mặt đau khổ nói, em thật sự rất yêu anh, Nghị Bân, yêu nhiều lắm, em siết bao mong muốn mình có thể không quan tâm mọi thứ, cứ sống hạnh phúc bên anh mãi thôi. Nhưng em không thể làm được, Nghị Bân, anh biết mà, em không thể trơ mắt nhìn một người tìm đến cái chết. Vừa nói Lâm Tuyết Anh vừa bổ não ra câu chuyện tình yêu ngược tâm. Mà cô nàng chính là nữ chính trong câu chuyện đó, cô nàng yêu sâu đậm một người đàn ông, nhưng người đàn ông khác lại mắc bệnh nan y, cô nàng không thể nhẫn tâm bỏ mặc người ấy. Lâm Tuyết Anh khóc như hoa lê trong mưa, em không thể ích kỷ vậy được. Nghị Bân, anh hãy quên em đi. Nghị Bân đau lòng ôm cô nàng.
anh đi tìm anh ta nói chuyện nhé. Lâm Tuyết Anh lập tức lắc đầu, không được, anh làm như vậy sẽ khiến Chu Tiêu kích động hơn, lỡ như anh ấy nói muốn tác thành cho chúng ta rồi nhảy lầu thì sao được. Thế thì cả đời này em cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân. Vừa nói Lâm Tuyết Anh vừa đẩy Nghị Bân ra, nhìn anh ta thật kỹ như cái nhìn biệt ly rồi quay người chạy mất. Nghị Bân đuổi theo nhưng cũng không đuổi kịp cô nàng. Khúc ngoặt trong thang bộ, Lâm Tuyết Anh bưng mặt, ánh mắt nhuốm vẻ bi thương, vận mệnh đã định sẵn cô nàng và Nghị Bân không thể bên nhau rồi. Lâm Tuyết Anh buồn bã đi tìm Du Sâm Miểu, người bạn trai thứ ba của cô nàng. Du Sâm Miểu chuẩn bị đi làm thì thấy Lâm Tuyết Anh tới. Anh ấy rất bất ngờ, hỏi, Tiểu Anh Đào, chẳng phải em nói sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Lâm Tuyết Anh ủ rột đáp, em cũng không biết tại sao. Em không tìm được người để chút bầu tâm sự, đôi chân em như không nghe lời mà vô thức đi tới đây. Dứt lời nước mắt cô nàng rơi lã chã. Du Sâm Miểu cố kìm lòng không đưa tay ra, chỉ tự giễu, Chu Tiêu và Nghị Bân đâu. Chẳng phải họ. Đừng nói nữa, Lâm Tuyết Anh bưng mặt khóc, vốn dĩ em chẳng có gì với hai người họ cả, sau khi anh rời đi em không còn liên lạc với họ nữa. Lẽ ra hôm nay em không nên đến tìm anh, nhưng em không biết phải làm sao. Em rất nhớ anh, em không thể lừa mình dối người thêm nữa. Đáy mắt Du Sâm Miểu thoáng hiện sự đấu tranh, cuối cùng ôm mạnh Lâm Tuyết Anh vào lòng. Lâm Tuyết Anh tựa vào lồng ngực Du Sâm Miểu, cảnh tượng lúc này thật giống với phim tình yêu ngược tâm, nam nữ chính hội ngộ sau bao hiểu lầm. Ôi, ngược quá! Cô nàng ngước mắt nhìn si mê, nhưng lại bị vẻ ngoài của Du Sâm Miểu làm cho tỉnh hẳn cơn mê. Một vòng râu xanh mọc quanh khóe miệng Du Sâm Miểu, trông không sạch sẽ và rất lôi thôi lếch thếch. Đáy lòng Lâm Tuyết Anh lập tức đau khổ đến cùng cực. Quả nhiên Mộc Quy Phàm và Tô Nhất Trần đã chiếm trọn trái tim cô nàng không thể yêu người đàn ông nào khác nữa. Xin lỗi, em không nên đến quấy rầy cuộc sống vốn đang bình lặng của anh. Em, Lâm Tuyết Anh quay người toan bỏ đi. Nhưng chiêu lạt mềm buộc chặt của cô nàng càng khiến Du Sâm Miểu điên cuồng hơn, anh ấy nắm cổ tay Lâm Tuyết Anh rồi đè cô nàng lên tường hôn tới tấp. Lâm Tuyết Anh lập tức mê mẩn vì vở kịch tình yêu của mình được thêm tình tiết đụng chạm kịch liệt như này. Cô nàng nhắm mắt lại, tưởng tượng người đang cưỡng hôn mình là Mộc Quy Phàm. Ôi, trái tim loạn nhịp, Lâm Tuyết Anh không khỏi ngượng ngùng đáp lại nụ hôn. Lửa gần rơm lập tức bùng cháy. Lâm Tuyết Anh nhắm mắt trong suốt quá trình hôn nhau với Du Sâm Miểu, nội dung tưởng tượng của Lâm Tuyết Anh đã chuyển từ Mộc Quy Phàm cưỡng hôn cô nàng sang quá trình công thành đoạt đất bá đạo trong tình yêu của Tô Nhất Trần. Nửa giờ sau, Lâm Tuyết Anh lấy chăn che hai má đỏ ửng. Đáy mắt Du Sâm Miểu đong đầy niềm vui và bất ngờ, anh ấy không dám tin, hỏi, Tiểu Anh Đào, em, đây là lần đầu tiên của em à? Lâm Tuyết Anh lập tức nói, đáng ghét, không được nói. Đương nhiên đây không phải lần đầu của cô nàng, à không, nên nói rằng cô nàng luôn trao lần đầu tiên cho tất cả những người bạn trai của mình. Dù sao ngày nay khoa học kỹ thuật cũng vô cùng phát triển, cái gì cũng có thể, vá. Có điều, Lâm Tuyết Anh mới phẫu thuật chưa bao lâu, nghĩ tới Mộc Quy Phàm và Tô Nhất Trần, cô nàng lại phải lên kế hoạch tới bệnh viện hai lần nữa. Du Sâm Miểu không hề hay biết chuyện này, chỉ vui mừng khôn xiết ôm Lâm Tuyết Anh vào lòng, đến giờ khắc này, anh ấy đã hoàn toàn tin tưởng Lâm Tuyết Anh. Hai người họ, tình chàng ý thiếp, hồi lâu, sau đó Lâm Tuyết Anh kể lại chuyện mình đắc tội với nhà họ Tô, còn có vụ trường mầm non đuổi việc. Du Sâm Miểu đau lòng nói, thế nên em tới tìm anh à. Lâm Tuyết Anh khóc, em thật sự không biết làm thế nào, em thấy mình thật đáng trách, em thật lòng muốn xin lỗi nhà họ Tô. Nhưng họ không chịu nghe, không nói hai lời đã đuổi em ra khỏi nhà. Em thật sự không biết phải làm sao, em cứ bước đi không mục đích trên phố, chẳng biết nên đi về đâu, lúc em hoàn hồn thì phát hiện mình đã đến nhà anh rồi. Du Sâm Miểu vui mừng nói, vậy thì người trong sâu thẳm đáy lòng em chính là anh. Lâm Tuyết Anh một tiếng rồi bỗng phấn khích nói, đúng rồi Sâm Miểu, chẳng phải anh đi làm ở tập đoàn Tô Thị ư? Anh có thể lén dẫn em vào đó không? Em muốn đích thân nói lời xin lỗi với Tô Tiên Sinh. Du Sâm Miểu bất đắc dĩ đáp, em không cần tự trách bản thân như vậy, cũng không cần nói xin lỗi ai hết. Hốc mắt Lâm Tuyết Anh đỏ hoe, cô nàng lắc đầu nói, không được đâu, những ngày thấy Túc Bảo bị bạo lực mạng, em thấy mình quá đáng trách, đều do em không trông cẩn thận nên cô bé Túc Bảo 4 tuổi đã phải chịu cảnh bạo lực mạng. Nếu khi ấy em không ngẩn người vì nhớ anh thì đã có thể kịp thời ngăn hai bạn nhỏ đánh nhau. Sau đó Túc Bảo cũng sẽ không chịu tổn thương lớn như vậy. Hu hu hu.
Du Sâm Miểu chỉ cảm thấy Lâm Tuyết Anh quá lương thiện, sao anh ấy có thể đành lòng nhìn cô nàng tự trách bản thân. Du Sâm Miểu khó xử nói, để anh thử. Nhưng bộ phận hành chính chung như tụi anh không nằm cùng lầu với văn phòng tổng giám đốc, văn phòng tổng giám đốc ở lầu 66, nhân viên bình thường như tụi anh không thể lên được. Không sao, anh dẫn em đi là được. Lâm Tuyết Anh mừng rơn hôn Du Sâm Miểu một cái, nói, em tin ông trời nhất định sẽ chiếu cố những người không chịu thua số phận. Du Sâm Miểu yêu chiều hôn Lâm Tuyết Anh, dù sao sáng nay cũng muộn giờ đi làm rồi, cứ nói có việc gấp để xin nghỉ nửa ngày rồi chiều dẫn Lâm Tuyết Anh đến công ty thôi. Ở trung tâm khu kinh tế mới có một tòa nhà cột mốc hình vòm, hai tòa nhà cao tầng giống như cánh buồm của một chiếc thuyền buồm được nối với nhau ở phía trên, đường nét rất đẹp, giống như một cánh cổng của các vị thần. Đây chính là nơi tọa lạc của tập đoàn Tô Thị. Tòa nhà điểm mốc này rất lớn, từ tầng 30 trở xuống được dùng làm khách sạn và trung tâm mua sắm, từ tầng 30 trở lên dùng làm văn phòng làm việc, ngoài hệ thống khổng lồ của tập đoàn Tô Thị, còn có một phần cho các công ty bên ngoài thuê. Vì vậy tòa nhà này đông đúc người và cũng rất phức tạp. Tuy nhiên, tập đoàn Tô Thị có thang máy nội bộ riêng, phân chia với các công ty cho thuê khác nên khi vào khu vực này nhân viên sẽ có thẻ ra vào riêng, nếu không có thẻ thì thực sự rất khó vào. Lâm Tuyết Anh cảm khái, oa, nơi này lợi hại quá. Thấy vẻ ngây thơ đơn thuần của Lâm Tuyết Anh, Du Sâm Miểu càng muốn yêu chiều cô nàng, thầm quyết định sau này cố gắng kiếm nhiều tiền hơn để dẫn cô nàng đi ngắm nhìn thế giới bao la rộng lớn. Chợt nghe thấy Lâm Tuyết Anh hồi hộp hỏi, Tô Tổng cũng đi từ chỗ này lên lầu 66 à? Hôm nay cô nàng mặc chiếc đầm liền màu trắng, phảng phất khí chất của thần tiên tỷ tỷ. Tóc được tạo kiểu đặc biệt, đôi má phất hồng tựa cánh hoa đào, nhan sắc như được nâng lên một tầng cao mới. Lâm Tuyết Anh không khỏi tưởng tượng tới cảnh tình cờ gặp gỡ Tô Nhất Trần trong thang máy, tổng tài cao ngạo lạnh lùng trưng ra bản mặt không chút cảm xúc trước sự chào hỏi của đám nhân viên. Nhưng lại bất ngờ cụp mi nhìn cô nàng, đáy mắt thoáng hiện sự kinh ngạc bởi vẻ đẹp của cô nàng. Lâm Tuyết Anh đang đắm chìm trong tưởng tượng thì nghe Du Sâm Miểu nói, không, Tô Tổng và một số cán bộ cấp cao sẽ có lối đi VIP riêng. Đằng kia chính là thang máy của họ. Tập đoàn Tô Thị rất lớn, trải rộng khắp toàn ngành, Du Sâm Miểu chỉ là một nhân viên tiêu thụ trong ngành thời trang. Văn phòng Tổng Giám đốc và văn phòng Chủ tịch đều ở tầng 66. Người làm việc ở lầu 66 đều là người của công ty mẹ quản lý các công ty con của họ. Tô Tổng không phải kiểu người sống tách biệt, không dùng thang máy riêng mà dùng chung thang VIP với nhân viên của công ty mẹ. Có điều những nhân viên thuộc công ty con như Du Sâm Miểu cũng không thể vào thang máy VIP được. Sóng nước khẽ gợn trong đôi mắt Lâm Tuyết Anh, cô nàng kinh ngạc, lợi hại quá. Hóa ra tập đoàn Tô Thị còn phân chia ra công ty mẹ và các công ty con trong hệ thống. Nếu đã là công ty mẹ thì chắc chắn có bộ phận thuộc tính. Tỷ như nhất định có bộ phận trợ lý, vừa hay cô nàng không muốn tiếp tục đi làm ở mầm non nữa, cô nàng có thể đi ứng tuyển vị trí thư ký trong văn phòng tổng giám đốc hoặc văn phòng chủ tịch ở tập đoàn Tô Thị. Đến lúc đó thiếu gì cơ hội gặp gỡ Tô Nhất Trần. Lâm Tuyết Anh lại bổ não kịch bản tình yêu ngọt ngào giữa tổng tài và cô thư ký hiểu điệu. Sau khi kết thúc cuộc họp, Tô Nhất Trần tiếp tục xử lý công việc ở văn phòng chủ tịch như thường lệ. Nhưng hôm nay mí mắt anh cứ giật lia lịa. Anh không khỏi day ấn đường, kỳ lạ, có chuyện gì sắp xảy ra ư? Lúc này cánh cửa bỗng bị đẩy ra, một cái đầu nhỏ thò vào. Cậu cả, giọng nói non nớt của Túc Bảo vang lên. Túc Bảo mặc một chiếc áo phông sọc xanh trắng, kết hợp với một chiếc quần yếm denim. Lưng đeo chiếc túi hình thú cưng trong suốt, bên trong có Tiểu Vũ và cụ rùa. Túc Bảo, Tô Nhất Trần lập tức đứng dậy, sao con lại đến đây? Phía sau Túc Bảo là bà cụ Tô, bà đang ôm một hộp cơm, nói, con bé nói bấm ngón tay bói được một quẻ, hôm nay chuyện gì của con cũng không thuận lợi, cho nên muốn đến chỗ con xem thử. Bà cụ Tô tin rằng bên Túc Bảo có một người sư phụ, nhưng lại không tin chuyện Túc Bảo có thể bốc quẻ, vì cô bé còn quá nhỏ, bà cụ Tô chỉ nghĩ lần này lại là người sư phụ kia dạy linh tinh. Tô Nhất Trần không nói gì, nhưng trong lòng đã thầm quyết định tạm thời dừng những việc anh dự định làm trong hôm nay. Tiểu Túc Bảo nói mọi chuyện đều không thuận lợi, vậy thì anh sẽ không làm việc gì hết. Thế Túc Bảo định dẫn cậu cả đi đâu nào? Đáy mắt Tô Nhất Trần nhuốm ý cười. Túc Bảo nghiêng đầu, nghiêm túc nói, dẫn cậu cả đi mua thuốc nha. Tô Nhất Trần hơi khựng lại, nhớ tới tờ giấy Túc Bảo đưa cho anh lần trước. Trên giấy vẽ một con heo trắng được chiên trong nồi bạch chuột chiên, một anh trai nhỏ đang duỗi chân và chặn nước, Túc Bảo nói đây là vị thuốc đảng sâm. Cậu cả chưa đi mua đúng không?
Túc Bảo hỏi, gương mặt nhỏ hiện vẻ nghiêm túc và hơi tức giận. Tô Nhất Trần buồn cười nói, phải mua chứ, hôm nay đi mua luôn. Túc Bảo hừ một tiếng, lần nào cậu cả cũng nói vậy nhưng đều không đi, cho nên hôm nay con tới đây tìm cậu cả nha. Tô Nhất Trần nhớ tới quẻ bói, mọi việc không thuận lợi, của Túc Bảo, được thôi, không bận công việc thì đi mua thuốc cùng cô bé vậy. Thuốc của anh là đơn thuốc do chuyên gia giỏi nhất kê riêng, thực ra không cần mua thuốc đông y gì đó mà Túc Bảo dặn. Đi nào, Tô Nhất Trần lấy di động và chìa khóa rồi dẫn Túc Bảo, bà cụ Tô ra khỏi phòng. Nói về Lâm Tuyết Anh, cô nàng ngoan ngoãn theo Du Sâm Miểu lên lầu một chốc rồi mượn cớ đi hít thở không khí, rời khỏi lầu làm việc của anh ấy. Lâm Tuyết Anh thử vài cách mà không sao lên được lầu 66. Cô nàng bĩu môi, không vui. Đáng ghét, sao lại khó như vậy? Thậm chí Lâm Tuyết Anh còn xuống tầng hầm để xem có thể từ đó lên lầu 66 không, nhưng cũng không thành công. Chẳng những cần quẹt thẻ khi đi thang VIP, giữa thang VIP và bộ phận văn phòng của công ty con còn bị ngăn cách bởi sảnh bảo vệ. Lâm Tuyết Anh vừa toan bỏ cuộc thì chợt nghe thấy, đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra. Một bóng người cao lớn bước ra. Tô Nhất Trần mặc một chiếc áo sơ mi sẫm màu và chiếc quần tây ủi phẳng khiến anh ấy càng đẹp trai và cao ráo hơn. Hai mắt Lâm Tuyết Anh lập tức sáng lấp lánh, quả nhiên, ông trời sẽ chiếu cố những người không chịu thua số phận mà. Thấy Tô Nhất Trần, Lâm Tuyết Anh vội chạy tới. Tô tiên sinh, xin chờ một chút. Lâm Tuyết Anh chạy đến mức thở hổn hển, tay quệt mồ hôi trên trán. Tô Nhất Trần quay đầu, trông thấy Lâm Tuyết Anh thì chau mày. Bà cụ Tô mắng nhỏ một câu, suối quẩy, sau đó lập tức nhớ đến quẻ bói, mọi sự không thuận lợi, của Túc Bảo. Cô bé bốc đúng quẻ hay chỉ là trùng hợp? Đi thôi, bà cụ Tô nói giọng tức giận. Túc Bảo nhìn chằm chằm vào quỷ đào hoa trên đầu Lâm Tuyết Anh, nói, ngoại ơi chờ chút ạ. Lâm Tuyết Anh chạy bước nhỏ tới trước mặt Tô Nhất Trần. Cô nàng còn tưởng ba người này bỏ đi luôn, chẳng ngờ Tô Nhất Trần lại đợi cô nàng. Lâm Tuyết Anh, oa oa. Anh ấy đang đợi mình nha. Lòng Lâm Tuyết Anh dạo dực như nở hoa, cô nàng khẽ vén tóc lên tai, cười nói, Tô tiên sinh, trùng hợp quá. Anh cũng ở đây à? Mọi người đang định đi đâu đấy? Mặt bà cụ Tô lạnh tanh, bà vừa toan lên tiếng thì nghe Túc Bảo cười híp mắt nói, cô giáo anh Đào ơi, con với cậu cả và bà ngoại chuẩn bị đi mua thuốc đông y. Lâm Tuyết Anh ngẩn người, thuốc đông y ư? Cô nàng vô thức hỏi, là chợ giao dịch thuốc đông y Dốc Kiến Dương ư? Túc Bảo gật đầu, đúng ạ, đúng ạ. Tô Nhất Trần liếc nhìn Túc Bảo, không khỏi thấy kỳ lạ. Túc Bảo kêu anh và bà cụ chờ chút, chính là để nói điểm đến của họ cho Lâm Tuyết Anh ư. Lâm Tuyết Anh vui như mở cờ trong bụng, trẻ con đúng là dễ dỗ ngọt, mới thế mà cô nàng đã moi được chuyện từ Túc Bảo rồi. Lâm Tuyết Anh bày ra bộ dạng quan tâm, có phải lão phu nhân không khỏe không ạ? Có cần con đưa bác tới viện không? Con có thể chăm sóc bác. Đáy mắt bà cụ Tô thoáng hiện sự mất kiên nhẫn, bà lạnh lùng đáp, cô là dì của tôi mà đến lượt cô chăm sóc tôi ở viện. Lâm Tuyết Anh lập tức tủi thân, cắn môi nói yếu ớt, Tô lão phu nhân, bác đừng hung dữ như vậy ạ. Người ta thực sự biết lỗi rồi mà. Thân là giáo viên của Túc Bảo mà con không chăm sóc cô bé cẩn thận, xin bác cho con thêm một cơ hội để con chăm sóc bác. Bà cụ Tô không còn sức để phỉ nhổ Lâm Tuyết Anh, bà không hiểu nổi logic của cô nàng. Đi thôi. Bà không thể đứng ở đây đôi co thêm lời nào với cô nàng này nữa. Ban nãy Túc Bảo bấm ngón tay, quẻ bói nói thời cơ tốt nhất để bắt quỷ đào hoa chính là khi đến chợ thuốc đông y. Vì vậy, Túc Bảo mới cố tình kêu mọi người dừng bước chờ. Giờ những gì cần nói đã nói xong, có thể xuất phát rồi. Túc Bảo tin rằng cô giáo anh Đào nhất định sẽ theo đuôi họ. Thấy Tô Nhất Trần sắp rời đi, Lâm Tuyết Anh sao có thể từ bỏ cơ hội tốt như này. Khó khăn lắm cô nàng mới gặp được anh. Cô nàng lập tức xông lên chặn trước mặt Tô Nhất Trần. Nói về Du Sâm Miểu, sau khi phát hiện ra Lâm Tuyết Anh đi ra ngoài quá lâu, anh ấy đi tìm một vòng mới thấy cô nàng ở hầm để xe. Đúng lúc nghe được cô nàng vừa khóc vừa nói, xin lỗi Tô tiên sinh, xin anh cho tôi thêm một cơ hội. Cho tôi cơ hội được chăm sóc Túc Bảo và Tô lão phu nhân, tôi nhất định có thể làm tốt. Lâm Tuyết Anh khóc đến là đáng thương. Đáy mắt chất chứa sự bướng bỉnh không thừa nhận thất bại, không chấp nhận số phận và không khuất phục. Oa, cô nàng sắp cảm động vì sự quật cường của chính mình rồi đấy. Đây chẳng phải nữ chính Tiểu Bạch Hoa trong TV không chịu cúi đầu trước cuộc sống và luôn nỗ lực phấn đấu đó sao?
Chắc chắn Tô Tổng sẽ thấy lòng buồn bực một cách khó hiểu, sau đó đồng ý với cô nàng. Chẳng ngờ Tô Nhất Trần còn chưa lên tiếng thì bà cụ Tô đã lạnh giọng mắng. Thứ nhất, tôi không cần cô chăm sóc, Túc Bảo cũng không cần cô chăm sóc, cô là gì của chúng tôi hả? Coi mình là gì hả? Cô có tư cách chăm sóc Túc Bảo ư? Thứ hai, bản thân cô không làm tròn trách nhiệm ở trường mầm non nên mới bị trường học đuổi việc, liên quan gì tới Túc Bảo của chúng tôi? Năm lần bảy lượt tới xin lỗi, tôi thấy cô đang cố tình ăn vạ đấy. Lâm Tuyết Anh tái mặt, lấy tay che ngực, dáng vẻ hệt như bị đả kích ghê gớm lắm. Lâm Tuyết Anh, hu hu, sao bà cụ có thể nói mình như thế chứ? Du Sâm Miểu đứng cách đó không xa chỉ cảm thấy lời lẽ của bà cụ Tô quá hà khắc. Tiểu Anh Đào đến xin lỗi đáng thương như vậy rồi, bọn họ không muốn nghe thì bỏ đi là được, sao phải mắng Tiểu Anh Đào? Tiểu Anh Đào, Du Sâm Miểu kêu một tiếng rồi đi về phía cô nàng. Tô Nhất Trần một tay ấm Túc Bảo, một tay đẩy xe lăn của bà cụ Tô lên xe, đóng cửa rồi rời đi. Lâm Tuyết Anh không cam tâm chạy theo xe, Tô Tổng, Tô Tổng. Anh nghe tôi nói. Nhìn chiếc xe chạy xa dần, Lâm Tuyết Anh bật khóc năn nỉ, Sâm Miểu, chẳng phải xe anh đỗ gần đây ư. Mau, chúng ta đuổi theo Tô Tổng. Du Sâm Miểu, Tiểu Anh Đào, kệ đi, từ bỏ đi em. Du Sâm Miểu khóc, không, em tuyệt đối không bỏ cuộc, em nhất định phải có được sự tha thứ của nhà họ Tô. Sâm Miểu xin anh đấy, giúp em với. Du Sâm Miểu bất đắc dĩ, chỉ đành lái xe đuổi theo xe Tô Nhất Trần. Hoàn toàn không biết mình đang giúp Lâm Tuyết Anh theo đuổi đàn ông. Chợ giao dịch thuốc đông y Dốc Kiến Dương. Đây là một trong những chợ giao dịch thuốc đông y lớn nhất và chuyên nghiệp nhất cả nước, cả chợ có diện tích trăm mẫu, ồn ào náo nhiệt. Túc Bảo nắm tay Tô Nhất Trần, chốc chốc nhìn chỗ này, lát lát lại ngắm chỗ kia. Kỷ Trường Bay bên cạnh dạy cô bé nhận biết thuốc, đây là Tam Thất còn đây là Sâm Phương Tây, người không quen rất dễ nhầm lẫn, nhất là khi thái lát. Đặc điểm của Tam Thất chính là khá cứng. Còn đảng sâm và sâm phương Tây. Để nhận biết dược liệu này tốt hay không, trước hết hãy xem màu sắc, có đốm mốc hay không. Con có thể bẻ ra nếm thử, nếu thấy chua là chất lượng không tốt. Túc Bảo vừa nghe vừa ghi nhớ, đi được vài cửa hàng thuốc là cô bé đã nhớ hơn nửa số thuốc đông y, nhân tiện còn học luôn chút kiến thức lý thuyết về cách nhận biết thuốc tốt xấu. Bà cụ Tô chỉ thấy Túc Bảo cầm thuốc lên hỏi, đây là cái gì cái này thì sao? Bà luống cuống tay chân lấy di động ra tra Baidu, nhưng vị thuốc nào cũng chưa kịp tra xong đã thấy Túc Bảo đổi sang thuốc mới. Bà cụ Tô phì cười lắc đầu, bà đang làm gì thế này, cô bé con chỉ đùa chơi mà thôi, bà hy vọng cô bé nhận biết được những vị thuốc này ư. Chẳng mấy chốc đã đến hiệu thuốc khác, một công nhân mặc áo liền quần, vai vác bao tải dược liệu, lẳng lặng đi tới. Người này đi lướt qua Tô Nhất Trần và Túc Bảo, chiếc bao tải vừa vặn che đi mặt anh ta. Chỉ thấy bàn tay trái đang đặt trên bao tải của anh ta thiếu mất ngón trỏ, lớp băng trắng đang quấn cũng nhuốm đỏ máu. Anh ta khiêng dược liệu lên một chiếc xe tải, sốt ruột ném đồ lên xe rồi quay đầu chuẩn bị tiếp tục công việc. Bỗng nhiên anh ta khựng bước, nheo mắt nhìn Túc Bảo trong quầy thuốc rồi vội nấp vào một bên. Anh ta nhìn một hồi, đáy mắt thoáng hiện sự phấn khích, sau đó lấy di động ra mở Livestream rồi hướng ống kính về phía Túc Bảo. Tiêu đề: Tình cờ gặp cô bé nổi tiếng Tiểu Túc Bảo. Cư dân mạng nào muốn xin lỗi nhanh chóng tới đây. Chợ thuốc đông y này vốn đông người phức tạp, Tô Nhất Trần không chú ý đến kẻ đang quay lén Túc Bảo, chỉ thấy ông chủ quầy thuốc đi ra, cười hỏi, chào quý khách cần mua thuốc gì? Hỏi xong ông chủ quầy thuốc bỗng ồ lên một tiếng, nói, con là Túc Bảo à? Túc Bảo ngẩng đầu nhìn anh ấy, gương mặt nhỏ nhắn của cô bé hiện lên một nụ cười, đúng ạ, cuối cùng cũng tìm được rồi. Kỷ Trường nhìn đăm đăm vào ông chủ hiệu thuốc, nói, nhiễm sát khí cõi âm rồi, khẳng định 8 đến 9 phần chính là anh ta. Người trước mặt chẳng phải ai khác, chính là một trong những bạn trai của Lâm Tuyết Anh, Nghị Bân. Vì Lâm Tuyết Anh bị đuổi việc, Nghị Bân đã tìm đọc thông tin liên quan tới việc Túc Bảo bị bạo lực mạng, cho nên anh ấy nhận ra cô bé. Nghị Bân không thích Túc Bảo cho lắm, dù sao cô bé cũng là người hại Tiểu Anh Đào nhà anh ấy phải day dứt và tự trách bản thân. Huống chi. Hôm qua Tiểu Anh Đào đi xin lỗi còn bị nhà họ Tô đuổi ra khỏi nhà. Tùy ý xem nhé, Nghị Bân nói một câu mà chẳng buồn chào hỏi gì thêm. Lúc này Du Sâm Miểu đã nắm tay Lâm Tuyết Anh đến chợ thuốc đông y. Lâm Tuyết Anh bỗng khựng bước, nhớ ra rồi. Bảo sao cô nàng luôn cảm thấy rất quen, đây chính là chợ thuốc mà Nghị Bân mở hiệu thuốc đây mà. Chắc không trùng hợp vậy đâu,
sẽ không đụng mặt Nghị Bân đâu nhỉ, chợ thuốc này lớn vậy cơ mà. Lâm Tuyết Anh do dự hồi lâu, cuối cùng không thể cưỡng lại sự cám dỗ từ Tô Nhất Trần, chỉ đành nghiến răng bước vào. Nhiều người quá, Sâm Miểu, chúng ta chia nhau ra tìm nhé. Nếu lỡ mất cơ hội hôm nay thì em khó có thể gặp lại Tô Tổng. Dù Sâm Miểu bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, hai người lập tức tách nhau ra. Lòng Lâm Tuyết Anh vui mừng quá đỗi, cuối cùng cũng cắt được cái đuôi rồi. Cô nàng không hề trông thấy Chu Tiêu đang đứng ở một cửa hàng thuốc phía không xa. Hôm nay Chu Tiêu đến chợ thuốc mua thuốc cho mẹ anh ấy. Chu Tiêu vốn là người lương thiện lại có hiếu, lúc này anh ấy đang nghiêm túc chọn thuốc nên không phát hiện ra Lâm Tuyết Anh đang đi tới. Không có vị thuốc này rồi. Được, tôi tìm thêm ở quầy thuốc khác, cảm ơn ông chủ. Chu Tiêu cười nói. Lúc này Lâm Tuyết Anh không hề hay biết, ba người bạn trai của cô nàng đều đã tề tựu về chợ thuốc Đông Y. Túc Bảo đang ngó nghiêng khắp cửa hàng của Nghị Bân, anh ấy thì ngồi bên cạnh uống trà, bĩu môi nhìn cô nhóc. Cục bột nhỏ chạy tới chạy lui, trông dáng vẻ hệt như bé thật sự tới cửa tiệm mua thuốc vậy. Đột nhiên Túc Bảo cầm lấy một ít vị thuốc bỏ vào miệng gặp, bà cụ Tô vội ngăn lại, ôi chao, cái này không ăn được. Mau phun ra. Túc Bảo giòn tan đáp, ngoại ơi, con đang chọn thuốc đấy ạ. Bà cụ Tô cầm khăn lau miệng cho bé, làm gì có ai chọn thuốc như con chứ. Túc Bảo, đây là đẳng sâm, củ này có rất nhiều nếp phân ngang, bộ rễ hình trụ tròn hơi uốn cong, thân củ béo mập xù xì, mùi thơm dịu, vị ngọt, là hàng loại tốt. Bé nói lại những gì kỷ trường đã dạy cho mình. Đẳng sâm, giang can hay còn gọi là đẳng sâm Bắc, là một loài cây sống lâu năm có nguồn gốc ở khu vực Đông Bắc Châu Á và bán đảo Triều Tiên, thông thường được tìm thấy mọc xung quanh các bờ suối hay các cánh rừng thưa dưới bóng các cây to. Đẳng sâm được sử dụng làm thuốc bổ chữa các chứng bệnh liên quan đến đi tiêu phân sống, lỏng hoặc nát, ăn không tiêu, sắc mặt nhợt nhạt, tiếng nói nhỏ, chân tay mỏi yếu, thở ngắn, mệt mỏi, phế hư sinh ho. Bên cạnh đó, đẳng sâm còn được sử dụng thay cho nhân sâm ở những bài thuốc có thể chữa các chứng bệnh như tiêu. Nghị Bân đang uống trà hơi ngạc nhiên, cô nhóc này cũng biết nhìn hàng ư. Túc Bảo cầm mấy củ đẳng sâm tốt lên, Tô Nhất Trần ăn ý đưa rổ qua cho bé xếp vào. Hai cậu cháu lượn một vòng, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tổng Giám Đốc Tô. Hóa ra mọi người ở đây. Lâm Tuyết Anh đứng ở cửa, nhìn Tô Nhất Trần đầy ngạc nhiên, trong mắt cô nàng tràn đầy niềm vui, mừng đến nỗi không hề trông thấy Nghị Bân đang ngồi uống trà bên trong cũng rất bất ngờ. Nghị Bân đang định lên tiếng, Tô Nhất Trần đã sầm mặt, lạnh lùng hỏi, cô xong chưa? Tôi đã nói rồi, nhà họ Tô không chấp nhận lời xin lỗi của cô, cũng không truy cứu trách nhiệm. Tôi cảnh cáo cô đừng đi làm phiền chúng tôi nữa. Viên mắt Lâm Tuyết Anh lập tức đỏ bừng, thế nhưng nhà trẻ đã đuổi việc tôi rồi, nguyên nhân là vì tôi không chăm sóc Túc Bảo tốt. Tô Nhất Trần cười khẩy, vườn trẻ đuổi việc cô là vì cô yêu đương với ba người bạn trai cùng một lúc, suy đồi đạo đức nhà giáo. Ngoài ra, Túc Bảo không có chuyện gì. Bà cụ Tô cũng rất tức giận, tôi phục cô rồi, ngày nào cũng tìm đến ăn vạ, đổ thừa chúng tôi làm hại Túc Bảo, cô có ý gì đây? Lâm Tuyết Anh yếu ớt nói, tôi không có. Bà cụ Tô cười lạnh, tôi thấy cô giả vờ than áy náy thì có, rốt cuộc cô đang âm mưu chuyện gì tự cô biết rõ. Lâm Tuyết Anh lắc đầu khóc lóc, tôi thật sự không có. Nghe đến đây, Nghị Bân vô cùng ngơ ngác, ba người lận á. Không phải, ngoại trừ anh ấy chỉ có Chu Tiêu thôi ư. Hơn nữa quan hệ Tiểu Anh Đào cũng không thật sự hẹn hò với Chu Tiêu. Cô nàng nói sợ Chu Tiêu mắc bệnh trầm cảm sẽ tự tử nên bất đắc dĩ nói dối lừa gạt đối phương thôi. Bên này, ánh mắt dán chặt lên người Tô Nhất Trần từ nãy đến giờ của Tiểu Anh Đào vẫn chưa phát hiện ra Nghị Bân, dù sao hai người cũng đứng cách nhau một dãy kệ hàng. Cô nàng rưng rưng nước mắt, thút thít, Tổng Giám Đốc Tô, bà Tô, hai người thật sự hiểu lầm tôi. Tôi có ba người bạn trai bao giờ? Tôi không có. Nghe thấy cô nàng phủ nhận, Nghị Bân thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy đã nói rồi mà, sao Tiểu Anh Đào có thể là hạng người như vậy được? Thế nhưng câu tiếp của Lâm Tuyết Anh đã khiến anh ấy chết đứng tại chỗ, người ta vẫn còn độc thân mà, làm gì có bạn trai nào đâu, tôi chẳng hiểu rốt cuộc hai người đang nói gì nữa. Cô nàng vừa lắc đầu vừa đau lòng chấm nước mắt, Tô tiên sinh, nếu anh khó chịu Tiểu Anh Đào thì có thể nói thẳng với tôi, không cần bịa đặt như vậy đâu. Lúc này, tên đàn ông núp trong bóng tối đã phát sóng trực tiếp hết toàn bộ, khán giả đều ngơ ngác. Rốt rít bình luận tràn màn hình. Sao thế này, tôi đã bỏ lỡ cái gì à? Đây là Túc Bảo nhỉ, mọi người mau nhớ lại, hình như tôi nghe nói bởi vì cô nhóc này mà một giáo viên nữ đã bị đuổi việc,
chắc là cái cô trước mặt này đây. Thú vị nha, nghe cô này nói, là nhà họ Tô trách tội cô ấy không chăm sóc túc bảo tốt, dưới cơn nóng giận đã tìm lý do buộc trường học phải đuổi việc cô ấy. Bình luận trên màn hình toàn là câu hỏi. Tay chân Nghị Bân lạnh buốt, không thể tin vào tai mình. Tiểu Anh Đào nói cô ấy độc thân, không quen một người bạn trai nào hết. Vậy anh ấy thì sao, anh ấy là cái gì? Sắc mặt Tô Nhất Trần rét buốt, đáy mắt không một gợn sóng, giúp đỡ Tiểu Anh Đào mất trí nhớ chọn lọc nhớ lại, bạn trai cô, Lâm Tiêu, Nghị Vân rồi cả Du Sâm Miểu đâu. Vừa rồi cô vẫn đang ở cạnh Du Sâm Miểu cơ mà, sao giờ chối bỏ nhanh vậy? Túc Bảo nhìn cậu cả, lại nhìn Lâm Tuyết Anh, sư phụ nói gom đủ ba người bạn trai là có thể đổi được quỷ đào hoa đó, bây giờ chỉ còn thiếu hai người thôi. Đang nghĩ ngợi, ánh mắt bé bỗng sáng ngời, bởi bé thấy được hai bóng dáng xuất hiện sau lưng Lâm Tuyết Anh, là Du Sâm Miểu và Chu Tiêu. Lâm Tuyết Anh vẫn còn đang biện hộ, Tô tiên sinh, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi. Ba người này chỉ là bạn tốt của tôi mà thôi. Trước kia Chu Tiêu là đồng nghiệp cùng trường với tôi, chúng tôi thường hay trò chuyện với nhau nên rất có thể đã bị người khác hiểu lầm thành. Về Nghị Bân, anh ấy cũng chỉ là một người bạn hay chăm sóc tôi, quan hệ của chúng tôi rất thuần khiết. Trước đó anh ấy tiện đường đến đưa cơm cho tôi một lần, cũng không biết người ngoài nhìn thấy lại hiểu lầm thành cái dạng gì. Còn về Du Sâm Miểu, anh ấy cũng là bạn tôi không quen biết anh ấy lắm đâu. Hôm nay tôi đi trung tâm thương mại, đúng lúc gặp được Sâm Miểu nên có hàn huyên một phen, có phải anh thấy được nên hiểu lầm không? Nói xong, Lâm Tuyết Anh còn không quên bổ sung, thật ấy, bọn họ chỉ là bạn bè thân thiết của tôi thôi, nếu khiến anh hiểu lầm, vậy sau này tôi sẽ không qua lại với bọn họ nữa. Thật ra người Tiểu Anh Đào thích từ trước đến giờ. Là Tô tiên sinh á. Nói tới chỗ này, khuôn mặt Lâm Tuyết Anh đỏ rực như trái cà chua chín. Trong đầu cô nàng cứ không ngừng ảo tưởng nam chính ghen tuông hiểu lầm quan hệ của cô nàng với người khác nên chạy tới chất vấn, sau đó cô nàng sẽ tủi thân bật khóc nói thật ra người em thích chính là anh đó, cái đồ xấu xa này. Kế tiếp, nam chính vô cùng đau lòng, không nhịn được giang tay ôm cô nàng vào lòng này này nọ nọ. Nghĩ tới, đây, nhịp tim Lâm Tuyết Anh nhảy lên thình thịch, thẹn thùng liếc Tô Nhất Trần một cái. Cái liếc này đúng lúc bắt gặp Nghị Bân sau lưng Tô Nhất Trần. Lâm Tuyết Anh sững sờ, trong lòng vô cùng hoảng hốt, càng đáng sợ hơn là sau lưng lại truyền tới hai giọng nói vô cùng quen thuộc. Chu Tiêu cười khổ, chán nản hỏi, thì ra tôi chẳng là cái thá gì hết. Du Sâm Miểu đang rất khó tin, tối qua anh ấy còn đang anh em với Tiểu Anh Đào đấy, vậy mà nay người ta lại bảo không quen rồi. Tiểu Anh Đào, em. Lâm Tuyết Anh làm cách nào cũng không ngờ tới ba người bạn trai của mình đều đến, còn nghe được lời cô nàng nói. Sắc mặt cô nàng lập tức trắng bệch. Túc Bảo xem hết trò vui không nhịn được than thở, cái gì này lợi hại quá, gương mặt y như cái công tắc, bấm một cái là chuyển sang màu hồng, bấm thêm một cái thì quay lại màu trắng. Quá thần kỳ. Lâm Tuyết Anh choáng váng, há miệng thở dốc, anh, các anh. Sao các anh lại ở chỗ này? Du Sâm Miểu mất hết niềm tin, chẳng còn chút sức lực nào để lên tiếng. Nghị Bân thất vọng hỏi, Tiểu Anh Đào, vì sao bọn anh không thể ở đây? Rốt cuộc em có ý gì? Lâm Tuyết Anh vô cùng sốt ruột, sứt đầu mẻ chán lúng túng giải thích, không phải, Nghị Bân. Anh, các anh nghe em nói. Du Sâm Miểu, Nghị Bân và Chu Tiêu đứng trước mặt Lâm Tuyết Anh, nhìn dáng vẻ bối rối của cô nàng, rất muốn tin tưởng tất cả những điều này đều không phải là sự thật. Chu Tiêu nhìn Nghị Bân chằm chằm, anh là Nghị Bân. Là cái người cứ dây dưa với Tiểu Anh Đào. Nghị Bân hừ một tiếng, Chu Tiêu, cái người cứ bám lấy Tiểu Anh Đào không buông tha là anh nhỉ. Du Sâm Miểu híp mắt nhìn Chu Tiêu, anh là Chu Tiêu. Tiểu Anh Đào nói anh có bệnh trầm cảm, tôi nhìn có giống đâu. Ba người đàn ông vừa chạm mặt, ngay lập tức đối chọi gay gắt. Lâm Tuyết Anh não bổ vô địch vũ trụ lại tưởng tượng ra cảnh mấy người đàn ông đánh nhau vì mình, còn cô nàng đứng bên cạnh gào lên đừng đánh nữa, các anh đừng đánh nữa mà. Quỷ đào hoa cuộn tròn trên đỉnh đầu cô nàng cũng cười một tiếng ngọt lịm. Lâm Tuyết Anh lập tức cất giọng, đừng ồn ào, các anh không cần vì em. Ba người đàn ông im bặt, cùng quay đầu nhìn cô nàng. Lâm Tuyết Anh. Ặc, mình đang làm gì thế? Còn không mau nhanh chân chạy đi. Tổng giám đốc Tô, tự dưng tôi nhớ ra mình còn chút việc, tôi đi trước. Lâm Tuyết Anh cuống quyết định sủi mất, thế nhưng ba người bạn trai đã chặn đường lui của cô nàng rồi. Tiểu Anh Đào, hai người bọn họ là ai? Hôm nay em nhất định phải nói rõ ràng. Nghị Bân nói.
Ánh mắt Chu Tiêu tràn ngập đau thương, em giải thích với anh ta như vậy ư? Nói anh có bệnh trầm cảm. Du Sâm Miểu siết chặt nắm đấm, gian nan mở miệng, Tiểu Anh Đào, em nói những chuyện này không phải là thật đi. Chỉ cần em nói, anh sẽ tin. Dù sao thì tối qua cô nàng còn đang nằm trong lòng anh ấy cơ mà. Du Sâm Miểu mặc kệ, bất kể như thế nào, lần đầu tiên của Tiểu Anh Đào là của anh ấy. Du Sâm Miểu có thể tha thứ cho sai lầm trước đây của cô nàng, chỉ cần cô nàng chịu đi với anh ấy. Ai ngờ Lâm Tuyết Anh vẫn cố gắng biện hộ, các anh đang làm cái gì vậy? Các anh là bạn em vẫn luôn xem các anh là anh trai. Chu Tiêu vô cùng thất vọng, xem như anh trai. Vậy sao em lại bảo muốn kết hôn với anh? Có em gái nào muốn kết hôn với anh trai không? Nghị Bân cũng khó tin, không thể nào, nếu em chỉ coi anh là anh trai. Vậy tại sao em lại lên giường với anh? Lâm Tuyết Anh hốt hoảng, sao lại moi cả chuyện này ra chứ? Cô ta đang muốn giải thích, lại nghe Du Sâm Miểu khiếp sợ thốt lên, không thể nào. Tối qua cô ấy ngủ với tôi có thể thề bằng tính mạng của mình, lúc lên giường tối hôm qua, cô ấy vẫn còn là xử nữ. Chu Tiêu, Nghị Bân, hai người chỉ cảm thấy sấm giật chớp lóe đùng đoàng, nguyên đàn thảo nê mã đang phi nước đại trên thảo nguyên xanh dờn trên đầu mình. Cao Ni Ma trong tiếng Trung giản thể là Cao Ni Ma thảo nê mã, nghĩa đen dịch sát là, ngựa cỏ bùn, là một con vật tưởng tượng được cộng đồng mạng Trung Quốc đại lục dùng như một biểu tượng thách thức sự kiểm duyệt Internet ngặt nghèo ở Trung Quốc. Hình ảnh của nó giống như con lạc đà không bướu Nam Mỹ Ancapa. Tuy nhiên Cao Ni Ma còn đồng âm khác thanh điệu một chút với câu chửi rất bậy và phổ biến trong tiếng quan thoại giống Đê Ma Ma ở Việt Nam. Em! Hai người nhìn Lâm Tuyết Anh chằm chằm, mãi lâu sau mới tìm lại giọng mình. Chu Tiêu, lúc Tiểu Anh Đào lên giường với tôi cũng là xử nữ. Nghị Bân nắm chặt tay, với tôi cũng thế. Ngay cả đồ ngốc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng trách sau khi cô nàng lên giường với bọn họ lần đầu tiên thì không chịu ngủ nữa. Lúc đó bọn họ còn tưởng rằng cô nàng trong sáng nên thẹn thùng, ai mà ngờ lại là diễn trò chứ. Du Sâm Miểu vô cùng thất vọng, chuyện đã đến nước này, còn cái gì không hiểu, cô gái trước mặt này một chân đạp ba thuyền. Mà ba người bọn họ thì bị cô nàng đùa giỡn trên lòng bàn tay, vốn tưởng rằng đối phương ngây thơ trong sáng, giờ xem người ngây thơ là bọn họ mới đúng. Chu Tiêu mệt tim. Đau lòng lùi về sau một bước, ánh mắt hiện lên vẻ kiên quyết, nếu chúng ta chỉ là đồng nghiệp thì dừng lại ở đây thôi, về sau em tự lo cho bản thân đi. Dứt lời, anh ấy bỏ đi thẳng. Lâm Tuyết Anh cảm nhận cơn đau thấu gan, nghẹn ngào hô lên, anh Chu Tiêu. Chu Tiêu khẽ dừng bước nhưng không hề ngoảnh lại, chẳng lâu sau đã biến mất trong đám đông. Trong đầu Lâm Tuyết Anh tự động vang lên các kiểu nhạc nền, sau đó, đến khi tôi đã học được cách yêu thì người ấy đã biến mất trong biển người. Người tôi yêu nhất lại muốn cắt đứt quan hệ với tôi tương đương đã nói sẽ yêu em mãi mãi, sao giờ đây lại nỡ lòng nào phản bội lời thề ước khi xưa. Trái tim cô nàng nhói lên từng cơn, hu hu, người thích cô nàng nhất, tốt với cô nàng nhất chính là Chu Tiêu, không ngờ người tuyệt tình nhất cũng là Chu Tiêu. Lâm Tuyết Anh muốn đuổi theo, nhận tiện sủi luôn. Nghị Bân bất ngờ nắm chặt cổ tay cô nàng, kéo lại, Tiểu Anh Đào, chưa giải thích đã muốn đi. Em không buông bỏ được anh ta đúng không? Du Sâm Miểu lập tức nắm lấy cái tay kia, nói, rốt cuộc trong lòng em thích ai nhất? Nghị Bân, Chu Tiêu đã từ bỏ rồi, em chọn anh ta hay chọn anh? Du Sâm Miểu nhìn cô nàng chằm chằm không rời mắt. Bà cụ Tô sững sờ, người trẻ tuổi bây giờ. Hai, đỉnh đầu xanh dờn thế mà vẫn chịu được à? Thấy rõ được bộ mặt thật của Lâm Tuyết Anh rồi, vậy mà vẫn lựa chọn tha thứ ư? Đột nhiên bà cụ Tô nhận ra mình đã già rồi, không theo kịp suy nghĩ của giới trẻ. Tên paparazzi núp trong bóng tối vui vẻ nhìn độ hot của phòng phát sóng tăng vùn vụt, không ngờ livestream quay được trong lúc vô tình lại bùng nổ như vậy. Lúc này, khán giả trong phòng phát sóng đã làm rõ tình huống cũng không nhịn được nữa. Cư dân mạng, vãi sệt, vậy cũng được á, cô gái này thật thú vị. Cư dân mạng, mịa, đầu xanh dờn thế rồi còn hỏi em chọn ai. Hai anh này không sao đấy chứ. Cư dân mạng, hóa ra là chân đạp ba thuyền. Mất thuần phong mỹ tục quá, chẳng trách lại bị vườn trẻ đuổi việc. Cư dân mạng, cười chết tui, bản thân có vấn đề về tác phong nên mới bị trường học đuổi cổ, thế mà vẫn đi tìm Túc Bảo xin lỗi, ý cô ta là do Túc Bảo nên cô ta mới bị đuổi đúng không? Mặt dày ghê ấy nhỉ? Cư dân mạng, nào nào nào, mở sòng dự đoán nào, cô gái này sẽ chọn ai đây? Tôi đoán cô ta sẽ chọn Tổng Giám Đốc Tô. Cư dân mạng, sai rồi, tôi đoán cô ta chọn hết.
Trong lúc nhất thời, vô số người đặt cược. Thấy độ hot không ngừng tăng cao, người đàn ông quay trộm sốt ruột muốn chết, tính sai rồi, anh ta không chuẩn bị đồ dùng kỹ càng. Hóa ra tên đàn ông đứt một ngón tay này quay được một cảnh của Túc Bảo thì bất ngờ nổi tiếng, gã thấy thế thì mừng húm vì đã khai quật ra một lưu lượng hàng thật giá thật. Bà con cô bác nào chưa theo dõi thì nhớ đăng ký kênh của Tiểu Tâm Tâm nhé, sau này sẽ dẫn mọi người đi xem mấy vụ kích thích như thế này. Tên đàn ông nứt một ngón tay vội vàng nói. Hầu hết khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều thích xem náo nhiệt, tất nhiên chủ đề thú vị như vậy sẽ thu hút rất nhiều người hâm mộ, lượng fan của tên đàn ông ngay lập tức tăng vùn vụt. Mà lúc này, đầu óc Lâm Tuyết Anh vẫn không ngừng kêu ong ong. Làm sao bây giờ, bọn họ đều muốn tranh giành cô nàng, cướp đoạt cô nàng. Cô nàng cũng rối não quá, ai cô nàng cũng thương hết, không biết phải lựa chọn thế nào nữa. Lâm Tuyết Anh nhìn hai người đàn ông đang ghen tuông tranh giành cô nàng, đau khổ không thôi. Sâm Miểu, Nghị Bân, hai anh đừng ép em nữa. Em không làm được, hu hu, em thực sự không làm được. Lâm Tuyết Anh đắm chìm trong vở kịch tình yêu ngược tâm nên nhất thời quên mất mục tiêu theo đuổi mới của mình, Tô Nhất Trần. Lúc này, Lâm Tuyết Anh nắm tay Nghị Bân và Du Sâm Miểu, nước mắt nhạt nhòa, hai anh có thể đừng tranh giành nhau nữa được không? Đừng ép em phải chọn ai trong số hai người. Lẽ nào chúng ta không thể cùng nhau sống vui vẻ hạnh phúc sao? Em không thể từ bỏ một trong hai người, em đau khổ biết bao. Cầu xin hai anh, thay vì tranh giành em, hai anh có thể lặng lẽ chăm sóc và quan tâm em hay không? Nghị Bân, Du Sâm Miểu, cư dân mạng đang dõi theo Livestream càng sốc hơn khi thấy mối tình tay tư này. Cư dân mạng mẹ kiếp, hóa ra những gì xuất hiện trong phim truyền hình đều có thật. Cư dân mạng, sốc quá, ba người cùng nhau sống hạnh phúc vui vẻ. Tam quan của tôi sụp đổ tan tành rồi. Cư dân mạng, mẹ kiếp, tôi xấu hổ đến mức dùng ngón chân đào ra cái hố to cỡ biệt thự Barbie rồi nè. 1. Y muốn nói xấu hổ muốn tìm lỗ nẻ để chui xuống. Túc Bảo lặng lẽ sắp tới gần kỷ trường, thì thầm, sư phụ, đây chính là câu chuyện Mary Sue giữa một dì và hai chú đó à? Bà cụ Tô quá đỗi kinh ngạc trước cảnh tượng tranh giành tình yêu của ba người kia, vô thức trả lời câu hỏi của Túc Bảo, không, không phải câu chuyện Mary Sue, mà là chuyện cầu huyết hủy hoại tam quan. Túc Bảo gật đầu tỏ ý đã hiểu. Khóe miệng kỷ trường khẽ giật, đừng quên việc chính nhé cặp sách nhỏ. Lúc này quỷ đào hoa trên đầu Lâm Tuyết Anh đang bận tíu tít, chốc chốc nhìn Nghị Bân, lát lát lại nhìn Du Sâm Miểu. Kỷ trường híp mắt, nói nhỏ, sư phụ dạy con Phược Linh nhé. Phược Linh chính là việc thông qua phương thuật của bản thân chúng ta, biến khí thành một sợi dây rồi trói buộc quỷ hồn. Con nghe kỹ nha. Túc Bảo nghiêm túc lắng nghe, miệng lẩm bẩm, sau đó quăng mạnh thứ gì đó ra. Nhưng chẳng có thứ gì được quăng ra hết. Kỷ trường động viên, không sao. Người có thiên phú nghịch thiên khi mới học trói buộc linh hồn cũng phải thử vài lần mới quăng thành công một sợi dây đỏ. Túc Bảo thử thêm lần nữa, ha. Vẫn chưa ra. Cô bé không chịu khuất phục, dồn một hơi lớn rồi, ha, một tiếng. Tô Nhất Trần vô thức nhìn Túc Bảo, cô bé đang vứt thứ gì thế? Anh ấy không nhìn thấy được, Túc Bảo vừa dùng lực quăng một tấm lưới màu đỏ bay vút ra, chuẩn xác trùm lên hồn thể quỷ đào hoa. Kỷ trường tức thì ngậm miệng. Chỉ hận không thể giáng cho mình một cái tát tai. Đáng lắm, hắn vẫn luôn quên nhanh như vậy, kẻ khác nghịch thiên cỡ nào mà đòi so sánh với đồ đệ nhỏ của hắn chứ. Quỷ đào hoa bị bẫy, lập tức tỉnh lại từ ảo mộng do chính mình tạo ra, ngẩng đầu lên mới phát hiện hóa ra người trói mình là một cô nhóc. Nó gầm lên, vùng vẫy dữ dội, nào biết tấm lưới đỏ mỗi lúc một siết chặt hơn. Ánh mắt Lâm Tuyết Anh cũng dần trở nên ngơ ngẩn. Nghị Bân, Du Sâm Miểu, đừng rời xa em, cô nàng vô thức lẩm bẩm. Túc Bảo dốc hết sức lực kéo sợi dây. Quỷ đào hoa liều mạng giãy giụa, gầm lên như xé ruột xé gan, bỏ ta ra, bỏ ta ra. Nó kéo mạnh tấm lưới đỏ, Túc Bảo không cầm chắc sợi dây nên suýt ngã ra đất. Tô Nhất Trần vội đỡ Túc Bảo. Đáy mắt kỷ trường thoáng hiện sự lạnh lùng, hắn khẽ búng ngón tay, tấm lưới đỏ lập tức phát ra một luồng ánh sáng đỏ, chấn áp quỷ đào hoa khiến nó hoàn toàn bất động. Túc Bảo dốc hết sức, cuối cùng cũng kéo được quỷ đào hoa ra khỏi đầu Lâm Tuyết Anh. Nặng quá, bội thu rồi. Cô bé vui mừng khôn xiết. Lúc này Du Sâm Miểu đang gỡ tay Lâm Tuyết Anh ra, nói, đủ rồi, nếu em không thể chọn lựa thì anh lùi bước là được. Du Sâm Miểu bị tổn thương nghiêm trọng rồi. Tối qua, anh ấy còn ôm ấp ngọt ngào với Lâm Tuyết Anh, còn tưởng tượng đến tương lai hạnh phúc.
Hôm nay, hiện thực phũ phàng đã nện cho Du Sâm Miểu một cú đả kích mạnh. Lẽ ra, anh ấy nên biết sớm hơn. Ngay từ lúc bắt đầu, Lâm Tuyết Anh chưa bao giờ muốn một lòng một dạ bên anh ấy. Du Sâm Miểu thở dài rồi quay đầu rời đi không chút lưu luyến. Lâm Tuyết Anh vừa hoàn hồn đã trông thấy bóng lưng rời đi của Du Sâm Miểu, nhớ tới cảnh tượng ngọt ngào đêm qua, cô nàng vô thức gọi, Sâm Miểu. Nghị Bân kéo mạnh Lâm Tuyết Anh về, miệng nở một nụ cười phức tạp, Tiểu Anh Đào. Lâm Tuyết Anh nhìn người đàn ông trước mặt, hu hu, cô nàng chỉ còn mỗi Nghị Bân thôi. Nghị Bân, anh sẽ không rời xa em đúng không? Anh nói sẽ yêu em hết cuộc đời mà. Hai người bạn trai đã bỏ đi rồi, Lâm Tuyết Anh chỉ cảm thấy trái tim trống trải, khó chịu hơn cả việc bắt cô nàng ngừng thở. Họ là nước, còn cô nàng là cá, cá sao có thể sống thiếu nước đây? Lâm Tuyết Anh nhìn Nghị Bân đầy mong chờ. Chẳng ngờ Nghị Bân lại nói, anh muốn nói, em về dọn sạch đồ đạc ra khỏi nhà anh đi. Anh ấy nhìn Lâm Tuyết Anh, gằn từng chữ, sau này đừng bao giờ đến nhà anh nữa. Lâm Tuyết Anh chết lặng, không, anh không thể làm như vậy. Anh từng nói dù em làm sai điều gì cũng sẽ tha thứ cho em, sẽ luôn ở bên em. Cô nàng chỉ thiếu cảm giác an toàn, chỉ muốn có thật nhiều tình yêu từ những người đàn ông khác nhau thôi mà. Như vậy thì có gì là sai? Nghị Bân đẩy Lâm Tuyết Anh ra, không, giờ anh đổi ý rồi. Anh ấy nhìn Lâm Tuyết Anh thật kỹ, anh thu lại thẻ ngân hàng, sau này em tự lo liệu cho bản thân nhé. Đáy lòng Lâm Tuyết Anh lạnh buốt. Không được. Nghị Bân thu lại thẻ ngân hàng thì cô nàng lấy đâu ra tiền mà sống đây? Nghị Bân. Nghị Bân dứt khoát đẩy Lâm Tuyết Anh ra. Bên ngoài có rất nhiều người tụ tập xem kịch hay, Lâm Tuyết Anh vừa bị đẩy ra thì lập tức bị một đám người chỉ trỏ khiến cô nàng không còn bậc thang bước xuống. Nghị Bân mím môi nhìn Túc Bảo và Tô Nhất Trần, lặng lẽ đóng gói những loại thuốc họ đã chọn rồi đưa cho Túc Bảo, xin lỗi. Anh ấy nói tiếp, hôm nay tôi đóng cửa hàng thôi, chỗ thuốc này tặng mọi người. Nghị Bân hơi khựng lại rồi nói, cảm ơn. Bà cụ Tô nắm tay Túc Bảo, nói, đi thôi con. Tô Nhất Trần đẩy xe lăn cho bà cụ Tô, ba người đi lướt qua Lâm Tuyết Anh. Tay Túc Bảo vẫn xách quỷ đào hoa đang vùng vẫy, cô bé chỉ cảm thấy thật mệt. Dì đào hoa nặng quá đi. Bà cụ Tô quay đầu, khó hiểu hỏi, Túc Bảo, con đang cầm gì thế? Túc Bảo nhớ lại dáng vẻ bị hù dọa của bà ngoại khi trước, lập tức lắc đầu, không cầm gì hết ạ. Bà cụ Tô hồ nghi, nhưng không gặng hỏi thêm. Dọc đường đi, Túc Bảo dừng bước mấy lần, tuy đã bắt được quỷ đào hoa nhưng cô bé không hề quên chuyện mua thuốc cho cậu cả và bà ngoại. Ba người đi xem thêm vài quầy thuốc, mua thêm vài loại rồi quay lại bãi đỗ xe. Vừa tới bãi đỗ xe đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang chờ sẵn. Lâm Tuyết Anh khóc như hoa lê trong mưa, Tô tiên sinh, tôi buồn quá, tôi thực sự rất buồn. Giờ tôi không biết nên đi đâu, hu hu hu. Anh có thể cho tôi mượn bờ vai một lát không, chỉ một lát thôi. Cô nàng nói nghẹn ngào như một con thỏ bơ vơ đáng thương. Xem đi, vì Tô Nhất Trần, cô nàng đã đoạn tuyệt dứt khoát với ba người bạn trai rồi. Giờ cô nàng thực sự là cô gái độc thân. Chắc Tô Nhất Trần sẽ chấp nhận cô nàng đúng không, dù sao bây giờ cô nàng cũng vô cùng đáng thương. Tô Nhất Trần nghe mà tức đến độ siết tay thành quyền. Liếc thấy Lâm Tuyết Anh chơ chẽn sắp tới gần. Anh giơ một chân lên một cách tao nhã. Sau đó đạp một cước cực mạnh cho cô nàng văng ra. Lâm Tuyết Anh đụng trúng thùng rác khiến thùng rác đổ đã đành, cả người cô nàng còn chìm trong đống rác. Bà cụ Tô. Sau khi đạp văng Lâm Tuyết Anh qua một bên, Tô Nhất Trần chỉnh lại áo, nói, còn dám dây dưa, gặp lần nào đánh lần đó. Tô Nhất Trần bây giờ đã bị phong cách thổ phỉ độc nhất vô nhị của Mộc Quy Phàm vấy bẩn vài phần. Một già một trẻ là Túc Bảo và bà cụ Tô nhìn đến sững sờ. Tô Nhất Trần ấm Túc Bảo đặt vào xe rồi đẩy xe lăn của bà cụ Tô lên xe. Vù một tiếng, chiếc xe phóng đi, chỉ để lại khói xe. Lâm Tuyết Anh nằm bò trên đất, ngẩng đầu dõi theo chiếc xe sang đang dần rời xa. Khóc đến mức trái tim vỡ tan thành trăm mảnh. Trong đầu cô nàng không khỏi dựng nên cảnh tượng, nam chính hiểu nhầm nữ chính nên tàn nhẫn vứt nữ chính bên đường, nghênh ngang phóng xe rời đi. Nữ chính khóc đến ngất lịm đi, nam chính lái xe được nửa đường bỗng hối hận, cuống quýt quay ngược trở lại, ôm nữ chính vào lòng. Lâm Tuyết Anh ngơ ngác nhìn về cuối con đường, tiếc thay, chẳng có ai quay lại. Lâm Tuyết Anh mờ mịt chờ đợi rất lâu, đến tận đêm vẫn không chờ được Tô Nhất Trần quay lại. Cô nàng thấy mình như bị Tô Nhất Trần bỏ rơi, khóc nức nở suốt đường về. Kết quả,
vừa đến nhà Chu Tiêu đã phát hiện ra anh ấy chuyển đi ngay trong đêm, sáng sớm còn sống ở đây mà đến tối căn nhà đã bị bán luôn rồi. Lâm Tuyết Anh. Cô nàng lại tới nhà Nghị Bân. Nghị Bân là ông chủ cửa hàng thuốc trong chợ thuốc Đông Y, ngoài ra còn mở thêm công ty nhỏ. Anh ấy là người bạn trai lắm tiền nhất của Lâm Tuyết Anh, sống ở khu chung cư cao cấp. Đến nơi, Lâm Tuyết Anh mới phát hiện ra Nghị Bân đã đổi khóa nhà, anh ấy không quay lại nơi này, còn đồ đạc của Lâm Tuyết Anh thì chất đầy ở cửa nhà. Dì dọn dẹp hỏi Lâm Tuyết Anh còn cần đồ nữa không? Không cần thì dì ấy quét sạch luôn. Lâm Tuyết Anh hết cách, chỉ đành xách túi lớn túi bé rồi bắt xe đến nhà Du Sâm Miểu. Tâm trạng Du Sâm Miểu rất tệ, chỉ vì chút chuyện nhỏ hôm nay mà anh ấy bị đuổi việc. Du Sâm Miểu nghĩ hoài không ra, anh ấy cũng là người bị hại, chỉ tự ý đưa Lâm Tuyết Anh vào nội bộ công ty mà thôi. Ngẫm nghĩ những chuyện này đều do Lâm Tuyết Anh hại, Du Sâm Miểu hối hận không thôi. Vì thế khi trông thấy Lâm Tuyết Anh đến, Du Sâm Miểu không nói một lời, khóa cửa rồi dứt khoát về quê. Lâm Tuyết Anh khóc lóc cầu xin nhưng Du Sâm Miểu không buồn ngoảnh đầu lại. Lâm Tuyết Anh cùng đường bí lối, muốn tạm thời sống trong khách sạn nhưng lại chẳng có tiền. Khi trước cô nàng được ba người bạn trai cho tiền, hễ vào khách sạn là ở loại 4 sao trở lên, giờ thì sao? Đến tiền phí dịch vụ phòng cũng không đủ trả. Lâm Tuyết Anh không khỏi ngồi xổm bên đường, bật khóc tức tưởi, cảm thấy mình như nữ chính trong phim truyền hình một bông hoa trắng nhỏ bị bao người chĩa mũi dùi, yếu đuối, bơ vơ và bị nam chính hiểu nhầm một cách đáng thương. Nữ chính chỉ đành lưu lạc đầu đường xó chợ, ăn uống khổ sở. Đến khi nam chính tìm lại, đôi mắt nữ chính không còn lấp lánh như chứa đựng muôn vì tinh tú mà trở nên vô hồn như con rối gỗ. Hu hu, ngược quá. Nhưng Lâm Tuyết Anh chẳng hề thấy mình có lỗi, nếu thật lòng yêu cô nàng thì chẳng phải nên yêu hết tất thảy những gì thuộc về cô nàng, chấp nhận tất cả khuyết điểm của cô nàng ư. Vì vậy bây giờ Lâm Tuyết Anh chỉ oán giận mà hoàn toàn không thấy hối hận. Đúng lúc này một chiếc taxi chạy nhanh qua, bánh xe đi vào vũng nước làm nước thải bắn tung tóe, ướt sũng người Lâm Tuyết Anh. Một đống bùn hay thứ gì đó còn bay thẳng vào miệng cô nàng. Lâm Tuyết Anh ói mửa dữ dội. Ói nửa ngày trời chẳng còn chút sức lực nào, chỉ đành vừa khóc vừa ôm cột biển báo ở trạm xe bus. Đúng là chật vật và thảm hại đến cùng cực. Túc Bảo xách Quỷ Đào Hoa về nhà rồi cột chặt bên giường. Quỷ Đào Hoa, thả ta ra. Đáng ghét, thả ta ra. Nó là ác quỷ đó nha. Cột nó như xích chó thế này có hợp lý không hả? Túc Bảo, dì cứ thong thả la hét nha, chẳng hề gì, dù sao người khác cũng chẳng nghe được tiếng kêu la của dì. Vì không làm ồn đến người khác nên Túc Bảo thấy rất hợp lý. Quỷ Đào Hoa tiếp tục tức giận gào to. Tiểu Ngũ vỗ cánh, sải bước phía sau Túc Bảo rồi chạy mất, ồn chết đi được. Ồn chết đi được. Tô Tử Du ló đầu vào, hỏi, Túc Bảo, em bắt cái gì về thế? Túc Bảo nói, anh ơi, anh sẽ không muốn biết đâu. Tô Tử Du. Ăn cơm xong, Túc Bảo ngồi chơi một lát ở lầu một rồi mới quay về phòng. Quỷ Đào Hoa đã gào thét sát cả cổ họng. Nằm liệt bên góc giường như thể sống, không bằng chết, đến ngón tay cũng chẳng muốn động. Túc Bảo, hai, dì Đào Hoa, dì đã bình tĩnh chưa? Quỷ Đào Hoa, hừ. Túc Bảo kéo cái ghế lại ngồi bên cạnh Quỷ Đào Hoa, phấn khích nói, thời gian nghe kể chuyện đến rồi. Cô bé chống cằm, nhìn Quỷ Đào Hoa đầy mong chờ. Chẳng biết từ lúc nào Tô Tử Du cũng chạy theo vào phòng, tay cậu còn cầm máy quay phim. Sau đó cậu dè dặt mở máy quay, ló đầu nhìn. Đúng lúc trông thấy một nữ quỷ mặc đồ màu đỏ đang nhìn mình hao háo, Tô Tử Du sợ tới mức chân mềm nhũn, vội dựa vào người Túc Bảo. Túc Bảo, chúng ta ngồi chung ghế nha. Hu hu, ngồi sát gần em gái cậu. Khóe môi Kỷ Trường khẽ giật, nói đi, ngươi tên gì, ngày sinh bát tự là gì, sinh ra ở đâu, vì sao chết. Lúc này Quỷ Đào Hoa đã bình tĩnh lại. Nhớ tới khoảng thời gian bám trên đầu Lâm Tuyết Anh, không khỏi mắng một tiếng, mẹ nó chứ. Con bé đó làm tôi ghê tởm muốn chết. Quỷ Đào Hoa phẫn nộ nói, người có tin một ác quỷ như ta lại bị mộng tưởng hão huyền của con nhỏ đó che mở hai mắt không? Kỷ Trường. Túc Bảo. Quỷ Đào Hoa khóc không ra nước mắt, vốn dĩ ta bám trên đầu Lâm Tuyết Anh vì muốn hít chút sát khí, chẳng ngờ cô ta giỏi hoang tưởng quá đỗi. Bám trên người Lâm Tuyết Anh lâu như vậy. Quỷ Đào Hoa xém chút nữa quên luôn mục đích ban đầu khi chọn Lâm Tuyết Anh làm ký chủ. Nói ra thật quá mất mặt quỷ. Kỷ Trường cười giễu, vậy sao lúc mới trói ngươi lại, ngươi còn la hét thả ngươi ra. Quỷ Đào Hoa không vui nói,
chuyện nào ra chuyện đó. Nếu bị bắt thì rất có thể sẽ bị diệt luôn hồn thể. Còn nếu có thể rời khỏi thân thể Lâm Tuyết Anh rồi nhân cơ hội chạy thoát thân, nó hoàn toàn có thể tìm một ký chủ mới nha. Thời đại bây giờ, tìm một tên đàn ông hay một cô nàng lăng nhăng đâu khó gì. Thế gian này thiếu gì người lẳng lơ đào hoa, tôi có thể nhẫn nha tìm một người khớp với bát tự của mình, đằng này tôi lại bị mù, chọn chúng phải Lâm Tuyết Anh. Kỷ Trường, Túc Bảo, đúng là mù thật. Đây là con ác quỷ đầu tiên bị ký chủ gây ảnh hưởng mà họ tóm được. Nói thế nào nhỉ, một con ác quỷ thảm hại, quá trình nhập thân ký chủ vừa nực cười lại hoang đường. Quỷ đào hoa khóc lóc kể lể, các ngươi không biết đâu. Vốn dĩ theo kế hoạch thì dục vọng và lòng tham của Lâm Tuyết Anh sẽ hóa thành sát khí cung cấp và nuôi dưỡng ta. Kết quả thì hay rồi, sát khí trên người ta lại trở thành chất dinh dưỡng cho cô ta. Ta chưa bao giờ gặp cô gái nào thiếu não đến thế, cả ngày hoang tưởng mình là nữ chính phim truyền hình, là công chúa cao quý, là thiếu nữ đẹp vô địch vũ trụ. Người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe nổ lốp. Còn tưởng tượng khi tâm trạng vui tóc sẽ xoăn, khi buồn bã tóc sẽ thẳng, khi tâm trạng vui trời đổ cơn mưa anh đào, khi buồn bã trời khóc cơn mưa hoa hồng. Cả thế giới đều như bị tê liệt thần kinh mà xoay quanh cô ta, coi cô ta là vũ trụ trung tâm. Tuy ta là quỷ đào hoa, nhưng ta đâu phải con quỷ ngu. Lâm Tuyết Anh thì hay rồi, vừa lăng nhăng vừa ngu ngốc vừa não tàn. Ta cảm thấy cấu tạo não cô ta không giống người bình thường. Quỷ đào hoa phỉ nhổ bla bla nửa ngày trời như muốn giải bày nỗi oán hận nghìn thu với Lâm Tuyết Anh. Túc Bảo tò mò hỏi, thế vì sao gì chết? Chết hóa thành quỷ đào hoa thì khi trước chẳng phải cũng lăng nhăng như cô giáo anh đào sao? Quỷ đào hoa xù lông, người đừng sỉ nhục ta. Sau đó chẳng biết nghĩ tới cái gì, quỷ đào hoa trưng ra bản mặt, ta có nỗi niềm khó nói. Nó hối hận đến đứt ruột đứt gan. Sao đến tận khi chết, nó mới tỉnh ngộ, quăng não đi để yêu đương là chuyện ngu ngốc nhất trên đời. Quỷ đào hoa nói, ta kể các ngươi nghe chuyện nực cười này. Khi trước, có một cương thi đói ngấu, nó điên cuồng lật tung mọi nơi để tìm đồ ăn, còn nói cho cái gì nó cũng sơi hết. Lúc này bỗng có một cô gái đi ngang qua, cương thi vội tóm cô gái rồi bắt đầu gặm. Sau đó cương thi lập tức nhổ luôn cô gái ra ngoài, phẫn nộ nói, ta nhổ vào. Cái loại yêu đương não tàn như ngươi, chó nó cũng chẳng thèm ăn. Mẹ kiếp, ta chính là cô gái bị cương thi gặm rồi nhổ ra đó. Hai thầy cho Túc Bảo Kỷ Trường. Quỷ đào hoa thở dài, nói, ta là Ninh Bạch Phi, sinh ra ở thành phố X, gia đình ta không phải dạng phú quý nhưng cũng có của ăn của để, ba mẹ ta mua được một căn biệt thự ở khu nhà giàu. Vì ta là con một trong gia đình nên ba mẹ ta đã chuyển nhượng căn biệt thự sang tên ta. Trước khi vào đại học, Ninh Bạch Phi luôn chăm chỉ học hành, tính cách cũng ngoan ngoãn nên luôn là cô con gái ngoan trong mắt tất cả mọi người. Chỉ là không ai biết sự phóng túng bị kìm nén trong lòng Ninh Bạch Phi, khi nó vào đại học, lần đầu tiên được thoát khỏi sự giám sát của ba mẹ khiến nó cảm thấy mình như một con chim được thả tự do. Ta thường xuyên la cả ở quán bar, KTV, và những nơi chơi bời. Chẳng những có tiền, ta còn khá xinh đẹp nên rất nhiều vệ tinh theo đuổi. Người bạn trai đầu tiên của ta là người cùng thành phố, gia cảnh tương đương nhà ta và anh ấy ở bên nhau được nửa năm thì bỗng một ngày ta cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Túc Bảo gãi đầu, tại sao ạ? Tình cảm của người lớn thật khó hiểu nha. Tại sao đang thích bỗng dừng lại hết thích nhỉ? Quỷ đào hoa nói, có lẽ vì ở bên nhau lâu quá, nhìn thấu tính cách của anh ấy, dường như tương lai sau này chẳng còn gì bất ngờ, nếu ta và anh ấy cùng đi chung một con đường thì ta có thể nhìn thấy mọi thứ ở tận cuối con đường. Như vậy quá nhàm chán vô vị. Lúc này, một chàng trai có tính cách trái ngược hoàn toàn với bạn trai ta bỗng xuất hiện. Nhà anh ấy làm nông, anh ấy rất ngoan, ngoan đến mức khiến người ta kìm lòng không đặng mà thương yêu. Anh ấy giống như một chú thỏ con suốt ngày bám lấy ta, nhưng vẫn rất hiểu chuyện và dịu dàng, ta thực sự rất thích tính cách như vậy. Chẳng mấy chốc, quỷ đào hoa chia tay bạn trai thứ nhất và ở bên bạn trai thứ hai. Túc Bảo gật đầu. Lần này gì chọn người mình thích rồi thì sẽ ở bên người đó mãi mãi nhỉ. Chẳng ngờ, quỷ đào hoa lắc đầu, không, chỉ sau một tháng chúng ta đã chia tay rồi. Túc Bảo mù mờ, tại sao? Quỷ đào hoa đáp, anh ấy quá ngoan lại quá bám người, yêu đương với anh ấy không có tính thử thách. Túc Bảo, chẳng phải lúc đầu gì thích người ta vì tính cách ngoan ngoãn và bám người ư? Tại sao cũng vì điều đó mà hết thích vậy? Túc Bảo mím môi, không rõ đang nghĩ gì. Kỷ Trường hỏi, sau đó thì sao? Quỷ đào hoa đáp,
Sau khi chia tay, ta phát hiện ra không yêu đương lòng sẽ luôn trống vắng, lúc này ta lại thấy bạn trai cũ rất tốt. Thế là Ninh Bạch Phi định đi nối lại tình xưa, nhưng một học trưởng bỗng xuất hiện. Học trưởng đẹp trai như ánh mặt trời, nhiệt tình vui vẻ, rất biết quan tâm tới người khác. Quỷ đào hoa lại rung động thêm lần nữa. Túc Bảo gật đầu, đã đoán ra kịch cũ, thế là gì bắt đầu yêu đương với đàn anh ở trường đại học à? Quỷ đào hoa thở than, ta cũng không muốn đâu, nhưng học trưởng quá đẹp trai, so với bạn trai cũ thì học trưởng mới mẻ hơn nhiều. Kỷ Trường nghẹn họng, người đúng là rất lăng nhăng. Quỷ đào hoa phản bác, cũng không thể nói vậy được, mỗi cuộc tình ta đều toàn tâm toàn ý yêu đương, tình cảm của ta là chân thành. Mỗi khi thay bạn trai mới, Ninh Bạch Phi như được thay chiếc đầm mới, cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng. Nhất là, trong khoảng thời gian yêu đương mặn nồng, nó và người bạn trai nào cũng như keo như sơn, đến một chiếc ba lô cũng phải đeo chung, chỉ hận không thể dính luôn thành một thể thống nhất để ở bên nhau mãi mãi. Quỷ đào hoa thực sự rất thích cảm giác yêu đương, thậm chí thích luôn cả tình yêu nồng cháy nhưng não tàn, mở miệng ra là nhắc tới bạn trai, thường xuyên dầm mưa vì bạn trai, đan khăn hoặc giặt đồ lót cho anh ấy. Kỷ Trường liếc quỷ đào hoa một cái, hỏi, thế người bị chém chết khi đổi bạn trai hả? Quỷ đào hoa đáp, không đến mức đó. Nó thở dài. Sau khi tốt nghiệp, gia đình bắt đầu giục nó kết hôn. Ba mẹ bỗng dưng biết được chuyện nó từng hẹn hò yêu đương với người bạn trai đầu tiên. Vừa hay hai gia đình đều là chỗ quen biết, thế là phụ huynh hai nhà vun vén cho nó và người bạn trai cũ đầu tiên. Khi ấy ta đang trong giai đoạn độc thân cô đơn nên đồng ý luôn. Nữ quỷ nói, có lẽ vì chơi mệt rồi, ta cũng muốn yên ổn, chẳng mấy chốc ta và bạn trai cũ đã bàn chuyện cưới gả, tuy ta và anh ấy không gắn bó keo sơn như trước, nhưng cũng rất ngọt ngào. Lúc này ta mới nhận ra, hóa ra tình cảm không nhất thiết cứ phải nồng cháy hay mãnh liệt quá, cứ từ từ vun đắp từng ngày thì cũng sẽ bền lâu và hạnh phúc như khe nhỏ sông dài không bao giờ ngừng chảy. Ta cam tâm tình nguyện chuẩn bị bước chân vào nấm mồ hôn nhân. Tô Tử Du vẫn luôn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng. Lần này chắc gì ngừng thay bạn trai rồi nhỉ? Quỷ đào hoa lắc đầu, lúc này, người bạn trai thứ hai có tính cách ngoan ngoãn đến tìm ta. Anh ta nói bao năm qua không quên được ta, nhưng vẫn buộc bản thân phải mỉm cười để chúc phúc cho ta. Anh ta dẫn ta đi ngắm pháo hoa, cầu nguyện cho quãng đời còn lại của ta được bình yên hạnh phúc. Lúc pháo hoa bừng sáng trên bầu trời, ta liếc thấy anh ta đang lặng lẽ rơi lệ. Túc Bảo ôm Tiểu Ngũ, đánh giá, đó là một anh trai rất tốt nha. Quỷ đào hoa, ta nhổ vào. Cái chết của ta còn liên quan đến anh ta đấy. Túc Bảo, Tô Tử Du, Kỷ Trường. Quỷ đào hoa nghiến răng nói, khi nhìn thấy nước mắt của tên đàn ông đó, ta chợt thấy trái tim đau nhói, lúc đó ta mới biết thực ra ta vẫn còn yêu anh ta. Nhưng ta sắp đính hôn, cũng yêu sâu đậm người bạn trai thứ nhất của mình, thế thì phải làm sao? Vì vậy, Ninh Bạch Phi vừa chuẩn bị hôn lễ với chồng sắp cưới vừa lén lút hẹn hò với người bạn trai ngoan ngoãn kia. Sự kích thích khi hẹn hò vụng trộm khiến nó sinh ra ảo giác rằng mình yêu người bạn trai ngoan ngoãn hơn. Ta cảm thấy mình có lỗi và nợ người bạn trai ngoan ngoãn kia nên đã kêu anh ta chia tay. Nào ngờ anh ta lại nói, không, chỉ cần được ở bên ta thì cả đời này anh ta nguyện ý không có danh phận. Nói tới đây, quỷ đào hoa bật khóc, ta cảm động phát khóc, sao ta có thể để người bạn trai ngoan ngoãn của mình chịu thiệt thòi như vậy, cho nên ta sang tên biệt thự của mình cho anh ta. Còn lấy tiền tiết kiệm mua cho anh ta một chiếc xe hơi. Sau đó vài ngày tên đàn ông đó không còn liên lạc với ta nữa, khi ấy ta bận bịu hôn lễ nên không nghĩ gì nhiều. Ta còn tưởng anh ta đang trốn ở góc nào đó đau buồn, thời khắc trao nhẫn cưới ở hôn lễ ta còn nghĩ tới anh ta. Chết tiệt, sau đó ta mới biết, mấy ngày đó anh ta bán biệt thự và xe hơi rồi chạy ngay trong đêm. Kỷ Trường, Tô Tử Du, Túc Bảo. Nói tới đây quỷ đào hoa càng thêm kích động. Chạy thì chạy thôi. Sau này ta mới biết, anh ta chạy trốn cùng học trưởng. Quỷ đào hoa cực kỳ kích động, mẹ nó, bạn trai cũ lừa tiền ta rồi bỏ trốn theo bạn trai cũ hơn của ta. Đây là kịch bản mà con người có thể viết ra ư. Kỷ Trường, Túc Bảo, Tô Tử Du, quỷ đào hoa khóc to, hai kẻ lừa đảo. Sau khi biệt thự bị bán, chẳng mấy chốc chồng và gia đình Ninh Bạch Phi đã phát hiện ra. Biết được sự thật, chồng nó tức muốn chết. Chẳng ngờ vợ của mình lại lén lút vụng trộm với tên đàn ông khác khi đang chuẩn bị hôn lễ với mình. Tên đàn ông đó còn là gay. Chồng ta lập tức đòi ly hôn. Quỷ đào hoa nghẹn ngào, nhưng sau khi trải qua mọi chuyện, ta mới phát hiện ra chồng ta mới là người thật lòng yêu ta.
Ta không đồng ý ly hôn, nhưng anh ấy đã hạ quyết tâm. Ta khóc lóc cầu xin anh ấy cũng không chịu quay đầu lại nhìn, thế nên ta lên tầng thượng của tòa nhà, đe dọa tự vẫn. Vốn dĩ ta không muốn nhảy lầu thật đâu, ai ngờ mấy ngày đó mưa to nên trơn trượt, phim giả thành thật, ta rớt từ tầng thượng xuống dưới. Tô Tử Du, Túc Bảo, Kỷ Trường. Nữ quỷ thảm hại. Mặt quỷ đào hoa xám như cho tàn. Ai hiểu được nỗi kinh hoàng trong khoảnh khắc rớt lầu của ta. Ta không muốn chết, ta sợ tới độ hồn bay phách tán, thân thể còn chưa chạm đất thì ta đã chết vì quá sợ rồi. Thế là ta trơ mắt nhìn thân thể mình nện xuống đất, đầu vỡ nát ra. Linh hồn còn chưa hoàn toàn rời khỏi thân thể nên Ninh Bạch Phi vẫn cảm nhận được sự đau đớn. Khủng khiếp nhất chính là phải nhìn não của mình vỡ nát rồi phọt ra khắp hồn thể của mình. Đó là nỗi kinh hoàng và hối hận không sao diễn tả được. Tòa nhà quỷ đào hoa chọn dọa tự tử vừa hay chính là tòa nhà có dương khí vượng nhất sườn dốc, nơi hội tụ toàn bộ dương khí của khu chung cư. Sau khi chết, nó không thể thăng thiên, ngày qua ngày tháng qua tháng lặp lại cảnh rơi từ trên tầng thượng xuống. Lặp lại nỗi kinh hoàng bị não phun khắp hồn thể. Suốt 10 năm dòng, mãi đến khi hóa thành ác quỷ nó mới có thể rời khỏi tòa nhà đó. Ta thảm hại quá, quỷ đào hoa lau nước mắt, thảm quá hu hu hu. Quỷ đào hoa ngẩng đầu 45 độ nhìn bầu trời, nước mắt nhạt nhòa, từng có một tình yêu chân thành ngay trước mắt, ta lại không trân trọng, nếu như trời xanh cho ta một cơ hội, ta sẽ nói với bản thân mình trong quá khứ, đồ tê liệt thần kinh, bắt cá hai tay không được chết yên thân. Kỷ Trường, Túc Bảo, Tô Tử Du. Túc Bảo, thế nên. Quỷ đào hoa trưng ra bản mặt đáng thương, thế nên nể tình ta thành tâm hối cải, có thể đừng diệt ta được không? Tuy là quỷ, nhưng ta vẫn muốn, sống tạm bợ, thêm 500 năm. Khóe miệng Tô Tử Du khẽ giật. Sống thêm 500 năm mà gọi là, tạm bợ, ư. Kỷ Trường câm nín, lặng lẽ viết gì đó vào cuốn sổ, chợt thấy Túc Bảo vỗ ngực đảm bảo, được nha, không diệt gì, dì tự mình đi vào đi. Quỷ đào hoa, vào đâu? Túc Bảo chỉ vào hồ lô linh hồn, vào hồ lô này nè, trong này có gì xấu xí và anh trai thích ăn kẹo. Vừa nghe thấy anh trai nhỏ, hai mắt quỷ đào hoa đã sáng lấp lánh, được nha được nha. Dứt lời, quỷ đào hoa cam tâm tình nguyện bay vào hồ lô. Kỷ Trường lặng lẽ gạch bỏ mấy nét vừa viết rồi viết lại. Túc Bảo giơ hồ lô lên lắc, sư phụ ơi, hồ lô đầy chưa? Kỷ Trường không buồn ngẩng đầu, đáp, còn lâu lắm. Lần trước đầy được một vạch, giờ đầy được hai vạch. Túc Bảo chống cằm, hỏi, nhưng bắt được mấy con quỷ liền, sao chỉ tăng thêm có một vạch? Kỷ Trường, bởi vì không phải con quỷ nào con cũng tiêu diệt. Hồ lô linh hồn cần luyện hóa sát khí của ác quỷ, nếu quỷ cam tâm tình nguyện bước vào hồ lô thì chẳng khác gì vào một không gian, sống, khác, không thể chuyển hóa thành sát khí mà hồ lô cần. Có điều, thế cũng tốt, chưa biết chừng mấy con quỷ này có thể trở thành trợ thủ của con sau này đấy. Kỷ Trường nói. Túc Bảo nằm bò trên giường, nghiêng đầu nhìn hồ lô đăm đăm, không rõ đang nghĩ gì. Tô Tử Du ở bên cạnh lấy ra một cuốn sổ, chỉ thấy mặt trước của cuốn sổ viết một loạt các công thức. Thể tích ác quỷ bằng X, thể tích oán quỷ thông thường bằng Y, thể tích lệ quỷ bằng Z. Diện tích của hồ lô bằng. Lấp đầy hồ lô cần X19, hoặc là Y100, hoặc là Z. Tô Tử Du bổ sung thêm. Hiện tại, X bằng 2 quỷ hư vinh. Quỷ nước ngoài giả Y bằng 0, Z bằng 0. X chưa chuyển hóa bằng 2 quỷ nhu nhược, quỷ đào hoa Y chưa chuyển hóa bằng 1 gì xấu xí. Tô Tử Du nhìn ghi chép trên cuốn sổ, thở dài. Không được, phải tìm thêm thật nhiều X mới được. Trong hồ lô, gì xấu xí và quỷ nhu nhược đang chơi trò oản tù tì, kẻ thua phải uống một ngụm nước sông băng. Chỉ thấy quỷ đào hoa mặt mày rạng rỡ bước vào, không hiểu sao quỷ nhu nhược bỗng run rẩy. Quỷ đào hoa, hi hi, đang chơi gì vậy nè? Gì xấu xí và quỷ nhu nhược? Chấm mở ngoặc đơn, gạch chéo gạch nối. Trăng sáng sao thưa, các quán thịt nướng trong trấn ồn ào tiếng người uống rượu, trò chuyện. Đi qua khu vực ồn ào này là thôn làng với khu nhà tự xây san sát nhau. Trong đó có một tòa nhà treo tấm biển màu trắng đang nhấp nháy màu sắc sặc sỡ, bên trên viết bốn chữ to, căn hộ tình yêu. Trong một căn hộ đơn nào đó ở lầu 4, một người đàn ông nứt ngón tay đang phấn khích cắt nối biên tập lại video. 900 vạn lượt xe. Đây là Livestream hôm nay của gã. Gã lựa chọn kỹ càng một clip phó tiêu đề tình cờ gặp Túc Bảo thăng hiện trường vụ bắt cá ba tay. Tiêu đề này rõ là xảo trá, người khác vừa nhìn còn tưởng Túc Bảo bắt cá ba tay.
Đến quỷ trông thấy còn bị tiêu đề này thu hút nữa là. Tiêu đề giật gân, nội dung có thúc bảo, còn có màn lật thuyền trong mương của cô nàng bắt cá ba tay Lâm Tuyết Anh, clip này đủ để thu hút nhiều cư dân mạng lướt tin tức. Vì vậy, video này đã bùng nổ về mức độ phổ biến, tỷ lệ hoàn thành, số lượng bình luận và lượt thích. Độ hot của video vẫn đang tăng lên nhanh chóng. Sau video còn đính kèm một đường link, đây là nhiệm vụ gã nhận từ quảng trường nhiệm vụ, chỉ cần tính theo số lần nhấp và hiển thị trong lưu lượng truy cập là gã sẽ được trả tiền theo một tỷ lệ phần trăm nhất định. Mẹ kiếp, phát tài rồi, phát tài rồi. Hai mắt gã đàn ông cụt ngón tay sáng bừng. Dựa trên hai từ khóa túc bảo thăng bắt cá ba tay, gã lại biên tập thêm một số video và dự định đăng mỗi ngày một video. Mỗi video đều kèm theo link hàng hóa khác nhau, sau này khi mức độ quan trọng của gã được nâng lên trong loại nhiệm vụ này, gã sẽ có thể nhận nhiệm vụ bản đồ sao. Nhìn lượt fan đang không ngừng tăng, gã như thấy được cả đống tiền đang vẫy tay gọi mình, lòng gã rạo rực như nở hoa. Quả nhiên con nhóc túc bảo kia chính là con gà đẻ trứng vàng mà. Ngày hôm sau, gã đàn ông với cặp mắt thâm quầng bò dậy, việc đầu tiên gã làm chính là xem lợi nhuận thu được từ video. Thu nhập hàng ngày là 3.268, mẹ kiếp. Gã đàn ông mừng rơn nhảy cẫng lên, miệng lẩm bẩm, một ngày hơn 3.000 thì một tháng hơn 10 vạn. Còn đi làm cái nỗi gì? Gã đàn ông dứt khoát xin nghỉ việc, một lòng một dạ muốn tóm chặt cây dụng tiền thúc bảo. Ngay lúc này, cửa nhà bị đập ầm ầm. Phòng 404, Thượng Thanh Bắc, nộp tiền thuê nhà. Bên ngoài truyền tới giọng nói của chủ nhà, anh đã nợ tiền mấy tháng rồi. Ngoài cửa, một cô gái mặc áo phông, quần ống rộng, đi dép tông, miệng ngậm cây kẹo mút, tóc còn đeo mấy lọn nhựa hệt như mấy bà chủ bao thuê nhà trên TV. Cô duỗi tay cào ống quần, nói, hai, cái tên Thượng Thanh Bắc này, nợ tiền 6 tháng rồi còn không chịu chuyển đi. Mỗi lần tới, hoặc là anh ta không có ở phòng, hoặc là không chịu mở cửa, dở thói côn đồ đây mà. Căn phòng 404 này nằm ở góc lầu 4, cửa thông ra cầu thang, chưa kể hàng ngày có người lên xuống ồn ào, ánh sáng không tốt, ba mặt bên ngoài đều là tường ngoài của những tòa nhà khác, cả căn phòng chỉ có một cửa sổ. Số phòng nghe thôi cũng thấy không may mắn. Cho nên tiền phòng mới rẻ, mỗi tháng chỉ 450 tệ, 6 tháng là 2.700 tệ, cộng thêm tiền điện nước. Tổng cộng 3.268 tệ. Tô Tiểu Ngọc ngẩng đầu, gõ cửa tiếp nhưng không ôm hy vọng cửa sẽ mở. Người thuê phòng 404 rất nghèo, ham ăn nhác làm, lương mỗi tháng không đủ cho gã ăn uống và hút thuốc. Lương không đến 3.000 tệ một tháng mà nhất định phải hút hoàng hạc lâu 50 tệ một bao. Chắc hôm nay cũng không thu được tiền phòng, Tô Tiểu Ngọc không khỏi thở dài. Lúc này, hồn thể Tô Cẩm Ngọc đang nằm nhoài trên cổ Tô Tiểu Ngọc bỗng hắt xì một cái. Tô Tiểu Ngọc gõ cửa thêm lần nữa, bên trong truyền đến giọng nói mất kiên nhẫn, chờ chút. Chẳng mấy chốc, cửa phòng 404 mở ra. Thượng Thanh Bắc nói giọng cáu kỉnh, nộp tiền thuê phòng 6 tháng thôi chứ gì. Suốt ngày tới dục, phiền quá đấy. Nói đi, tổng cộng bao nhiêu? Tô Tiểu Ngọc kinh ngạc không thôi, cuối cùng cũng chịu trả tiền rồi. Cô ấy bỗng phát hiện ra mấy ngày này mình cực kỳ may mắn. Tô Tiểu Ngọc vội nói. Tổng cộng 3.268 tệ. Thượng Thanh Bắc ngẩn người. 3.268, trùng hợp vậy ư? Hồi nãy gã vừa tra lợi nhuận ngày cũng là con số này. Thanh toán xong Thượng Thanh Bắc đóng cửa cái rầm. Tô Tiểu Ngọc lấy bút ra ghi chép, vui vẻ nói, đã thu xong. Sau khi thu tiền cho thuê phòng xong, Tô Tiểu Ngọc ra tạp hóa mua đồ uống. Hôm nay, cô ấy lại trúng thêm một hộp đồ uống khác khi tích mã QR. Tô Tiểu Ngọc tròn mắt ngỡ ngàng, xách túi đồ uống đi về phía bãi đỗ xe. Mấy ngày này cô ấy quá may mắn, hệt như có U Hoàng bám thân vậy. Một, xét về tướng số, người châu U có vận khí rất tốt, trong đó Hoàng đế châu U sẽ có vận khí tốt nhất, cách nói này dùng cho trường hợp gặp nhiều may mắn bất ngờ. Mua đồ uống chắc chắn sẽ trúng phần thưởng, tặng thêm một chai, quăng rác ở khoảng cách xa cũng chuẩn xác rơi vào thùng rác, đến ăn quả trứng gà cũng gặp được quả hai lòng đỏ. Tô Tiểu Ngọc cất chai đồ uống cẩn thận rồi lái xe rời đi. Phía sau cô ấy là quỷ hồn Tô Cẩm Ngọc đang mở mắt nhìn ký chủ, cả người ký chủ được bao phủ trong ánh sáng màu vàng, hệt như cá chép may mắn. Rốt cuộc mình đã làm cách nào để xuất hiện trên người cô gái này nhỉ? Tô Cẩm Ngọc cảm thấy rất kỳ lạ, nhiều lần cô thử tìm cách rời đi nhưng phát hiện ra không thể tách khỏi ký chủ. Kỳ lạ!
Tô Cẩm Ngọc gồng hết sức để thoát khỏi thân thể Tô Tiểu Ngọc, kết quả bị đập đầu vào vô lăng xe. Đúng lúc này, một chiếc xe tải lớn mất kiểm soát lao tới kèm theo tiếng còi inh ỏi. Vì phanh xe quá gấp nên cả chiếc xe tải bị lật nghiêng. Tô Tiểu Ngọc còn chưa kịp phản ứng thì vô lăng trong xe đã tự quay một vòng, xe của Tô Tiểu Ngọc tránh được chiếc xe tải trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Rầm rầm rầm, một loạt tiếng va chạm vang lên, chiếc xe tải lớn đẩy mấy chiếc ô tô nhỏ ra ngoài, sau đó thắng được phanh xe cách đó 500 mét. Tô Tiểu Ngọc sợ tới mức mặt tái nhợt, nhanh chóng dừng xe bên đường. Người qua đường đều sững sờ. Cô gái này tốt số thật. Chẳng ngờ cô ấy lại tránh được chiếc xe tải mất kiểm soát. Trời ạ, ban nãy tôi còn tưởng xe cô ấy sẽ bị đánh bay lên không trung, không chết thì cũng mất nửa cái mạng. Không ngờ lại thoát chết trong tình huống chỉ mảnh treo chuông như vậy. Thậm chí không có một vết xước trên xe. Vận may gì thế này? Người qua đường cảm khái không thôi, chạy tới tấp ra phía trước để xem hiện trường vụ tai nạn. Tô Tiểu Ngọc cũng liếc mắt nhìn, mấy chiếc xe nhỏ bị đụng đến thảm hại, chỉ có cô ấy và xe là lành lặn nguyên vẹn. Trời ơi, nghĩ lại vẫn còn rùng mình, Tô Tiểu Ngọc khẽ vỗ ngực rồi nhanh chóng lái xe rời đi. Về đến khu chung cư cô ấy ở, chuyện không thể tưởng tượng được lại phát sinh. Bà chủ tiệm vé số vươn cổ nhìn thấy Tô Tiểu Ngọc thì vội vàng đuổi theo. Bà ấy đè thấp giọng, nhìn trái ngó phải rồi hỏi, này, Tiểu Ngọc, con xem có phải vé số con mua hôm qua trúng thưởng không? Giải lớn 500 vạn, cô nhớ con chọn dãy số đó. Tô Tiểu Ngọc lục tìm trong túi, nói, không thể, nào có chuyện trúng giải lớn dễ dàng như vậy ạ, con chỉ tiện tay chọn dãy số theo lịch hôm qua thôi. Bà chủ tiệm vé số vừa nhìn đã vỗ đùi, kích động nói, chính nó, chính là lịch hôm qua. 2022-05-16-21-19-01 21 giờ, 19 ngày 16 tháng 5 năm 2022. Chọn bừa cũng trúng giải lớn. 500 vạn, mẹ ơi! Tiểu Ngọc, con phát tài rồi đó. Tô Tiểu Ngọc, cô ấy nhìn vé số đăm đăm, quá đỗi kinh ngạc. Mẹ kiếp, đến vé số cũng trúng luôn hả? Tô Tiểu Ngọc quá sốc, cái này. Đến giờ khắc này, cô ấy khẳng định chắc chắn mình đang được U Hoàng bám thân rồi. Tô Tiểu Ngọc phấn khích không thôi, chợt nhớ ra mình đã muộn giờ học, cô ấy lại cuống quýt thay quần áo rồi vội đến đại học y. Tiết học đầu tiên trong sáng nay đã trôi qua nửa thời gian, Tô Tiểu Ngọc lẻn vào qua cửa sau của giảng đường, vừa hay nghe giảng viên nói, được rồi, đã học được nửa tiết, tôi thấy các bạn đều như chưa tỉnh ngủ nên giờ chúng ta sẽ điểm danh nhé. Thấy các sinh viên ngủ gà ngủ gật nên giảng viên quyết định chơi trò kích thích một chút, điểm danh. Tô Tiểu Ngọc. Tô Tiểu Ngọc mới ngồi vào chỗ lập tức giơ tay, có. Giảng viên liếc nhìn một cái rồi tiếp tục điểm danh. Hai bạn học ngồi bên cạnh kinh ngạc nhìn Tô Tiểu Ngọc, mẹ kiếp, cậu gặp vận may gì thế? Tô Tiểu Ngọc, cũng tạm, đúng là may mắn nhưng chủ yếu vẫn là thành sự tại nhân. Các bạn học. Trên con đường vừa xảy ra vụ tai nạn phía sau đại học y. Túc Bảo ngồi xổm bên đường, khó hiểu nhìn dòng xe qua lại. Sư phụ, sao người lại dắt con tới đây? Hóa ra, Kỳ Trường tìm hoài không thấy Tô Cẩm Ngọc nên mới dẫn Túc Bảo đi dạo một vòng. Hắn bấm ngón tay, muốn tìm được Tô Cẩm Ngọc thì vẫn phải nhờ vào Túc Bảo. Vụ tai nạn xe vừa xảy ra ở đây có tổng cộng một người chết và 7 người bị thương. Kỳ Trường kiểm tra một lượt, vẫn không thấy cái tên Tô Cẩm Ngọc. Kỳ lạ, quẻ bói nói ở chỗ này mà. Mình còn tưởng có chuyện quỷ hồn xuyên không nhập vào thân xác nguyên chủ cơ đấy. Chẳng phải những vụ xuyên không thường xuất hiện khi có người chết vì tai nạn xe, rơi máy bay hoặc là nổ bom gì đó à? Nhưng sự thật chứng minh, hắn cả nghĩ rồi. Có tai nạn xe, nhưng vẫn không tìm được Tô Cẩm Ngọc. Túc Bảo bỗng đứng dậy, vỗ nhẹ cánh tay Kỳ Trường, trịnh trọng hỏi, sư phụ, rốt cuộc người đã gặp phải vấn đề hóc búa gì, nói cho con được không? Túc Bảo có thể giúp người đó. Kỳ Trường. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Kỳ Trường khó khăn mở miệng, Túc Bảo, mấy ngày trước mẹ của con quay về nhà lần cuối trước khi đầu thai nhưng không cẩn thận nên đi lạc rồi. Túc Bảo thẳng thốt, mẹ cô bé đi lạc ư. Kỳ Trường vuốt mũi, chính là, gặp phải sự cố bất ngờ, hồn phách của mẹ con hóa thành nhiều đốm sáng rồi bay đi mất rồi, sư phụ tìm suốt 2 ngày nay mà không tìm được. Chúng ta phải tìm ra mẹ con rồi đưa cô ấy đi đầu thai. Túc Bảo lập tức cuống lên. Sư phụ, sao người không nói sớm một chút? Kỳ Trường vừa toan nói gì đó, Túc Bảo đã ôm thỏ bông chạy, nói, mau, chúng ta cùng tìm mẹ con.
Mẹ, cô bé vẫn có thể gặp lại mẹ. Lòng Túc Bảo nóng như lửa đốt, tuy ở nhà họ Tô, ông bà ngoại cùng các cậu đều rất tốt với cô bé. Nhưng, cô bé vẫn muốn được gặp lại mẹ. Túc Bảo bấm ngón tay bói quẻ, đi băng qua con đường, bất giác đã đến đại học y. Cô bé không hề ngoảnh đầu lại mà lập tức chạy vào trong trường. Kỷ Trường, Túc Bảo. Trong lớp, Tô Tiểu Ngọc học xong, nhìn đồng hồ, chiều nay giảng viên xin nghỉ à. Vừa hay cô ấy đang muốn đi xem phim ở rạp. Đúng là quá may mắn mà. Tô Tiểu Ngọc reo lên một tiếng rồi ôm cặp sách chạy ra xe. Sau khi xe rời đi, Túc Bảo tìm đến cửa lớp học của Tô Tiểu Ngọc, ló đầu vào nhìn. Ở đây cũng không có mẹ nha. Túc Bảo thất vọng. Lạ thật, hồi nãy cô bé vừa bốc được quẻ bói nói mẹ đang ở đây mà. Vận mệnh như đang trêu đùa họ, Túc Bảo và Kỷ Trường đều không biết, bây giờ Tô Cẩm Ngọc đang bám trên người Tô Tiểu Ngọc, còn ký chủ Tô Tiểu Ngọc vẫn làm chủ được mọi hành động của mình. Trên đường về, Túc Bảo nhoài người lên cửa kính xe, nhìn con phố. Mẹ ơi, mẹ ơi! Miệng cô bé không ngừng lẩm bẩm, đôi mắt đẹp chất chứa nỗi thất vọng và buồn bã. Ăn cơm xong, Kỷ Trường nói khi trước Tô Cẩm Ngọc biến mất tại nhà họ Tô. Túc Bảo lại lập tức tìm kiếm trong sân. Người nhà họ Tô mù mờ nhìn cục bột nhỏ chạy khắp sân. Chỉ thấy cục bột nhỏ chui vào bụi cỏ, trèo lên cây rồi lại nằm bò bên hòn non bộ. Trong hòn non bộ ở vườn hoa, Túc Bảo ló đầu vào, xin chào, mẹ ơi mẹ ở đây à? Cụ rùa. Trong chuồng gà phía sau nhà bếp, Túc Bảo mở ổ gà của gà mái ra, xin chào, gà cục tác, có nhìn thấy mẹ Túc Bảo không? Gà cục tác. Thậm chí trước giờ đi ngủ buổi tối, Túc Bảo vẫn chạy ra ban công. Vẻ cánh của Tiểu Ngũ ra xem, hỏi, Tiểu Ngũ, mẹ không trốn trong lông của em à? Tiểu Ngũ líu lo, không có, Tiểu Ngũ không có mẹ. Dày vò tới tận nửa đêm, Túc Bảo trằn trọc mãi mới ngủ được. Kỷ Trường lơ mơ, cái này, phản ứng quá độ rồi nha. Người nhà họ Tô vừa lo lắng vừa buồn bã, cô bé con nhớ mẹ rồi à? Nhất định là nhớ mẹ rồi. Bà cụ Tô chỉ cảm thấy chua xót. Nhớ đến cô con gái Tô Cẩm Ngọc, hốc mắt bà đỏ hoe. Bé con ngoan của bà, mẹ của con sẽ không bao giờ quay lại được đâu. Túc Bảo tìm suốt hai ngày vẫn không thấy mẹ của mình đâu. Chẳng mấy chốc đã đến lúc cô bé phải đi học lại. Túc Bảo chỉ đành tạm gác chuyện tìm mẹ sang một bên, trong giờ học không khỏi ngẩn ngơ. Túc Bảo, cô giáo Hoa đang điểm danh, thấy Túc Bảo ngẩn người, cô giáo Hoa bèn gọi tên chính, Tô Tử Túc. Cô bé đáng yêu điểm danh to nhất lớp khi mới đi nhà trẻ giờ đây hơi trầm mặc. Nghĩ tới việc Túc Bảo bị bạo lực mạng gây ảnh hưởng, trong lòng cô giáo Hoa hơi khó chịu. Chỉ thấy Túc Bảo lập tức giơ tay nói, có. Cô giáo Hoa sửng sốt, cười nói, tốt lắm, cuối cùng Túc Bảo cũng đi học lại rồi. Người lớn còn không chịu nổi bạo lực mạng, huống chi một cô bé 4 tuổi. Cô giáo Hoa luôn lo lắng Túc Bảo không thể chữa lành vết thương tâm lý. Cũng may. Giờ Túc Bảo vẫn mềm mại đáng yêu như trước. Túc Bảo rất hiểu chuyện, xin lỗi, con khiến cô giáo phải lo lắng rồi. Cô giáo Hoa khẽ vuốt tóc Túc Bảo, nói, không có gì. Con không sao là tốt rồi. Được rồi, các bạn nhỏ ngồi ngay ngắn nào. Hôm nay chúng ta có một tiết học rất quan trọng, người dạy tiết học này là ba của một bạn nhỏ trong lớp chúng ta, mọi người đoán xem là ai. Các bạn nhỏ lập tức xôn xao bàn tán, Túc Bảo cũng tò mò. Ba của ai sẽ đến dạy nhỉ? Chỉ thấy cô giáo Hoa nói, vậy cô giáo sẽ không úp mở nữa. Hôm nay toàn bộ mầm non Ngũ Tượng đều phải tham gia diễn tập phòng chống hiểm nguy bất ngờ. Cô giáo Hoa giải thích khái niệm diễn tập phòng chống hiểm nguy bất ngờ, mọi người cần làm gì, sau đó tiết lộ bí mật. Cuộc diễn tập lần này do ba của bạn Túc Bảo lớp mình tới dạy, ba của Túc Bảo là một quân nhân rất lợi hại, chú ấy sẽ dạy chúng ta cách chạy trốn khi gặp phải côn đồ. Cuối cùng còn biểu diễn cho chúng ta xem màn chế ngự bọn côn đồ. Cô giáo Hoa chỉ nói đến thân phận quân nhân của Mộc Quy Phàm mà không nhắc tới chiến thần hay gì khác. Có điều, trong mắt đám trẻ con, quân nhân đã là thân phận vô cùng lợi hại rồi. Các bạn nhỏ lập tức hòa lên thán phục rồi nhất loạt nhìn Túc Bảo bằng ánh mắt sáng lấp lánh. Túc Bảo chợt cảm thấy tự hào biết bao. Đó là ba của cô bé nha. Hồi sáng lúc cô bé đi học, ba không hề nói tới chuyện này. Túc Bảo quá phấn khích nên tạm thời quên đi chuyện tìm mẹ. Bây giờ trong đầu Túc Bảo chỉ có ba, cô bé nóng lòng muốn được ra sân trường tham gia diễn tập. Các bạn nhỏ xếp hàng đi ra ngoài, Túc Bảo phóng ánh mắt về phía sân khấu phía xa,
lập tức trông thấy ba mình đang mặc một bộ quân phục rằn di màu xanh lá cây, hai tay chắp sau lưng, đứng thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lùng. Đứng trên bục càng làm nổi bật chiều cao của Mộc Quy Phàm, lông mày anh sắc nét, đôi mắt sáng ngời, Túc Bảo chỉ cảm thấy ba cô bé là người ba đẹp trai nhất trên đời. Phía sau Mộc Quy Phàm còn có hai người đàn ông cũng mặc đồng phục rằn di quân đội màu xanh lục, nhưng Túc Bảo đang đeo bộ lọc ba ruột, chỉ cảm thấy hai chú kia không thể sánh với ba cô bé, họ đứng sau chỉ càng tôn lên vẻ uy phong lẫm liệt của ba bé. Nhìn kìa, ba tớ đó, Túc Bảo nóng lòng chia sẻ niềm vui, là người đứng ở phía trước và cao nhất ấy. Tâm Tâm oao một tiếng, Túc Bảo, ba cậu cao quá nha. Các bạn nhỏ khác cũng tíu tít nói, cao như cột điện thoại. Cao như đèn giao thông. Cao hơn cả ba tớ. Cao hơn cả Diêu Minh một. Cầu thủ bóng rổ Trung Quốc đã nghỉ hưu, chơi cho CBA Shanghai Sắc năm 1997 đến năm 2002 và NBA Houston Rockets năm 2002 đến năm 2011. Các bạn nhỏ miêu tả chiều cao của Mộc Quy Phàm bằng giọng nói hồn nhiên ngây thơ. Mắt Mộc Quy Phàm vẫn nhìn thẳng nhưng khóe môi lại hơi cong lên. Lúc lớp dứa đi ngang qua, anh cụp mi, vừa liếc mắt đã định vị được tiểu Túc Bảo ngoan của anh. Túc Bảo cũng đang ngẩng đầu, hồi hộp chào nhanh một tiếng, chào ba. Mộc Quy Phàm vẫn trưng ra bản mặt nghiêm túc, nhưng nhân lúc không ai để ý lại lặng lẽ duỗi một ngón tay, làm động tác ok. Túc Bảo lập tức cười híp mắt, duỗi ngón tay mập ra, học theo ba cô bé làm động tác ok. Trông thấy sự tương tác nhỏ của hai ba con họ, trái tim các thầy cô mềm nhũn. Thầy Chu đang cầm micro trên bục, dịu giọng nói, các bạn nhỏ hãy đứng vào đúng vị trí của mình trong lớp. Sau vụ bị cắm sừng, thầy Chu tiểu tụy đi nhiều, nhưng anh ấy vẫn rất nghiêm túc khi làm việc, trên môi luôn nở nụ cười nên khó có thể nhìn ra sự suy sụp của anh ấy. Sau khi tất cả các lớp đã xếp thành hàng, thầy Chu mới nói, hôm nay chúng ta rất vinh dự mời được sĩ quan huấn luyện Mộc Ba của bạn Túc Bảo lớp dứa đến hướng dẫn chúng ta diễn tập phòng chống hiểm nguy. Các bạn nhỏ hãy cùng nhau vỗ tay và chào mừng sĩ quan Mộc nào. Các bạn nhỏ lập tức vỗ tay nhiệt liệt và hô to hoan nghênh. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Thầy Chu cười nói tiếp, các bạn nhỏ cùng thầy Chu nói chào sĩ quan Mộc nhé. Các bạn nhỏ đồng thanh, chào sĩ quan Mộc. Túc Bảo hét to nhất. Từ giọng nói non nớt của bao bạn nhỏ, Mộc Quy Phàm có thể nghe được Túc Bảo hét sĩ quan Mộc. Anh mỉm cười, nói, chào các bạn nhỏ. Thầy Chu đưa micro cho Mộc Quy Phàm. Mộc Quy Phàm nói, hôm nay tôi sẽ dẫn dắt tất cả giáo viên và học sinh của trường mầm non Ngũ Tượng tiến hành cuộc diễn tập phòng chống hiểm nguy bất ngờ. Chốc nữa sẽ có một tên côn đồ cầm con dao làm bếp xông vào từ cổng trường. Mộc Quy Phàm không giải thích khái niệm, diễn tập phòng chống hiểm nguy bất ngờ, nữa, anh tin các thầy cô đã làm công việc này trước rồi. Các bạn nhỏ lập tức nhìn về cổng lớn của trường học, tuy thầy cô đã giải thích về cuộc diễn tập, nhưng mặt bạn nhỏ nào cũng lộ vẻ hoang mang. Khóe miệng hiệu trưởng khẽ giật. Mộc Quy Phàm nói, nhưng các bạn nhỏ đừng sợ, sĩ quan Mộc và hai chú đứng phía sau sĩ quan cùng với các thầy cô trong trường sẽ bảo vệ các con. Bây giờ các con hãy gióng tai lên nghe thật kỹ. Khi nguy hiểm xuất hiện, cảnh sát trường học sẽ hú còi báo động, những gì các con nên làm là, nâng cao cảnh giác, lắng nghe hiệu lệnh của giáo viên để trốn thoát một cách có trật tự. Đừng chạy lung tung, đừng xô đẩy người khác. Một cậu nhóc lấy hết can đảm nói, vậy chúng con không thể đánh kẻ xấu sao? Mộc Quy Phàm lập tức phủ nhận, không thể, nhớ kỹ, khi có thể chạy trốn, lựa chọn được đặt lên hàng đầu chính là chạy thoát thân. Mộc Quy Phàm trả lời các câu hỏi của học sinh, đồng thời nói quy trình tránh bạo lực, những điều cần chú ý, cách nhận biết tiếng còi báo động. Sau khi truyền dạy kiến thức xong, Mộc Quy Phàm dứt khoát bắt đầu diễn tập thực tế luôn. Hiệu trưởng, nhìn thôi cũng tê liệt cả người. Các giáo viên, từ từ, chúng tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần mà. Nhưng cuộc diễn tập vẫn diễn ra ngay tức khắc. Tiếng chuông báo động vang lên, một tên côn đồ mặc quần áo đen, che mặt bằng, đôi tất đen, trèo qua tường và xông vào với con dao làm bếp trong tay. Các giáo viên hoảng sợ, không kịp phản ứng trước tình huống bất ngờ, cả trường học lập tức hỗn loạn. Thầy Chu vô thức chạy về phía trước, tóm lấy mấy bạn nhỏ đang đứng gần tên côn đồ nhất rồi hoảng sợ lùi lại. Ánh mắt Mộc Quy Phàm vô cùng sắc bén. Anh quét nhìn một vòng rồi ghi nhớ kỹ những thiếu sót còn tồn tại trong bảo vệ trị an. Điều anh muốn là hiệu quả từ cuộc diễn tập bất ngờ. Tuân theo quy trình thông thường thì có ích gì? Trường mầm non của con gái anh phải được huấn luyện hiệu quả thực chiến.
Bằng không, chuyến đi này của anh trở thành công cốc rồi. Cả sân trường hỗn loạn, có bé khóc to, có bé đứng ngơ ngác không biết làm gì. Mộc Quy Phàm quăng micro đi, lạnh lùng nói, nhớ kỹ quy trình chạy trốn vừa được hướng dẫn. Giọng nói lạnh lùng của Mộc Quy Phàm khiến tất cả mọi người hoàn hồn. Vài đồng chí cảnh sát của trường chạy tới, cầm cái nĩa ăn, để đâm tên côn đồ. Tên côn đồ cầm, con dao làm bếp, được làm từ bìa cứng, vừa vung vẩy vừa la hét. Các bạn nhỏ cũng la hét ầm ĩ, nửa phút sau các thầy cô mới miễn cưỡng kiểm soát được tình hình, sau đó dẫn các học sinh chạy theo lối thoát hiểm đã định trước. Mộc Quy Phàm lại quét mắt nhìn một vòng, các cảnh sát trường vẫn nỗ lực đánh sáp lá cả với tên lưu manh bằng cái nĩa ăn. Mộc Quy Phàm lập tức dùng tay không bắt dao sắc, tóm luôn cánh tay tên côn đồ rồi quật mạnh kẻ đó xuống đất. Dầm! Tên côn đồ kêu thảm thiết, a! À. Mộc Quy Phàm chết tiệt! Đầu Tô Nhạc Phi ong ong vì đau đớn, mẹ kiếp, khi mới biết Mộc Quy Phàm, hủy hoại, em gái mình, Tô Nhạc Phi luôn chờ ngày được nện Mộc Quy Phàm một trận. Tuy sau này biết Mộc Quy Phàm là người tốt, nhưng trong lòng Tô Nhạc Phi vẫn không phục, dù sao Tô Cẩm Ngọc cũng là cô em gái mà họ yêu thương hơn 20 năm. Tô Cẩm Ngọc bị Mộc Quy Phàm lừa gạt rồi cuống đi mất, thân là anh trai của cô, Tô Nhạc Phi luôn thấy khó chịu trong lòng. Vì vậy, khi biết trường mầm non sắp diễn tập, Tô Nhạc Phi không nói hai lần, lập tức ghi danh làm côn đồ. Tô Nhạc Phi mơ tưởng hão huyền rằng anh ấy sẽ đánh ngã Mộc Quy Phàm trong lần diễn tập này. Sau đó mới làm bộ bị Mộc Quy Phàm chế ngự. Để Mộc Quy Phàm biết, ai mới là lão đại của nhà họ Tô. Chẳng ngờ anh ấy lại bị Mộc Quy Phàm quật ngã. Mộc Quy Phàm lạnh lùng hừ một tiếng, nhặt micro vừa quăng ban nãy, nói, được rồi, vòng diễn tập thứ nhất kết thúc, mọi người về vị trí. Túc Bảo Như chết lặng. Tên côn đồ nằm vật ra đất kia chẳng phải ai khác, chính là cậu năm của cô bé. Cậu năm trùm chiếc mũ đen che kín mặt, xém chút nữa cô bé đã không nhận ra rồi. Vòng diễn tập thứ nhất kết thúc, tim mọi người đập loạn xạ, riêng thầy hiệu trưởng thì tái mét mặt. Các bạn nhỏ vừa sợ hãi vừa phấn khích, nhìn Mộc Quy Phàm với đôi mắt sáng lấp lánh. Dáng vẻ sĩ quan Mộc khi quật ngã tên côn đồ siêu ngầu nha. Hiệu trưởng đến gần Mộc Quy Phàm, thấp giọng nói, sĩ quan Mộc, anh có thể cho mọi người thời gian chuẩn bị trước không? Mộc Quy Phàm cười lạnh, liệu bọn côn đồ có cho mọi người thời gian chuẩn bị không? Hiệu trưởng ngẩn ra một lúc, nói, nhưng như vậy sẽ hù dọa tụi nhỏ. Mộc Quy Phàm không thèm liếc nhìn hiệu trưởng mà quét mắt về phía các học sinh đang xếp hàng. Anh nói giọng lạnh lùng, không cho phép hiệu trưởng tiếp tục nghi ngờ, tôi tin các bạn nhỏ của chúng ta không yếu ớt như vậy, tuy vẻ ngoài của chúng mong manh dễ vỡ, nhưng nội tâm lại vô cùng mạnh mẽ. Hở ra là sợ các bạn nhỏ dọa, nói chuyện to một chút cũng sợ tụi nhỏ bị hù. Mộc Quy Phàm không tán đồng phương thức nuôi dạy trẻ như chăm trong nhà kính này, anh cho rằng trẻ con sinh ra vốn dĩ không hề yếu đuối, chính người lớn nuôi dưỡng nên sự yếu đuối của trẻ con. Anh có chừng mực của mình, biết mức độ nào các bạn nhỏ có thể chấp nhận được. Chiến tranh, đổ máu, chém giết dã man, đánh đập. Những thứ này đều không nên để trẻ em ngày nay phải đối mặt. Nhưng cuộc diễn tập chỉ có tình huống côn đồ xông vào thôi, mức độ nguy hiểm này còn không thể chấp nhận được thì khi có côn đồ thực sự sẽ ra sao? Có phải tất cả đều sợ đến ngây người, chạy cũng không chạy nổi hay không? Hiệu trưởng nhất thời câm nín, dưới khí thế mạnh mẽ của Mộc Quy Phàm, ông ta căn bản không dám nói lời nào, cũng không biết phải nói gì. Mặt hiệu trưởng như đưa đám, ông nói, nhưng nếu tụi nhỏ về nhà nói lại với ba mẹ chúng thì họ sẽ tức giận đấy. Mộc Quy Phàm liếc hiệu trưởng một cái, vì sợ các phụ huynh tìm đến trường tính sổ mà từ bỏ việc dạy những kiến thức cần thiết hả? Hiệu trưởng, cậu thanh cao, cậu lợi hại, người bị mắng là chúng tôi chứ có phải cậu đâu. Hiệu trưởng thầm phỉ nhổ, chợt nghe Mộc Quy Phàm nói, sau khi kết thúc diễn tập, làm thế nào để trấn an tâm lý tụi nhỏ là việc của ông và các giáo viên. Còn nữa, nếu có phụ huynh gây chuyện, dứt khoát kêu họ tới tìm tôi là được. Hiệu trưởng vội vàng nói. Được, được. Mộc Quy Phàm không buồn nhìn hiệu trưởng nữa. Chờ các học sinh xếp hàng ngay ngắn xong, anh nói, vừa nãy các bạn nhỏ có sợ không? Có bé nói sợ, lại có bé nói không sợ. Đương nhiên, có bé vẫn đang khóc. Mộc Quy Phàm mỉm cười, sợ hãi là điều bình thường. Biết sợ hãi mới biết kính sợ thế giới này. Không sợ hãi cũng là điều bình thường, như vậy chứng tỏ các con rất dũng cảm. Một đứa bé nức nở nói, vậy khóc thì sao? Mộc Quy Phàm khẳng định, khóc cũng là điều bình thường, lúc sĩ quan Mộc ở tuổi con cũng từng khóc rồi.
Các học sinh dần yên tĩnh. Hai mắt Túc Bảo sáng lấp lánh, cô bé ngước nhìn ba mình. Ba thật lợi hại, ngưỡng mộ ba quá. Chấm hỏi chấm hỏi. Mộc Quy Phàm nói tiếp, nội tâm các con đều ẩn chứa một sức mạnh lớn, thế giờ các con đã nhớ, khi có côn đồ xông vào trường thì làm thế nào chưa? Các học sinh lần lượt giơ tay, có bé nói phải chạy, bé khác lại nói phải nghe theo hướng dẫn của thầy cô. Túc Bảo giơ tay, nói to, chạy lên, đánh ngã tên côn đồ. Hai mắt Túc Bảo như chứa đựng muôn vì sao lấp lánh, bàn tay nhỏ hơ hơ đầy phấn khích. Vừa nghe thấy Túc Bảo nói vậy, Hân Hân cũng vung nắm tay, đúng. Chạy lên đánh ngã tên côn đồ. Mộc Quy Phàm. Các thầy cô. Khóe miệng Mộc Quy Phàm khẽ giật, giờ anh không dám nghi ngờ sức mạnh của tiểu Túc Bảo ngoan ngoãn mềm mại nhà anh nữa rồi. Mộc Quy Phàm nói, bạn học Túc Bảo rất dũng cảm, nhưng còn phải nhớ rõ lời dặn của sĩ quan Mộc. Trong tình huống thông thường, sức lực của trẻ con thua xa người lớn, nguyên tắc đầu tiên của chúng ta vẫn luôn là bảo đảm tính mạng. Túc Bảo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tình huống thông thường chứ gì? Cô bé cảm thấy mình không thuộc trường hợp đó. Bé có sợi dây đỏ nên có thể đánh bay cậu năm. Nhưng dù thế nào thì bây giờ cũng không nên làm khó ba mình, Túc Bảo quyết định ngoan ngoãn gật đầu, con hiểu rồi. Mộc Quy Phàm thầm thở phào nhẹ nhõm, anh thực sự rất sợ lát nữa Túc Bảo sẽ xông lên đánh sáp lá cả với tên côn đồ. Túc Bảo mà lên thì những điều dặn dò các bạn nhỏ ban nãy đổ sông đổ biển hết. Còn có Hân Hân nữa, kiểu gì cô bé cũng xông lên theo. Mộc Quy Phàm tổng kết lại tình huống hỗn loạn ban nãy, không chút nể nang mà chỉ ra vấn đề thiếu sót còn tồn tại trong hội giáo viên, còn có phản ứng chậm chạp của cảnh sát trường học và kỹ năng thực chiến kém. Mộc Quy Phàm dứt lời, vòng diễn tập thứ hai được tiến hành. Lần này ổn hơn nhiều, ngay khi tiếng còi vang lên, các giáo viên lập tức tổ chức cho các em học sinh sơ tán. Các bạn nhỏ cũng hiểu mình phải làm gì, không còn chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của giáo viên mà đã có suy nghĩ của riêng mình. Hiểu tại sao mình lại chạy như vậy. Mộc Quy Phàm vui vẻ yên tâm rồi. Lúc này các cảnh sát trường cùng hợp sức kéo Tô Nhạc Phi đang la hét ra ngoài. Tô Nhạc Phi tức muốn chết. Lần này, đến mấy đồng chí cảnh sát trường mà anh ấy cũng đánh không lại. Tô Nhạc Phi dốc hết sức chống trả, các cảnh sát trường cũng vậy. Tô Nhạc Phi một chọi tám, các cảnh sát trường phải mất hơn 2 phút mới lôi được anh ấy đi, thực ra Tô Nhạc Phi cũng rất lợi hại. Diễn tập hai vòng xong, Mộc Quy Phàm bắt đầu quy trình thứ hai, dạy cảnh sát trường học phòng chống hiểm nguy bất ngờ. Các bạn nhỏ ngồi xếp bằng trong sân trường, bé nào cũng đầm đìa mồ hôi nhưng vẫn phấn khích nhìn Mộc Quy Phàm bị 8 chú cảnh sát trường bao vây. Các bạn nhỏ hét, sĩ quan Mộc cố lên. Túc Bảo cũng hét theo, sĩ quan Mộc cố lên. Một tiếng còi vang lên, 8 đồng chí cảnh sát trường đồng thời lao về phía Mộc Quy Phàm. Ánh mắt Mộc Quy Phàm rét lạnh. Bốp bốp. Chưa đầy nửa phút, 8 chú cảnh sát trường đã bị đánh gục. Các bạn nhỏ, oa. Túc Bảo, oa. Cô bé quá đỗi tự hào, liên tục nói, đây là ba của tớ. Nhìn đi ba tớ đó. Bạn học Túc Bảo lập tức trở thành cô bé nổi bật nhất trường. Mộc Quy Phàm không khỏi cong môi, nhìn cô bé còn tự hào về mình, tim anh như tan chảy. Thấy Túc Bảo tự hào khoe với các bạn nhỏ, đây là ba của tớ, lòng Tô Nhạc Phi bỗng chua xót. Anh lạnh lùng hừ một tiếng, giơ tay nói, để tôi. Người cậu năm là anh đây quanh năm ở công trường, thân thể cường tráng, lẽ nào đánh không lại một Mộc Quy Phàm. Thấy, tên côn đồ, lại xuất hiện, các bạn nhỏ lập tức phấn khích hò reo, sĩ quan Mộc cố lên. Sĩ quan Mộc cố lên. Đánh bại tên côn đồ, nện cho hắn bẹp dí luôn. Túc Bảo nhìn ba mình rồi lại nhìn cậu năm. Không có ai cổ vũ cho cậu năm nha. Thế là cô bé con hô to. Sĩ quan Mộc cố lên. Côn đồ cố lên. Thấy vậy Hân Hân cũng hô theo, cố lên, cố lên, thêm 3 gam dầu, 1, 1, trong tiếng Trung, cố lên, còn có nghĩa là thêm xăng, dầu. Các bạn nhỏ sửng sốt, chuyện gì thế này? Túc Bảo chỉ tay về phía Tô Nhạc Phi, giải thích, người kia không phải côn đồ thật đâu, là cậu của tớ đó. Các bạn nhỏ bừng tỉnh ngộ. Tô Nhạc Phi tự động phớt lờ nửa câu trước của Túc Bảo. Chỉ nghe thấy cô bé kêu, côn đồ cố lên, lập tức vui như mở cờ trong bụng, cả người tràn đầy sức mạnh, bây giờ quật đổ một con trâu cũng không vấn đề gì. Tới đi, Tô Nhạc Phi móc ngón tay đầy khiêu khích. Thần thái đó chỉ có thể dùng một từ để hình dung, ngầu. Một giây sau, Tô Nhạc Phi bất ngờ bị Mộc Quy Phàm bắt lấy cổ tay, quăng qua vai rồi nện dầm một tiếng xuống đất.
Động tác của Mộc Quy Phàm quá nhanh, mọi người còn chưa nhìn rõ thì tên côn đồ đã bị đánh bại rồi. Các bạn nhỏ reo hò và vỗ tay. Trong mắt các bé gái, Mộc Quy Phàm chính là anh hùng vĩ đại, còn các bé trai lại nhìn Mộc Quy Phàm đầy ngưỡng mộ như nhìn ăn cham ăn. Tô Nhạc Phi đỏ bừng mặt, nói to, lại lần nữa. Lại lần nữa, hồi nãy tên này đánh lén nên không tính. Mộc Quy Phàm nhướng mày, được. Tô Nhạc Phi bò dậy, thấy Mộc Quy Phàm quay người nhìn về phía Túc Bảo. Việc quân cơ không nề dối trá. Tô Nhạc Phi xông lên, toan đánh ngã Mộc Quy Phàm nhân lúc anh không chú ý. Dường như Mộc Quy Phàm không phát hiện ra kẻ địch phía sau, các bạn nhỏ lo lắng, kinh hô và liên tục vung vẩy những nắm đấm nhỏ, phía sau. Phía sau, đáy mắt Tô Nhạc Phi thoáng hiện niềm vui thắng lợi. Nhưng tay mới chạm tới Mộc Quy Phàm thì lập tức rầm một tiếng, trời đất quay cuồng, Tô Nhạc Phi lại nằm bò dưới đất. Một cậu bé kích động nhảy cẫng lên. Lợi hại quá. Một bạn nhỏ khác học lớp lá nên đã nắm vững vốn từ vựng, chất lượng cao, của loài người, không ngừng hét, mẹ kiếp. Tuyệt vời, 666. Ba Mộc nổi bần bật ở trường mầm non của con gái yêu, còn Tô Nhạc Phi trở thành ví dụ tiêu cực, bất luận xông lên với tư thế nào thì cuối cùng cũng ngã xuống với một tư thế duy nhất, nằm bò ra đất. Tô Nhạc Phi tức đến độ sắp hộc máu. Cuộc diễn tập phòng chống hiểm nguy bất ngờ lần này, các bạn nhỏ đều cảm thấy còn chưa xem đủ, khi xếp hàng về lớp học, một số nhóc còn bắt chước Mộc Quy Phàm, bé nào cũng ngưỡng mộ Túc Bảo vì có một người ba vô cùng lợi hại. Lúc này, Túc Bảo đang vẫy tay chào tạm biệt ba và cậu năm của mình. Đôi mắt cô bé đong đầy sự ngưỡng mộ, ba lợi hại quá. Mộc Quy Phàm duỗi tay xoa đầu cô bé, môi cong lên, ừm. Thấy cậu năm khoanh tay, nét mặt không vui vẻ gì cho cam, Túc Bảo lập tức nói, hôm nay cậu năm đóng côn đồ đạt lắm. Cậu năm cũng vô cùng lợi hại nha. Nếu tên côn đồ khác bị quật ngã như vậy kiểu gì cũng bầm tím mặt mũi rồi đó. Cậu năm thì vẫn giữ nguyên phong độ và sự đẹp trai. Túc Bảo thật lòng cảm thấy cậu năm của cô bé lợi hại. Bé kích động giơ ngón tay làm động tác, like, khen không ngớt miệng. Chút cảm xúc ủ rột trong lòng Tô Nhạc Phi lập tức bay biến, anh vội hỏi, thật à? Túc Bảo gật đầu khẳng định, thật nha. Tô Nhạc Phi tức thì cười tâu toét, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Xem đi, cháu gái của anh đang khen anh đấy. Khen anh đóng vai côn đồ rất đạt nha. Cậu năm vừa lòng thỏa ý rời đi. Đại sư Túc Bảo với trái tim hồn nhiên không chút thiên vị đã vô tình dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện. Sau khi rời trường, Mộc Quy Phàm giải quyết một số việc. Làm xong việc cũng vừa vặn đúng giờ Túc Bảo tan học. Mộc Quy Phàm thay quần áo và lái xe đến đón Túc Bảo. Mộc Quy Phàm luôn cho rằng anh lái xe đủ phách lối rồi, chẳng ngờ giữa đường còn gặp một chiếc xe ép sát xe anh rồi phóng vút qua, một cô gái trẻ luống cuống giơ tay nói, xin lỗi. Xin lỗi anh. Mộc Quy Phàm nhướng mày. Anh không nhìn thấy quỷ nên chẳng thấy được Tô Cẩm Ngọc đang nằm nhoài trên người Tô Tiểu Ngọc. Mộc Quy Phàm trông thấy rõ, chiếc xe của Tô Tiểu Ngọc chạy quanh co theo hình chữ S, vượt qua hai chiếc xe khác rồi mới dừng lại. Trên đường ngựa xe như nước mà xe của Tô Tiểu Ngọc không chút chảy xước. Mộc Quy Phàm đặt tay lên cửa sổ xe, nghiêng đầu, chậc, kỹ năng lái xe tốt đấy. Lúc này, Tô Tiểu Ngọc đang thầm than nguy hiểm. Phanh xe của cô ấy bỗng nhiên bị hỏng, nhưng chuyện quỷ dị hơn là cô ấy chẳng hề hấn gì. Thần kỳ ghê, Tô Tiểu Ngọc lẩm bẩm, rốt cuộc như này tính là may mắn hay xui xẻo đây? Nếu may mắn thì làm gì có chuyện chiếc xe đang yên đang lành bỗng mất phanh? Nếu xui xẻo thì sao cô ấy có thể lành lặn trở ra sau màn phóng xe trên con đường tấp nập xe cộ như này? Tô Tiểu Ngọc lái xe đến một con đường nhỏ, dừng lại rồi gọi điện. Không biết tại sao cô ấy bỗng nói nhầm. Alo, cửa hàng bốn người con trai phải không? À không phải, là cửa hàng 4S đúng không? Tô Tiểu Ngọc sửng sốt hồi lâu, sao cô ấy có thể nói nhầm tên cửa hàng như thế nhỉ? Lúc Mộc Quy Phàm đến trường mầm non thì vừa đúng giờ tan học. Suốt đường đi ra, rất nhiều bạn nhỏ chào Túc Bảo. Chào Túc Bảo, tớ thích ba của cậu lắm, lần sau kêu ba cậu cùng tới khu vui chơi nha. Túc Bảo, chúng ta cùng đi nha, tớ cũng ngồi xe đưa đón của trường. Túc Bảo, cho cậu cái này nè. Một cậu bé chạy lên rồi nhét vào tay Túc Bảo một cái kẹo mút, sau đó hai mắt cậu sáng lấp lánh, ba cậu thích thẻ ăn cham ăn không? Túc Bảo ngẫm nghĩ, chắc thích đó. Hình như tất cả chàng trai đều thích ăn cham ăn mà nhỉ. Cậu bé kia lập tức vui vẻ nói, lần sau tớ đem thẻ ăn cham ăn tặng ba cậu nha. Mấy cậu bé khác cũng vây quanh Túc Bảo,
Tiếu Tít hỏi chuyện về Mộc Quy Phàm. Túc Bảo đang trò chuyện vui vẻ thì trông thấy ba mình đứng ngoài cổng trường, một tay ba đang đút túi. Cậu bé nói muốn tặng thẻ ăn chaman cho Mộc Quy Phàm lúc nãy bỗng ổ lên, nhìn kìa. Là sĩ quan Mộc. Một đám trẻ con chạy lên trước. Các thầy cô vội chạy theo kéo tụi nhỏ lại, chán thầy cô lấm tấm mồ hôi. Túc Bảo, oa, ba mình được hoan nghênh chưa nè. Lúc này Hân Hân bỗng chạy tới, nắm tay Túc Bảo, chuyện gì thế em? Chỉ thấy một đám trẻ con đang vây quanh Mộc Quy Phàm, liên tục đặt câu hỏi. Cậu bé A, chào sĩ quan Mộc, con rất thích chú. Mộc Quy Phàm. Cậu bé B, sĩ quan Mộc, con muốn hỏi chú câu này, sao chú lại cao vậy ạ? Các bạn nhỏ vừa tôn thờ thân phận anh hùng vừa ngưỡng mộ chiều cao của Mộc Quy Phàm. Mộc Quy Phàm, ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ, ăn ít quà vặt và đọc báo nhiều hơn. Cậu bé C sừng sốt, thật à? Mẹ con vẫn luôn nói như vậy nhưng con không bao giờ tin. Thế giờ về nhà cậu sẽ ăn ngoan ngủ ngoan. Vất vả lắm mới thoát khỏi đám trẻ con, Mộc Quy Phàm nắm tay Túc Bảo, hỏi, hôm nay ở trường thế nào con? Vui không? Túc Bảo, tuyệt lắm ạ. Ba ơi con muốn ăn kem. Hân Hân lập tức giơ tay, Dượng ơi con cũng muốn ăn. Mộc Quy Phàm nhấc hai cô bé vào xe, đi nào, đi ăn kem. Chiếc xe Việt dã nghênh ngang rời đi. Để lại một đám trẻ con nhìn theo đầy ngưỡng mộ. Trung tâm mua sắm, bên cạnh chiếc xe kem đầy màu sắc có ba người đang đứng, một lớn hai nhỏ. Túc Bảo dán sát vào tủ kính trong suốt, nuốt nước miếng, chị ơi, em muốn một viên vị sữa chua, một viên vị phô mai và một viên vị xoài ạ. Chị gái nhỏ bán kem cầm thìa xúc theo vị bé gọi, thìa nào thìa nấy ú nụ, ly kem thoáng chốc đã đựng đầy ba loại kem màu sắc khác nhau. Túc Bảo nhận lấy, cắn một ngụm trước rồi đưa cho Hân Hân. Hân Hân háo hức nhìn đủ loại kem trong xe, xua tay, không cần không cần, chị muốn tự chọn cơ. Túc Bảo lại giơ thìa lên, sĩ quan Mộc, a nào. Mộc Quy Phàm buồn cười, khom lưng cắn một ngụm nhỏ, ngón tay trọt nhẹ mũi bé, gọi ba đi. Túc Bảo, ba. Anh không nhìn được nhếch môi, càng nhìn cục bột nhỏ càng thấy thích. Kỷ Trường lơ lửng bên cạnh chép miệng, kem có gì ngon không? Túc Bảo liếc hắn, sư phụ, người chưa từng ăn kem ạ. Kem siêu ngon luôn ý. Kỷ Trường bĩu môi, chậc, có gì ngon, không phải cũng chỉ là đá bào thôi à. Hắn không hề hâm mộ đâu. Thế mà thỉnh thoảng ai kia lại liếc trộm hộp kem trên tay Túc Bảo đấy. Mộc Quy Phàm trả tiền, vẫn ngồi dựa vào bồn hoa trung tâm, có điều lúc này là một lớn hai nhỏ. Một chị gái NS vừa đi vừa ngoái đầu lại, bỗng nhiên rầm một tiếng, tông sầm vào cửa. Hân Hân, ha ha ha. Chắc chắn chị gái kia đang nhìn hộp kem của chị, hẳn là thèm muốn chết rồi. Túc Bảo, em lại thấy hình như chị ấy đang nhìn ba em thì đúng hơn. Mộc Quy Phàm, hử, chị gái đang nhìn con đấy. Ba tên vô lương tâm ăn dưa, à không, ba quần chúng ăn kem trụng đầu thì thầm. Nhìn bọn họ ăn uống say sưa, Kỷ Trường im lặng xoay người, khoanh chân ngồi cạnh bồn hoa, cam chịu số phận lật sách. Kem có gì ngon, hắn vẫn nên đọc sách thôi. Mấy ngày nay hắn đã xem gần hết đống sách rồi nhưng vẫn không tìm được một chút tung tích của Tô Cẩm Ngọc. Rốt cuộc người đã đi đâu rồi, đi tìm với Túc Bảo khắp nơi cũng chẳng thấy đâu, đi xa như vậy à? Kỷ Trường lẩm bẩm. Lúc này, xe kem phía sau truyền đến giọng nói của một cô gái, cô chủ, cho tôi một phần nhé. Chị gái bán kem hỏi, cô muốn vị gì? Tô Tiểu Ngọc nhìn tủ kem, định chọn vị vani. Tô Cẩm Ngọc nhoài người về phía trước, hai mắt lóe sáng nhìn ba vị sữa chua. Dâu tây và xoài chằm chằm. Cô muốn ăn. Kết quả Tô Tiểu Ngọc vừa mở miệng lại thốt lên, một viên sữa chua, một viên dâu với một viên xoài. Tô Tiểu Ngọc ngơ ngác, không đúng, trong lòng cô ấy đang nghĩ tới vị vani cơ mà. Túc Bảo nghe thấy có người chọn kem vị giống mình, ngay lập tức quay đầu lại, wow, chị ấy cũng chọn giống con kìa. Vừa dứt lời, bé đã ổ lên. Chỉ thấy trên người chị gái nhỏ mặc áo thun vàng phối với quần jean đứng trước xe kem có một con quỷ đang bám vào. Một con quỷ vàng chói lọi. Bé chưa bao giờ nhìn thấy con quỷ nào tỏa ra kim quang như vậy hết. Sư phụ ơi, đó là quỷ gì vậy ạ, còn có thể phát sáng. Túc Bảo nhìn Tô Cẩm Ngọc chằm chằm, trong lòng bỗng dưng có một loại cảm giác khó hiểu. Đúng lúc này, Tô Cẩm Ngọc quay đầu lại, nhìn về phía bé. Túc Bảo lập tức trợn tròn hai mắt. Hộp kem trên tay rớt cái bộp xuống đất. Kỷ Trường cũng vừa hay ngẩng đầu lên, vừa chạm mắt, cả người hắn đã nhảy dựng khỏi bồn hoa, tròng mắt suýt thì rớt thẳng xuống đất.
CMN. Hắn hoảng hốt nói không nên lời, theo thói quen văng hai câu chửi thề. Con quỷ tỏa ra kim quang lấp lánh không phải Tô Cẩm Ngọc thì còn có thể là ai? Cô, sao cô lại chạy đến trên người kẻ khác thế? Quá vô lý. Không hợp lẽ thường. Tô Cẩm Ngọc không phải ác quỷ cũng chẳng phải lệ quỷ, sao có thể bám vào người khác được? Nhìn kim quang lấp lánh tỏa ra từ hồn thể cô, Kỷ Trường nhanh chóng hiểu ra, xét trên một khía cạnh nào đó thì trường hợp này không phải quỷ bám thân mà là thần may mắn phù hộ nhỉ. Túc Bảo chạy qua ôm chân Tô Tiểu Ngọc, nước mắt lưng tròng nhìn Tô Cẩm Ngọc sau lưng cô ấy. Mẹ ơi! Tô Tiểu Ngọc, bạn nhỏ, muốn ăn kem cũng không cần phải gọi cô là mẹ thế đâu. Túc Bảo không chịu buông tay, cứ nhìn đỉnh đầu cô ấy chằm chằm rồi nức nở gọi mẹ. Khoảnh khắc bé gọi mẹ, Tô Cẩm Ngọc cũng ngơ ngác, đứa bé này là ai vậy? Trắng trẻo mập mạp, khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm đáng yêu vô cùng, đôi mắt to tròn, lông mi cong vút, mái tóc bện thành hai bím nhỏ, mấy sợi lòa xòa trên trán được một cái kẹp be bé giữ lại, lộ ra vầng trán tròn trịa. Trong nháy mắt, dường như có thứ gì đó chợt lóe lên rồi biến mất, thế nhưng đầu óc cô vẫn trống rỗng, không thể nhớ ra được. Chẳng qua không hiểu sao Tô Cẩm Ngọc lại cảm thấy ngực mình đau xót, có một loại xúc động muốn ôm đứa trẻ trước mắt này vào lòng. Cô giãy giụa muốn rời khỏi người Tô Tiểu Ngọc nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được. Bên cạnh, Hân Hân há hốc miệng, ngẩn tò te. Mộc Quy Phàm tỉnh lại từ trong kinh ngạc, sải đôi chân dài đi tới, xin lỗi, đây là con gái tôi. Anh cúi đầu nhìn Túc Bảo vừa nức nở vừa dán mắt vào phía sau Tô Tiểu Ngọc, ánh mắt khẽ lóe lên, trầm mặt nói, con gái tôi vừa sinh ra đã không có mẹ, chắc con bé nhìn lầm rồi. Tô Tiểu Ngọc à một tiếng, thì ra là thế. Nhìn cục bột nhỏ khóc như mưa trước mặt, Tô Tiểu Ngọc mềm lòng, đưa kem trên tay cho bé, khụ, cho em này, kem của em rơi mất rồi. Túc Bảo dụi mắt, thút thít, vậy thì chị không có. Tô Tiểu Ngọc vừa định nói chuyện thì chị gái bán kem đã vui mừng reo lên, wow, xin chúc mừng vị khách thứ 1000 ngày hôm nay. Chờ một chút nhé, tôi có một món quà nhỏ dành tặng cô. Tô Tiểu Ngọc, chỉ thấy nhân viên cửa hàng lại nhanh chóng làm một hộp kem giống y như đúc. Ta ra tương đương mua một tặng một, cô ấy vui vẻ nói. Tô Tiểu Ngọc nhận lấy, chết lặng cảm ơn, cái may mắn này có hơi trùng hợp quá rồi không? Lần này, trên bồn hoa bên cạnh có 4 người đang ngồi, Túc Bảo, Tô Tiểu Ngọc, Hân Hân và Mộc Quy Phàm. Túc Bảo nắm lấy tay Tô Tiểu Ngọc, từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn đỉnh đầu cô ấy chằm chằm, thật ra là bé đang nhìn Tô Cẩm Ngọc. Tô Tiểu Ngọc khó hiểu sờ trán mình, bạn nhỏ, trên đầu chỉ có cái gì à? Túc Bảo lắc đầu, không có gì hết, chỉ có mẹ của bé thôi. Tô Cẩm Ngọc nhìn trái nhìn phải, xác nhận Túc Bảo thật sự đang nhìn mình, còn gọi mình là mẹ. Cô chỉ vào bản thân, hỏi, bạn nhỏ, con biết cô là ai à? Cục bột nhỏ lập tức mếu máo, hu hu, mẹ không nhận ra Túc Bảo. Kỷ Trường vò đầu, chuyện này, có thể do hồn phách tản đi khắp nơi nên bị mất trí nhớ. Nói xong, hắn vội vàng bổ sung, chẳng qua không sao. Chỉ cần chúng ta tìm về những mảnh vụn linh hồn khác của mẹ con là cô ấy sẽ nhớ lại thôi. Đến giờ Túc Bảo mới hiểu thì ra là như vậy, chỉ cần bé tìm thấy những mảnh mẹ khác là mẹ sẽ nhớ lại mình đúng không? Bé nặng nề gật đầu, dạ, mẹ quên mất Túc Bảo cũng không sao, Túc Bảo sẽ giúp mẹ nhớ lại. Tô Tiểu Ngọc, hự. Cô ném cho Mộc Quy Phàm một ánh mắt cầu cứu, anh trai, quản tốt con gái mình đi. Cô ấy vẫn còn là gái 18 đôi mươi. Dù có lén lút theo đuổi nam thần nhưng không muốn có một đứa con từ trên trời rớt xuống vậy đâu. Mộc Quy Phàm như hiểu được cái gì, hơi ngẫm nghĩ rồi nói, thật xin lỗi, lúc trước con gái tôi không như vậy, chẳng biết hôm nay có thể mời cô đến nhà ngồi một lát được không? Sợ cô gái hiểu lầm, anh ngay lập tức nhấn mạnh, cô yên tâm, trong nhà còn có ông bà ngoại và các cậu ruột của bé. Tô Tiểu Ngọc vốn định từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy tủi thân của Túc Bảo, cô ấy lại không kìm lòng được nói, cũng được. Vậy đi thôi, Mộc Quy Phàm đứng lên. Cục cưng, ba chỉ có thể giúp con tới đây thôi. Về phần người mẹ trong lời Túc Bảo, Mộc Quy Phàm nhìn thoáng qua đỉnh đầu cô gái, chẳng thấy cái gì hết. Trên xe về nhà, Túc Bảo rất vui vẻ, không ngừng huyên thuyên với Tô Cẩm Ngọc sau khi đến nhà họ Tô, ông bà ngoại và các cậu đối xử tốt với bé như thế nào. Bé sống rất vui vẻ, ông nội rùa đen rất tốt, tiểu ngũ cũng rất tốt. Đáy mắt Tô Cẩm Ngọc tràn ngập hoang mang và mờ mịt, trong lòng lại thấy chua xót khó hiểu. Cô không nhớ được cái gì hết, cũng chẳng rõ tại sao mình lại bám vào người Tô Tiểu Ngọc. Lẽ nào,
khi cô còn sống thật sự có một đứa con gái, cũng chính là bé gái trước mặt này. Tô Tiểu Ngọc nhìn Túc Bảo lẩm bẩm từ nãy đến giờ, khẽ thở dài. Hẳn bé con này rất nhớ mẹ mình nhỉ, đến mức tinh thần xảy ra vấn đề thế kia. Cô ấy không nhịn được xoa đầu Túc Bảo, bé cưng, chị không thể làm mẹ em được nhưng mà chúng ta có thể kết nghĩa chị em nè, em thấy sao? Túc Bảo ngơ ngác, rõ ràng chưa kịp phản ứng, kết nghĩa chị em là gì ạ? Tô Tiểu Ngọc, tức là những người vừa gặp nhau lần đầu tiên nhưng cứ ngỡ đã thân quen từ lâu kết nghĩa làm chị em ấy, sau này em là em gái của chị là chị gái của em, như vậy quan hệ của chúng ta sẽ thêm gần gũi hơn. Túc Bảo gật đầu bừng tỉnh, quá được luôn ạ. Tô Tiểu Ngọc giơ kem lên, nào, nhân danh hộp kem này, từ nay về sau chúng ta sẽ là chị em tốt. Túc Bảo cũng giơ kem lên cao, cùng ly. Hai người cùng cắn một miếng lớn, sau đó cùng hít hà vì tê răng. Kỷ Trường, Mộc Quy Phàm, Tô Tiểu Ngọc nhìn dáng vẻ đáng yêu của Túc Bảo, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Cuối cùng cũng xong, đi ra đường cứ bị một bé gái gọi mẹ mãi thì sao mà cô ấy theo đuổi thần tượng được. Tô Tiểu Ngọc không nhìn được nhẹ nhàng nhéo mặt cục bột nhỏ một cái, sau này em chính là em gái của chị, nào, gọi chị đi. Túc Bảo, chị ơi. Tô Tiểu Ngọc vui vẻ đáp, ơi. Kỷ Trường, ủa, alo, có phải hơi qua loa rồi không? Hai người còn chưa biết tên tuổi của nhau luôn đó. Mộc Quy Phàm đang định lên tiếng thì đột nhiên Túc Bảo chỉ anh, chị ơi, đây là ba em, chị là chị của em rồi thì ba em cũng là ba chị nhỉ. Chị mau gọi ba đi. Tô Tiểu Ngọc phụt kem ra ngoài. Khóe miệng Mộc Quy Phàm khẽ co rút. Tô Tiểu Ngọc nhìn Mộc Quy Phàm, lúng túng chào hỏi, ây, cái kia, chào, xin chào, à ơm. Anh gì ơi? Mộc Quy Phàm chưa kịp nói gì, Hân Hân đã hô lên, không đúng. Không được gọi anh, phải gọi ba. Ba của ba gọi là ông nội, chị em của ba gọi là cô, ba của chị em thì gọi là ba. Túc Bảo, chính xác. Tô Tiểu Ngọc liêu siêu trước gió, cô ấy chỉ nhận em gái thôi mà, sao còn tặng kèm một ông ba luôn vậy? Nhìn hai người lớn hai đứa trẻ lại rơi vào trầm tư vì một cái xưng hô, Kỷ Trường hết sức cạn lời, hắn nhìn sang Tô Cẩm Ngọc, thấp giọng hỏi, Cẩm Ngọc. Tô Cẩm Ngọc đáp lại một tiếng theo bản năng, hả? Kỷ Trường đọc ám hiệu, cô còn nhớ không? Bắt đầu vô địch từ trong bụng mẹ. Thấy đối phương không có phản ứng, hắn lại nói, bắt đầu vô địch từ khi thụ tinh. Tô Cẩm Ngọc, tên này không phải là biến thái đó chứ? Vẻ mặt cô đầy ghét bỏ, nhích ra xa Kỷ Trường một chút. Kỷ Trường, hay lắm, lúc trước còn muốn chết rồi phải mang theo ký ức sống lại, giờ thì quên sạch bách. Ngay lúc này, điện thoại Mộc Quy Phàm đổ chuông, anh bấm nhận, để điện thoại cách xa tai một khoảng. Qua ống nghe truyền đến giọng bà cụ Tô, Mộc Quy Phàm, con bắt cóc Túc Bảo với Hân Hân đi đâu rồi? Tô Cẩm Ngọc nghe giọng bà cụ Tô bỗng khựng người, giọng nói này. Cô ấy cũng cảm thấy quen thuộc là sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 6.